tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 376, sở sở mỉm cười. Ván đầu tiên trong cuộc chiến đoạn tiên đài dành cho tu sĩ 60 tuổi trở xuống. Trong vòng 60 năm trở lại đây, tình hình của hư kiếm phái và sở ra khá củ chuối, phần lớn các đệ tử dưới 60 tuổi trong môn phái đều bị kẹt tại bình cảnh dược long môn nhất phẩm này. Thậm chí có đệ tử hư kiếm phái đánh sâu vào cảnh giới dược long môn đến 17 lần, mỗi một lần đều phải chấm dứt trong thất bại mỗi lần thất bại thì cảnh giới lại hạ xuống trở về đệ tứ khiếu tị khiếu. Chỉ có thể tiếp tục khổ công tu luyện, tích góp lực khí huyết lần nữa, lại đánh vào bình cảnh dược long môn. Đừng nghĩ rằng cảnh giới nhất phẩm chỉ là bình cảnh nho nhỏ, nhưng chính phần cổ của chiếc bình nhỏ sau đó đã vây khốn đến hơn 6% tu sĩ. Đặc biệt là những tán tu và những môn phái không đủ tài nguyên, thậm chí còn có người dùng cả đời của mình đánh vào bình cảnh này, nhưng lại không thể phá tan. Sao bình cảnh? sở ra còn đỡ, ít nhất họ còn có một sở sở thiên tài. Hư kiếm phái hoàn toàn không có một mống đệ tử nào dưới 60 đạt cảnh giới nhị phẩm, tất cả đệ tử tham gia chiến đấu đều chỉ có cảnh giới dược long môn nhất phẩm mà thôi. Sở ra phái ra hai vị đệ tử cũng có cảnh giới dược long môn nhất phẩm. Dưới tình huống thực lực đệ tử hai bên ngang nhau, sự phát huy của một đệ tử phụ thuộc vào trang bị của mình. Người nào có vũ khí tốt, công pháp tốt thì phần thắng càng lớn người bảo vệ tiên thai tuyên bố bắt đầu chiến đấu. Vị đệ tử hư kiếm phái lên sàn đấu là một người khổng lồ cao gần 3 mét, e rằng trong cơ thể người này có huyết mạch đặc thù. Nếu so sánh, khí thế của vị đệ tử sở ra kém khá nhiều, dáng người bình thường, công pháp trụ cột vững chắc, cho thấy đây cũng là một đệ tử có kinh nghiệm phong phú. Sở ra đặt toàn bộ hy vọng về ván đấu đầu tiên lên người sở sở. Audio điện tử võ tấn bền Đối với người bình thường, cuộc chiến đấu cấp bậc nhất phẩm khiến bọn họ sôi trào nhiệt huyết. Nhưng với các vị tiền bối nhóm cửu châu số 1 thì có vẻ hơi nhàm chán. Hơn nữa, cấp bậc công pháp của hư kiếm phái và sở ra khá thấp, nhóm tiền bối cửu châu số 1 thực sự không thể khơi dậy dù chỉ một tia hứng thú. Lúc này, tộc lão sở ra đi thong thả qua lại bên ngoài chiếc lều. Hắn muốn biết trạng thái khôi phục của sở sở đang ở trong lều đã đến mức nào rồi. Không cần nhiều lắm, chỉ cần giữ thực lực đệ nhất đan điền nhị phẩm thì đã có thể trấn áp hư kiếm phái rồi. Vũ Nhu Tử cũng lẳng lặng chạy tới, cô còn đang muốn lấy chiếc châm cài áo của Tống Thư Hàng, biến thân thành Sở Xuân Huỳnh, đại diện Sở Gia tham gia chiến đấu. Cô chỉ cần tưởng tượng viễn cảnh bản thân bước lên đoạn tiên đài, đánh đám người hư kiếm phái như hoa rơi nước chảy, trong lòng vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, sau khi đợi thật lâu, Sở Sở, Bạch Tôn Giả và cả Tống Thư Hàng vẫn chưa đi ra khỏi lều chẳng lẽ còn chưa khỏe à? Vũ Nhu Tử khó hiểu, cô vươn tay sốc lều lên, nhìn thoáng qua tình huống bên trong. Sau đó, cô nhìn thấy cát vàng bay đầy trời. Ảo ảnh chân thực, Vũ Nhu Tử lập tức buông tay, lui ra ngoài lều. Không ngờ Bạch Tôn giả sử dụng năng lực ảo ảnh chân thực bên trong lều. Chẳng lẽ kích hoạt tiềm lực của sở sở lại chắc trở đến thế à? Mà lúc này, bên trong ảo ảnh chân thực của Bạch Tôn giả, Bạch tôn giả không kích hoạt tiềm lực của sở sở, hắn chỉ lấy vài giọt máu của cô, sau đó hắn lấy bình nhỏ đựng máu, trong bình chứa đủ loại vật liệu. Không biết bạch tôn giả dùng cách gì để giúp sở sở bình phục đây? Lúc này, bạch tôn giả lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại dược sư. Dược sư, gần đây có người liên hệ với người phải không? Bên kia điện thoại truyền ra thanh âm dược sư. Đúng vậy, bạch tiền bối ngay lúc tử yên mang đám tù binh làm vật thí nghiệm đến thì hôm sau đã có người bắt đầu liên hệ với ta thông qua vài vị đạo hiếu hỏi dò xem cái giá phải trả để có thể chuộc được đám tù binh này là bao nhiêu đã nhận được thứ kia chưa bạch tôn giả cười ha ha hỏi lại vâng theo như lời dặn dò của bạch tiền bối ta tỏ vẻ đồng ý cho đối phương chuộc hai tù binh với phí chuộc người là hai tầng công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đầu tiên của a tam thập tam thú thần tông sau đó đối phương đã lằng nhằng với ta cả một ngày, có kè mặc cả, cuối cùng lại đến đây một mình, đi dạo quanh một vòng đám tù binh làm vật thí nghiệm kia, rồi để lại công pháp, chuộc ba tên tù binh về. Dược sư kể rõ, sau đó nói tiếp. Tiên bối, có phải bên trong tam thập tam thiên nhất khí công có ẩn dấu bí mật không? Chính xác, nhưng không sao, chủ yếu là ta muốn lý giải ý tưởng của người đã sáng lập ra môn công pháp này thôi. Đưa hai cuốn công pháp này cho ta đi, ta muốn xem một chút. qua một thời gian nữa ta sẽ tìm ngươi xử lý chuyện sau. ha ha ha. còn nữa, ngươi kiểm tra trạng thái thân thể của đám tù binh còn lại đi. nếu không nằm ngoài dự đoán của ta, thân thể của đám tù binh này đã xuất hiện vấn đề. phòng chừng có người đã âm thầm lấy đi chân khí bản nguyên của bọn họ rồi. bạch tôn giả mỉm cười dặn dò. được. bạch tiền bối. sược sư lại hỏi dò. ta gửi trực tiếp cho người qua thì không sao chứ. Người cứ sử dụng tùy ý phương thức gửi bảo mật gì đó cho ta đi, dù sao thì đây cũng không phải công pháp của ta. Bạch tôn giả đáp lại. Dược sư gật nhẹ đầu, cúp điện thoại. Chỉ một thoáng, hắn gửi hình ảnh hai cuốn công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công qua phần mềm chat. Bạch tôn giả nhận được tài liệu văn bản, bắt đầu quan sát hai cuốn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thông qua màn hình điện thoại. Bởi vì hai cuốn này chỉ là phương pháp tu luyện cấp nhất phẩm, nhị phẩm mà thôi, Bạch Tôn giả chỉ dùng một ít thời gian thì đã xem hết tất cả nội dung. Sau đó, Tôn giả nhắm mắt lại, lặng lặng suy tư trong một chốc. Lát sau, hắn mở to mắt, ánh sáng vàng kim bắn ra từ trong mắt hắn, trung biến ảo trong hư không tạo ra vô số ký tự màu vàng. Những ký tự màu vàng này tạo thành 33 vòng tròn, bắt đầu xoay tròn không ngừng trước mặt Bạch Tôn giả. Thì ra là thế, đúng là một công pháp rất thú vị. Bạch Tôn giả cười ha ha, vươn tay vẽ lên hư không thỉnh thoảng, ký tự màu vàng bên trong từng vòng tròn bị bạch tôn giả dịch chuyển qua lại. Bạch tôn giả cũng sửa chữa một vài ký tự khác. Đây chính là những sai lầm do đối phương cố ý dùng thủ đoạn ngầm để lại trong công pháp, hiện tại chúng đã bị bạch tôn giả chỉnh sửa. Dù sao hai cuốn này cũng chỉ là công pháp nhất phẩm, nhị phẩm, tôn giả hoàn toàn có thể liếc mắt nhìn ra chỗ sai lầm. Đã sửa chữa xong, Tống Thư Hàng vươn tay ta. Tống Thư Hàng vươn cánh tay, đưa về phía Bạch Tôn giả. Tôn giả vẫy nhẹ, phù văn màu vàng rơi xuống bàn tay Tống thư hàng, biến ảo ra rất nhiều hình động vật châu, dê, ngựa, heo, chó, sư tử, hổ, sói, hồ ly, gấu, vượn, gà, chim, ưng, rắn, thỏ, cá voi, cá mập, rùa, cua tôm. Vân vân, có đến 33 loại hình thái động vật. Những hình thái động vật này di động không ngừng trên lòng bàn tay Tống thư hàng, sau đó tiếp xúc với bàn tay hắn. Châu, dê, ngựa, heo, chó, sư tử, hổ. Vọt tới lòng bàn tay hắn theo trình tự. Thế nhưng, ảo ảnh của những động vật này liền tiêu tan sau khi chạm vào bàn tay tống thư hàng. Ảo ảnh trước vừa biến mất, ảo ảnh phía sau đã tiến lên, từng con từng con vọt tới, rồi lại biến mất từng con một. Vẻ mặt tống thư hàng tỏ vẻ khó hiểu, hắn nhìn về phía bạch tôn giả, tôn giả chỉ đáp lại bằng nụ cười thản nhiên. Cuối cùng, đến phiên ảo ảnh cá voi thu nhỏ tiếp xúc vào lòng bàn tay Tống Thư Hàng, nó cũng không biến mất mà giống như đột nhiên được sống lại, bắt đầu đắc ý rung đùi, thậm chí còn sống động đến mức phun ra tia nước từ đỉnh đầu. Khóe miệng sở sở ngồi cạnh bắt đầu giật giật, cá voi gì đó chính là ác mộng gần đây của cô giết chết cô gái trong lồng ngực, thanh âm xương vỡ vụn, còn có giọng nói của tên kình bát biến thái kia. Nếu thế, đầu tiên ngươi cứ gọi cuốn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công này là cự kình thiên đi. Bạch Tôn giả vẫy tay lần nữa, một vòng phù văn màu vàng xuất hiện, chính là phiên bản đã sửa xong, nó lơ lửng trước mắt Tống Thư Hàng, ký tự xếp đặc thành một cuốn công pháp nguyên vẹn. Tống Thư Hàng im lặng ghi nhớ quyển công pháp này tận đáy lòng. Đây chính là Cử Kình Thiên, một pháp môn vận chuyển lực khí huyết đặc thù. Thông qua điều tiết lực khí huyết từ năm khiếu huyệt lớn, nó có thể bộc phát ra sức mạnh tương tự như một con cá voi. Đã chuẩn bị xong mọi việc, chuyện tiếp theo cần làm chính là uống bình thuốc máu này đi, sau đó người biến thành sở sở tham gia đoạn tiên đài. Bạch tôn giả đưa chiếc bình nước thuốc đã dung hợp máu của sở sở cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, chẳng phải ngươi nói kích hoạt tiềm lực cho cô nương sở sở, giúp cô ấy tham gia cuộc chiến đoạn tiên đài à? Tại sao bây giờ lại biến thành kế hoạch hắn hóa thân thành bộ dáng sở sở, tham gia đoạn tiên đài? Dường như tôn giả nhìn ra nghi ngờ trong lòng Tống Thư Hàng. Ta có pháp môn kích hoạt tiềm lực, nhưng với trạng thái thân thể hiện giờ của cô nương sở sở này, chỉ một lúc sau khi kích hoạt tiềm lực thì sẽ chết chắc, không thể cứu chữa. Do đó, người lựa chọn việc để cô sở sở này bộc phát tham gia thi đấu, sau đó chết sảng khoái, hay là người biến thành sở sở, tham gia cuộc chiến đoạn tiên đài. Bạch Tôn giả hỏi lại. Sẽ chết ư, sở sở mốc thật, đúng là cô đã nghĩ việc kích hoạt tiềm lực quá dễ dàng rồi. Thông thường. Loại pháp môn này chính là phương pháp dùng trong thời khắc sống chết, muốn đồng quy vô tận với kẻ địch, để lại di chứng rất lớn. Tống thư hàng nhìn sang sở sở, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tôn Giả, há to miệng. Sau 2 phút, có người sốc mạnh lều lên. Sắc mặt sở sở vẫn còn hơi trắng bệch, nhưng bước chân vẫn kiên định sảng khoái. Trên người cô, lực khí huyết tràn ngập, xem ra thân thể cô đã khỏe mạnh. Cô mặc một bộ váy màu đen mới tinh trên đùi cột chuôi kiếm ngắn sát người. Sau lưng, cô còn đeo một ba lô quân đội khá dài. Sở sở, vết thương của ngươi đã tốt chưa? Sau khi tộc lão sở ra trông thấy sở sở đi ra, lập tức trở nên vui vẻ hẳn. Sở sở mỉm cười nhìn tộc lão, không trả lời. Ở một nơi khác, trên đoạn tiên đài, người khổng lồ trẻ tuổi bên hư kiếm phái cười đắc ý, vác đệ tử thứ hai của sở ra lên cao cao, sau đó dùng đầu gối nện thẳng vào đầu đối phương vị đệ tử thứ hai giống như gà con bị bắt không thể phản kháng gắng gượng chống đỡ công kích từ đầu gối hắn kêu thảm thành tiếng cả người mềm oạt không đứng lên được hai lần đấu liên tiếp đều thua người khổng lồ cường điên cuồng đầy vẻ kiêu ngạo những đệ tử phe sở ra đều tức đến nghẹn họng đáng giận thật nếu sư tỷ sở sở chúng ta không bị thương há lại khiến cho các ngươi kiêu ngạo nhường này đúng lúc đó một thân ảnh thon dài đi lướt qua phe sở ra, đi từng bước một đến đoạn tiên đài. Bước chân cực kỳ kiên định. Lúc đám đệ tử sở ra thấy thân ảnh này, họ lập tức giống lên như tiếng sấm rền. Sư tỷ sở sở, sư tỷ sở sở. chương 377, bật máy gian lận rồi. Tại sao sư tỷ lại cười như vậy chứ? Mặc dù vẫn dịu dàng như nước, nhưng lại mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút thương cảm của bậc thánh nhân, hơn nữa lại còn bao hàm cả lòng tin hết sức kiên định chỉ một thoáng, đám đệ tử sở ra yên tĩnh trở lại, trong lòng rất nhiều đệ tử dâng lên nỗi đau xót. Bởi vì bọn hắn thua thầy kém bạn, sư tỷ sở sở bị thương nặng như thế, lại còn phải kích thích tiềm lực, tham gia đoạn tiên thai này. Chí tưởng tượng của con người quá mức mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là nụ cười gượng mà thôi, đám đệ tử sở ra lại có thể liên tưởng ra quá nhiều nội dung như vậy đấy. Sau khi sở sở nở nụ cười, lại tiếp tục đi từng bước lên đoạn tiên thai người bảo vệ tiên thai quan sát sở sở, sau đó âm thầm thi triển một loại pháp thuật, phỏng trường đây là pháp thuật xem xét huyết mạch, kiểm tra thân phận thực sự của sở sở. Hào quang pháp thuật chợt lóe lên trên người sở sở, không có bất kỳ vấn đề gì, đây rõ ràng là sở sở hàng thật giá thật. Sau khi đặt chân lên đoạn tiên thai, sở sở nâng những người trong tộc bị thương lên, vươn tay vỗ nhẹ, dùng nhu kình đưa hắn trở về tay người sở ra. Người sở ra bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, họ tiếp nhận người bị thương thật cẩn thận, đưa hắn vào lều sau để tiến hành trị liệu khẩn cấp. Trên đoạn tiên thai, sở sở hơi ngừng đầu, ánh mắt trông sang người khổng lồ cao 3 mét. Người khổng lồ trẻ tuổi cũng nhìn về phía sở sở, sau một lát, hắn đột nhiên tỏ vẻ hưng phấn. Thực lực của ngươi chỉ khôi phục đến cảnh giới dược long môn thôi à? Ha 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 ha, ngươi không thể khôi phục lại thực lực nhị phẩm. Đối với hắn, đây chính là chuyện vui sướng cực lớn đó có thể nói, tu sĩ nhị phẩm hoàn toàn có thể đè ép tu sĩ nhất phẩm, nhưng mà... Hiện tại đối phương chỉ có thực lực nhất phẩm, vậy thì hắn có thể dựa vào huyết mạch đặc thù của bản thân, có thể chiến đấu một trận. Không, thậm chí nói không chừng có thể giết chết luôn thiên tài sở ra. Sở sở ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người khổng lồ, không trả lời. Tiếp tục cuộc chiến đoạn tiên thai. giọng điệu người bảo vệ đài chiến vô cùng nghiêm túc. Phía sau, tại lều. Vũ Nhu Tử nhìn vào trong lều, thực sự rất kỳ lạ, vì sao Tống Tiền Bối và Bạch Tôn Giả còn chưa đi ra khỏi lều nữa. Nếu bọn họ không ra, cô tìm ai để mượn chiếc châm cải áo biến đổi hình dạng đây? Cô cũng muốn tham gia cuộc chiến đoạn tiên thai mà a à. Vị tộc lão sở ra lại đang suy nghĩ, đột nhiên hắn biến sắc. Khoan đã nào, vừa rồi lúc sở sở đi ra, trên người cô tỏa ra. Lực khí huyết, phải không? Không phải chân khí, sở sở kích hoạt tiềm lực, tạm thời khôi phục vết thương nhưng chỉ khôi phục đến cảnh giới dược long môn. Nếu thế, đối mặt với đệ tử hư kiếm phái dự thi, cô cũng không có ưu thế bao nhiêu, hơn nữa thân thể còn mang nhiều vết thương. Không được, hắn không thể để sở sở dự thi. Tộc lão sở ra nhanh chóng chạy tới đoạn tiên thai. Thế nhưng mọi chuyện đã muộn, cuộc chiến đoạn tiên thai đã bắt đầu. Trên đoạn tiên thai, người khổng lồ trẻ tuổi quát khẽ, tỏ vẻ bản thân cường tráng mạnh mẽ. Con quỷ nhỏ, không cần biết ngươi là thiên tài thế nào, hiện tại, nhận lấy cái chết cho ta. Hắn gầm rú, lao ra từng bước dài, vùng quả đấm to lớn xé gió, đánh vào đầu sở sở. Đệ tử sở ra đều hồi hộp siết chặt nắm tay không phải vì lo cho sở sở, mà là mong chờ cô xuất kiếm trong nháy mắt, vận dụng kiếm quyết bí ẩn vô thượng kia của sở ra. Người sở ra đều biết, bộ kiếm quyết của sở sở có uy lực cực lớn, cho dù hiện tại cảnh giới của cô bị giảm xuống, nhưng cùng cảnh giới thì sao chứ? Chỉ cần vận dụng kiếm quyết, tên khổng lồ kia nhất định phải thua. Nhưng mà, trên đoạn tiên thai, sở sở không vươn tay rút chuôi kiếm ngắn trên đùi mình. Cô thi triển một thế quyền, không nhúc nhích, xem ra, dường như cô muốn cứng trọi cứng với nắm đấm của người khổng lồ kia. Ha 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 ha, người khổng lồ cười điên cuồng. Đi chết đi, thông tâm trưởng. Thực ra, thông tâm trưởng gì đó cũng chỉ là lực khí huyết của tên khổng lồ trong năm khiếu huyệt lớn dồn vào nắm tay, làm nắm tay tỏa ra ánh sáng đỏ mờ mờ. Rõ ràng đây chính là một chiêu quyền pháp cứng rắn có thể phá đá. Trong chiến đấu, tu sĩ hay gọi tên chiêu thức giữ rằn hổ báo. Thế nhưng nghe cho vui thôi, nếu đi tin sái cổ thì ngươi thua chắc. Nắm đấm tên khổng lồ trẻ tuổi nện xuống mạnh mẽ, trời sinh cho hắn thần lực hơn nữa cho dù một chân sư nhị phẩm chân chính tiếp nhận trực diện quyền pháp bá đạo cứng rắn thế này cũng không chịu nổi. Con quỷ nhỏ trước mắt hắn lại mơ mộng nghênh tiếp quả đấm của hắn, vậy thì để cho cô ta nếm thử sự lợi hại của nó đi. Sở Sở đứng trước mặt hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Bỗng nhiên, hai tay mềm yếu của cô giao nhau, nghênh đón nắm đấm của người khổng lồ. Keng. Quả đấm to lớn của người khổng lồ và Sở Sở chạm vào nhau, phát ra âm thanh như kim loại va chạm dường như hai thứ vừa tiếp xúc với nhau không phải là nắm đấm và bàn tay, mà là hai khối kim loại. Tiếp đó, hai tay sở sở hơi hạ xuống, mượn thế vận dụng nhu kình tiêu trừ sức mạnh cứng rắn từ quyền pháp của người khổng lồ. Ngăn được, thế mà lại ngăn được, người khổng lồ hơi sững sờ. Không chỉ có hắn, ngay cả người phe sở ra cũng hơi ngỡ ngàng. Bọn họ biết rõ kiếm thuật của sư tỷ sở sở rất mạnh, nhưng không ngờ rằng quyền pháp của sư tỷ cũng mạnh mẽ đến mức này cơ à. Tình hình chiến đấu trên đoạn tiên thai thay đổi trong nháy mắt. Bên công và bên thủ lập tức đổi chỗ cho nhau. Sở sở đỡ được nắm đấm người khổng lồ, hai tay đẩy mạnh, bộc phát sức mạnh khổng lồ, đánh bay nắm đấm của tên khổng lồ trẻ tuổi. Sau một chốc, thân thể sở sở căng chặt, dồn sức đánh về phía lồng ngực người khổng lồ. Âm, um, sau va chạm, tên khổng lồ gần 3 mét bị đánh bay ra ngoài. Lần va chạm này không còn vận dụng kinh lực xảo diệu hóa giải nữa mà dùng sức mạnh thuần túy, nguyên thủy không văn minh nhất. Lúc tên khổng lồ bị đụng bay ra ngoài, một lúc thật lâu sau cũng không ngồi dậy nổi, ngực hắn giống như bị đầu xe lửa đụng chúng, đau đến mức không thở được. Hắn mở mắt thật to nhìn chừng chừng sở sở đứng phía trước. Sức mạnh thân thể của con quỷ nhỏ này còn lớn hơn cả hắn. Lúc này, ban đầu các vị tiền bối nhóm cửu châu số một còn đang cảm thấy hơi nhàm chán, giờ có mấy vị mở mắt chừng chừng không phải vì chiến đấu trên bục cao siêu thế nào, trong mắt bọn họ, cấp độ chiến đấu trên đoạn tiên thai còn hơi thấp. Nhưng điều quan trọng là, vị cô nương sở sở này lại dùng quyền pháp. Nếu bổn tỏa không nhìn lầm, đây chính là kim cương cơ sở quyền pháp đúng chứ? Bồn tỏa từng nhìn thấy đệ tử của thông huyền đại sư luyện tập. Cuồng đao tam lãng sờ sờ cầm, xoay đầu hỏi vị đạo hữu ngồi cạnh. Chính xác, đây là kim cương cơ sở quyền pháp, chiêu pháp thứ sáu dùng trong phòng ngự, thước thứ năm dùng trong công kích đối kháng. Hoàng Sơn Trân Quân lên tiếng xác nhận, tuy rằng Trân Quân không tu luyện qua kim cương cơ sở quyền pháp nhưng hắn cũng có chút hiểu rõ về bộ quyền pháp này. Kim cương cơ sở quyền pháp không phải là quyền pháp thông thường, nó chính là tuyệt học trấn môn của kim cương tự năm đó. Ít nhất, gia tộc họ sở không thể nào có được quyền pháp này. Bắc Hà Tán Nhân suy tư, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn thở dài nặng nề. Chính là kim cương cơ sở quyền pháp tuyết lang động chủ gật đầu thật nhẹ đúng vậy chính là kim cương cơ sở quyền pháp tạo hóa pháp vương cũng tiếp lời hóa ra là kim cương cơ sở quyền pháp lệ tri tiên tử không biết được sự thật vẻ mặt đầy khó hiểu cô hoàn toàn không rõ mấy vị đạo hữu này đang cảm thán vì cái gì đợi một chút nếu đó thực sự là kim cương cơ sở quyền pháp ta không thể không nhắc trước một vấn đề bỗng dưng cổ hà quan chân quân nghĩ đến điều gì đó Hắn chỉ chỉ Sở Sở đứng trên đoạn tiên thai. Các ngươi cảm ứng cẩn thận cảnh giới một chút. Nhiều đạo hữu nhìn về phía Sở Sở trên đài với ánh mắt tò mò. Sau một lát, cuồng đao tam lãng lên tiếng đầu tiên. "Mẹ kiếp, dược long môn nhất phẩm." "Bắc Hà tán nhân, mẹ kiếp, quả thật chính là dược long môn nhất phẩm." "Hoàng Sơn chân quân, hơn nữa còn là dược long môn sắp thăng tiến lên nhị phẩm." "Lệ chi tiên tử ngày càng không hiểu gì." cô nương khi chỉ đạt cảnh giới dược long môn nhất phẩm thôi mà, rốt cuộc thì có điều gì đáng giá khiến mấy vị đạo hữu này vội vàng hấp tấp đến thế. Cổ Hà Quan chân Quân lại hỏi tiếp, có ai còn nhớ rõ người nào đó tu luyện được bao lâu rồi không? Bắc Hà Tán Nhân đáp lời, sau tháng 6 có mấy ngày, hắn nhớ kỹ mốc thời gian này, vì đây cũng chính là lúc hắn tính ra quẻ xác định thời gian đại chiến đỉnh tử cấm. Vậy, hôm nay là ngày mấy? Cổ hà quan chân quân lại hỏi tiếp. Cuồng đao tam lãng nhìn đồng hồ xem ngày. 21 tháng 7 năm 2019, nếu tính ra, cũng chưa được 2 tháng. Tuyết lang động chủ. Bắc hà tán nhân. Lạc trần Trân quân. Hách hà. Đông phương tiên tử. Bật hách rồi, không thể sai được. Tạo hóa pháp vương cảm thán. Theo ta thấy, đấy không phải là hách đâu mà là bật luôn cả máy gian lận ấy chứ. Ta còn nhớ kiếp sống tán nhân của mình năm đó, cực kỳ gian khổ, thậm chí chỉ một phần thối thể dịch thôi cũng đủ dày vò ta chết đi sống lại rồi. Không biết vì sao, đột nhiên ta cảm thấy hơi buồn giàu. Bắc Hà tán nhân nói: Ít nhất thì ngươi vẫn còn là một tán nhân, ta còn thảm hại hơn ngươi ấy chứ, ta chỉ là một con sói tuyết nho nhỏ bình thường thôi. Tuyết Lang động chủ kể khổ. Trong nháy mắt, chủ đề nhanh chóng bị bóp méo, trở thành đại hội bán than trong đầu lệ chi tiên tử đầy dấu chấm hỏi. Cái gì vậy, cuối cùng thì các ngươi đang cảm thán điều gì thế? Đột nhiên cô cảm thấy mình bị cách biệt với cả đám đạo hiếu, không thể tìm ra một đề tài chung để nói chuyện. Cô bị nhóm đạo hiếu bài xích rồi à? Trên đoạn tiên thai, tên khổng lồ bò dậy lần nữa. Lúc hắn ngã xuống, sở sở không thừa thắng sông lên, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh chờ hắn đứng dậy, cho hắn có thời gian thở dốc chẳng khác nào cô ta đang bày tỏ sự khinh miệt đến cực điểm đáng giận tên khổng lồ gào thét hắn vung nắm đấm vào tới sở sở lần nữa chiêu quyền lần này vẫn là quyền pháp phá đá như cũ sở sở đứng đối diện tiếp tục bày ra tư thế gia quyền hai tay hơi giao nhau nghênh đón nắm đấm của người khổng lồ ngay lúc hai bên chuẩn bị tiếp xúc với nhau đáy mắt tên khổng lồ hiện ra chút đắc ý hắn bất thình lình lấy ra một thanh kiếm ngắn trong tay áo Hư kiếm phái chính là môn phái về kiếm đấy. đương nhiên tên khổng lồ Am hiểu kiếm thuật nhất. Đừng nhìn thân thể hắn quá khổ mà lầm, hắn Am hiểu phương pháp dùng đoàn kiếm nhất. Đoàn kiếm trong tay hắn linh hoạt không thua gì khi sử dụng dao găm. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra kiếm thuật mạnh nhất trong nháy mắt, xa hành nhị thập nhất kiếm trong kiếm thuật đoàn kiếm của hư kiếm phái. Nhìn thấy đoàn kiếm đâm tới chẳng khác nào con rắn độc, sở sở nhíu mày, cảm thán thành tiếng. Sau đó. Thân hình cô đột ngột chuyển động, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tên khổng lồ. Lúc cô xuất hiện trở lại thì đã ở ngay sau lưng tên khổng lồ rồi. Đùng đùng đùng, tiếng điện nổ vang lên liên tiếp. Trên lòng bàn tay sở sở có một luồng sấm chớp đang nổ vang. Đạo pháp, Trường Tâm Lôi. Chỉ một chốc, bàn tay nàng vỗ nhẹ lên lưng tên khổng lồ. Tên đó lập tức rú lên chuỗi âm thanh đầy thảm thiết, toàn thân run rẩy điên cuồng. Sau đó, thân thể to lớn ngã xuống đất ầm ầm. Lần này, hắn không thể tiếp tục ngồi dậy, hôn mê bất tỉnh rồi. chương 378, chân sư nhị phẩm hư kiếm phái. Chỉ cần càn quét sạch sẽ đám người hư kiếm phái là được chứ gì. Sở sở nhìn về phía phe hư kiếm phái, kế tiếp vẫn còn hai người nữa. Đánh thật nhanh, sau đó giải quyết gọn ghẽ bọn họ luôn thể. Tiếp đó, tìm đến bức họa lý thiên tố ở dưới mật thất sở ra, rồi kết thúc công việc của mình chỉ là một việc quá mức đơn giản, lại náo loạn phiền phức đến mức này. Trong trận doanh hư kiếm phái, trưởng môn hư tranh hít hít mũi, hắn đang khoác trên người một chiếc đạo bào màu lam, do vị đệ tử hiểu chuyện đã chủ động dâng lên cho trưởng môn hắn mặc. Lúc này, trong lòng hư tranh không thể bình tĩnh nổi. Không đúng, cực kỳ không đúng. Từ lúc sở sở mang thân thể đầy vết thương trở về, toàn bộ kịch bản đoạt tiên thai cũng đã lệch hướng so với tiết tấu ban đầu. Ngay từ đầu, Rõ ràng mọi chuyện đều đi theo kịch bản được, tiên sinh, thiết lập từ trước, nhưng khi Sở Sở vừa trở về, hết thảy đều bắt đầu rối loạn. Sau khi hít một hơi thật sâu, hư Tranh buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, ít nhất phải vượt qua được ván đầu tiên trong cuộc chiến đoạn tiên thai đá. Tiếp đó, trưởng môn hư Tranh dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Tuy rằng cô nàng Sở Sở này bị thương nặng, cảnh giới hạ xuống dược long môn nhất phẩm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô ta còn đó." tầm mắt của một tu sĩ nhị phẩm vẫn rành rành, lỗ quán không thua oan đâu. Trúc Trạch, ngươi lên sân đấu đi, không cần vội vàng, cũng đừng liều mạng với cô ta, cần phải kéo dài thời gian. Cô ta dùng pháp môn đặc thù để kích hoạt tiềm lực, nhưng loại phương thức đặc biệt này luôn chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định. Trì hoãn càng lâu càng tốt. Vâng, một đệ tử có hai chân rất dài đứng phía sau hắn đáp lời. Hắn am hiểu khinh công nhất, lại có sở trường né tránh di chuyển trong phạm vi nhỏ. Không đối đầu chính diện, kéo dài thời gian chính là lĩnh vực hắn nắm chắc nhất. Cuộc chiến đoạn tiên thai tiếp tục. Đệ tử thứ hai hư kiếm phái trúc trạch lên sân đấu, người phụ trách trị liệu của hư kiếm phái nhanh chóng mang tiểu cự nhân kia xuống đài. Đệ tử hư kiếm phái trúc trạch, xin cô nương sở sở chỉ bảo. Sau khi trúc trạch lên đài, cũng không công kích vội vã, mà bày ra vẻ lễ nghi của mình hắn nhớ rất rõ mục tiêu của bản thân kéo dùng thủ đoạn gì cũng được kéo dài thêm một giây thì được một giây kiên trì chính là thắng lợi sở sở đứng đối diện mỉm cười với hắn cũng không lên tiếng như trước kính xin cô nương sở sở lát nữa đây ra tay nể tình đánh ngất xỉu ta là được rồi không cần phải đánh đến mức khiến ta nằm trên giường bệnh mấy tháng đó trúc trạch tiếp tục nói trong lúc nói chuyện hắn bắt đầu kéo giãn khoảng cách giữa mình và sở 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 nhíu mày thằng ôn dịch này quá dài dòng ngay lúc cuộc chiến giữa sở sở và trúc trạch sắp bắt đầu trưởng môn hư tranh gọi điện thoại trong âm thầm điện thoại được nối máy rất nhanh trưởng môn hư tranh nói rất vội vã alo tiên sinh xuất hiện tình huống bất ngờ rồi điện thoại truyền ra thanh âm cực kỳ thong thả không cần phải hoảng hốt ta luôn chú ý đến nơi này tuy rằng phát sinh biến hóa, nhưng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Người đừng quá gấp gáp, cúp điện thoại đi, inbox cho ta. Nghe được thanh âm bình lặng, chắc chắn đó làm hư tranh cảm thấy bản thân được uống thuốc an thần. Vì thế, hắn lập tức cúp điện thoại, bắt đầu gửi tin nhắn nói chuyện cùng tiên sinh. Tít tít tít, vị tiên sinh bí ẩn kia nhanh chóng đáp lời. Cứ để cuộc chiến đoạn tiên thai tiếp tục diễn ra đi, tuy rằng sở 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 ra có thể chiến đấu nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng chúng ta đã thắng một ván rồi. Cho dù ván đấu đoạn tiên thai thứ hai này có thua thì cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ta. Thế nhưng, trước khi ván thứ ba diễn ra, người phải cố gắng kéo dài thời gian, ta cần sắp xếp một vài chuyện, dẫn ra một nhân vật quan trọng bên trong sở ra. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta hết rồi. Sau khi chuyện này kết thúc, người cũng sẽ nhận được lợi ích vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tiên sinh, sở ra phía đối diện mời đến rất nhiều viện trợ cường đại ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hư tranh hồi âm rất nhanh những vị tu sĩ đại lão đang ngồi vây xem cuộc chiến làm hắn cảm nhận áp lực như núi vậy tiên sinh bí ẩn an ủi đừng lo lắng quá những cường giả này không phải viện trợ của sở ra sở ra không có năng lực mạnh như thế đâu yên tâm mọi chuyện đều có ta lo ta có diệu kế của mình nghe đến đó trong lòng hư tranh càng thêm an tâm trên đoạn tiên thai sở sở cau mày nhìn tên trúc trạch hư kiếm phái nhảy nhót qua lại trước mặt mình sau một màn dài dòng thì thẳng khỉ này chẳng khác nào con khỉ nhảy tới nhảy lui tránh xa mình không chịu tới gần tính chơi cái trò gì đây không lâu sau thời gian trôi qua từng giây từng phút sở sở dùng sức dây dây huyệt thái dương nhảy từ nãy đến giờ lâu lắm rồi thằng ôn này không thấy mệt ư ngay cả người bảo vệ đoạn tiên thai cũng nhíu nhíu mày và mọi người lại nhìn sang trúc trạch hư kiếm phái kia nhảy rất có tinh thần, hắn vừa nhảy nhảy, vừa làm động tác khiêu khích sở sở. Nếu như không chủ động công kích, phòng trừng thằng ôn dịch này nhảy đến sông cạn đá mòn luôn nhỉ. Sở sở hít một hơi thật sâu. Sau đó giống. Một tiếng gầm đáng sợ vang lên, sóng âm phát ra từ miệng sở sở giống như hóa thành thực chất lan ra khắp bốn phương tám hướng. Thậm chí, chiêu sư tử hống quy mô lớn này khiến cho toàn bộ đoạn tiên thai rung động. Hơn nữa, bên trong sóng âm còn được bổ sung thêm năng lực huyện âm, khiến cho người ta khó có thể phòng bị. Nếu bốn phía đoạn tiên thai không được bảo vệ bởi kết giới, sóng âm sư tử hống này nhất định có thể lật tung hàng loạt đám người hư kiếm phái và sở ra. Trên đoạn tiên thai, vốn dĩ Trúc Tranh đang nhảy vô cùng hăng hái lập tức giống như bị sét đánh chúng, không giữ được tâm thần, đạp hụt một bước, ngã nhào trên đất. Tiếp đó, sở sở tiến lên, quyền đấm cước đá đánh cho tên đệ tử hư kiếm phái này hôn mê luôn thậm chí bởi vì trúc trạch không giữ được tâm thần nên căn bản là không còn sức phản kháng sở sở thắng hư kiếm phái thua liên tục hai trận sắc mặt của các đệ tử vô cùng khó coi ngược lại bên trong sở ra tiếng hoan hô vang lên khắp trốn bởi vì các tiền bối phát hiện điểm thú vị nên không còn nhàm chán như trước nữa bắc hà tán nhân chật chật đúng là Phật môn sư tử hống rồi. Cuồng đao tam lãng, cộng thêm kim cương cơ sở quyền pháp trước đó, và cả chân ngã minh tưởng kinh nữa. Còn nữa, lần này tiểu hữu xuất hiện với cái đầu chọc lớn đó. Cổ quan hà chân quân bổ sung. Ừ, thế ra tiểu hữu đã quyết định trở thành Phật tu rồi hả? Hoàng Sơn chân quân xoa xoa cầm, mở miệng tổng kết. Nếu nói thế, đến lúc đó bản thân muốn đưa bao lì xì cho tiểu hữu thì cũng phải dựa vào yếu tố này nhỉ tăng một áo cà sa có năng lực phòng thủ mạnh mẽ, tiểu hữu thư hàng có thích không? Trong lúc nói chuyện, đệ tử hư kiếm phái cuối cùng đi từng bước, từng bước lên đoạn tiên thai, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Diệp đường hư kiếm phái, kính xin cô nương sở sở chỉ bảo. Vị đệ tử này có tướng mạo trung niên, dáng người gầy gò, lúc khoác lên mình đạo bào hư kiếm phái rộng thùng thình giống như lớn hơn khổ người một số. Sở sở cười cười với hắn, thôi bỏ đi, trên thực tế thì ngoài cười ra thì cô cũng chẳng làm được gì khác. Trước khi chiến đấu, ta muốn cảnh báo, ta không giống với hai sư đệ kia. Diệp Đường hít sâu, rút thật chậm trường kiếm bên hông mình. Chương 379, vì sao không dùng kiếm? Vừa dứt lời, khí thế quanh người Diệp Đường tăng lên, chân khí trong đan điền rót vào trường kiếm, kiếm khí trên thân kiếm phun ra nuốt vào. Một chân sư nhị phẩm đột nhiên xuất hiện ngay cả trưởng môn hư kiếm phái hư tranh cũng ngẩn người mẹ nó, ngay cả hắn còn không biết rõ lúc nào thì vị đệ tử diệp đường này của mình đã lặng lẽ đột phá cảnh giới dược long môn, trở thành chân sư nhị phẩm luôn ấy chứ. Sau đó, trên gương mặt hắn lộ ra sự sung sướng cùng cực đúng là nét bút của thần. Thằng nhóc này mang lại niềm vui cực lớn cho hắn rồi. Hiện tại, bởi vì sở 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 ra bị thương nặng, chỉ có thể phát huy thực lực cấp bậc dược long môn mà thôi nhưng diệp đường phe hắn là chân sư nhị phẩm hàng thật giá thật tình hình chuyển biến trái ngược phe hư kiếm phái bắt đầu vang lên tiếng hoan hô như sấm giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay ha 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 hư kiếm phái của chúng ta nắm chắc thắng lợi ván đoạn tiên thai đầu tiên trong tay rồi phần thắng thuộc về chúng ta cuối cùng thì cũng thuộc về chúng ta mà thôi không ai có thể giành được hư tranh không nhịn được cười nói hắn quá hưng phấn nụ cười trên mặt sán lạn hơn trước trong trận doanh sở ra. Đệ tử sở ra lập tức siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đột nhiên, lệ chi tiên tử đang lẫn trong đám đạo hữu nhóm cửu châu số một ngẩng đầu lên, cô rũi ngón tay nhắm thẳng vào trưởng môn hư kiếm phái hư tranh. Biến thành heo cho ta. Cô thi triển một pháp thuật huyễn thuật, rơi thẳng vào người hư tranh. Bụp, đám sương mù bao phủ xung quanh hư tranh, chỉ trong chốc lát, khi sương mù tản đi, trưởng môn hư tranh cũng biến thành người đầu heo tiếng hoan hô phe hư kiếm phái lập tức im bặt. Trưởng môn hư tranh cúi đầu nhìn bàn tay mình, phát hiện ra đôi bàn tay đã biến thành hai cái móng heo, hắn lập tức ngây dại. Ừm, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Lệ chi tiên tử thản nhiên bình luận từ lúc, sở sở kia lên đài, đạo hữu nhóm cửu châu số một đã thảo luận vấn đề mà cô không hiểu nổi. Nội dung của đề tài lại nhằm vào lúc cô đại chiến với đám thần linh thổ dân, cho nên cô hoàn toàn không hiểu các đạo hữu đang đề cập đến chuyện gì nhưng hết lần này tới lần khác, chả ai giải thích cho cô hiểu. tất cả mọi người đều cười cười không nói tiếng nào. vì thế lửa giận trong lòng lệ chi tiên tử đã cháy bừng bừng nãy giờ rồi. sau đó thanh âm trưởng môn hư kiếm phái hư tranh cười đắc ý giống hệt như kiếp nổ thổi bùng lửa giận của lệ chi tiên tử. vì vậy trưởng môn hư tranh trở thành vật hy sinh cho sự phẫn nộ của lệ chi tiên tử. trong trận doanh hư kiếm phái, tất cả mọi người đều nhìn trưởng môn trở thành đầu heo quái dị với vẻ đầy ngơ ngác muốn cười nhưng lại không dám cười. Khóe miệng của hai vị bảo vệ tiên thai cũng cong lên, chẳng qua là sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau liền lựa chọn bỏ qua chuyện này mới vừa rồi bọn họ cảm ứng được lúc vị tiên tử này ra tay, khí tức toát ra chính là chân quân lục phẩm đó. Vì thế, dù sao thì đây cũng là chuyện xảy ra bên ngoài sân đấu, họ chỉ là người bảo vệ đoạn tiên thai mà thôi. Về nguyên tắc, việc này không liên quan đến bọn họ. Bọn họ chỉ cần quản lý thật tốt cuộc chiến trên đài là được rồi trên đoạn tiên thai chân sư nhị phẩm hà phiền phức tiểu hữu tống thư hàng biến thành bộ dạng sở sở đang ra sức dây dây huyệt thái dương hao tổn đầu óc nhiều quá đánh thế nào đây hắn biết rất rõ mức tranh lệch cực lớn giữa chân sư nhị phẩm và tu sĩ nhất phẩm dưới công kích của chân khí dù lực khí huyết có mạnh mẽ cỡ nào cũng khó mà ngăn cản nói cách khác trận chiến tiếp theo chẳng khác nào dùng kiếm gỗ đấu với kiếm thật vậy do đó phải vận dụng huyết toàn lực Diệp Đường đứng đối diện, bắt đầu thi triển thức kiếm pháp mở đầu. Vậy thì, cô nương sở sở, ta tấn công đây. Nói xong, cả người hắn giống hệt như kiếm rút khỏi vỏ, lướt thẳng đến mặt sở sở. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai bên bị kéo gần lại, Diệp Đường chém thanh kiếm xuống. Không hổ là cảnh giới chân sư nhị phẩm, cho dù mới vừa đột phá lên chân khí nhị phẩm cách đây không lâu, nhưng tốc độ bộc phát lại nhanh hơn lúc Tống Thư Hàng vận chuyển toàn lực quân tử vạn lý hành một bậc. Nhưng tốc độ này vẫn nằm trong khả năng phản xạ của Tống thư hàng. Trong lúc thanh kiếm chém xuống, tay phải sở sở móc lấy ba lô quân đội, dùng chính chiếc binh khí ba lô này ngăn cản lợi kiếm trong tay Diệp Đường. Keng, kiếm và ba lô va chạm nhau, phát ra thanh âm như tiếng rèn sắt. Qua một lúc, chân khí của Diệp Đường quanh thân kiếm bộc phát, làm vỡ cả ba lô. Làm lộ ra một thanh bảo đao dài ba thước. Sau lần công kích này, thân hình Diệp Đường hơi khựng lại còn tống thư hàng lùi về sau ba bước. Đau à? Diệp đường nhìn chằm chằm vũ khí trong tay, sở sở, hơi cao mày vì sao lại là đau. Rõ ràng sở 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 ra là thiên tài kiếm thuật, thể ngộ kiếm quyết thần bí uy lực cực mạnh của sở ra. Nhưng vì sao cô ta lại lấy ra một thanh đao? Không chỉ có diệp đường sướng sờ mà những người sở ra cũng được mặt ra như phỗng. Tình tiết này cứ sai sai thế nào ấy? Vì sao sư tỷ sở sở bỗng dưng lại cầm thanh trường đao đó? vì sao không dùng kiếm? Lúc trước mọi người đã cảm thấy tình tiết hơi không ổn rồi, quyền pháp của sư tỷ sở sở lại mang theo khí thế của quyền pháp Phật ra đó. Hiện tại tỷ ấy cầm đao lại càng làm cho người ta cảm thấy không khớp rồi. Rốt cuộc thì mấy năm nay sư tỷ sở sở đã phải trải qua những điều gì? Vì sao phong cách cả người lại vặn vẹo thành bộ dáng này rồi? Trên đoạn tiên thai, Diệp Đường hít một hơi thật sâu, đôi mắt cụp xuống. Ta bị xem thường ư hắn lẩm bẩm một mình dù rằng vị thiên tài sở 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 ra này có hạ xuống cảnh giới dược long môn nhưng vẫn xem thường hắn một người đột phá chân sư nhị phẩm ư hay là trong mắt của cô ta bản thân hắn không xứng đáng để cô ta sử dụng kiếm ngạo mạn hay cô ta có lòng tin tuyệt đối vào vũ kỹ của mình diệp đường ra sức lắc lắc trường kiếm thanh âm nghiêm túc cô nương sở sở người rút kiếm đi công kích vừa rồi của ta chỉ ẩn chứa năm phần sức mạnh mà thôi sở sở đứng đối diện chỉ mỉm cười điềm tĩnh như cũ. Rút kiếm được đếu đâu, thanh đoản kiếm cột trên đùi chỉ là đồ trang trí thôi. Tiểu hữu tống thư hàng chỉ học được một chút kiếm pháp trụ cột từ thiếu niên áo xanh kia trong ảo ảnh chân thực mà thôi, căn bản là không hề học được bất kỳ kiếm thuật nào hết. Đành phải dùng hỏa diễm đao liều mạng thôi. Tống thư hàng nghĩ thầm trong lòng. Vì vậy, trong lúc mỉm cười, sở sở, lắc lắc thanh đao, lui về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và diệp đường, tranh thủ thời gian tích lũy sức mạnh. Thấy Sở Sở không chịu rút kiếm, đáy mắt Diệp Đường trở nên lạnh lẽo, sau đó bộc phát chiến ý lẫm liệt. Xem ra, cô nương Sở Sở cho rằng ta không xứng đáng để cô sử dụng kiếm rồi. Nếu thế, vậy ta sẽ ép cô phải rút kiếm ra. Nói xong, thân hình Diệp Đường bộc phát tốc độ. Tốc độ lần này gấp đôi lần trước. Khoảng cách vừa được kéo giãn vì Tống thư hàng lui về sau đã bị Diệp được rút ngắn trong nháy mắt. Cự thạch kiếm pháp, diệp đường quát lớn, gia tăng khí thế lên đến đỉnh điểm, vung kiếm thẳng vào người, sở sở. Cự thạch kiếm pháp cũng chỉ là một loại kiếm pháp bình thường trong hư kiếm phái. Nói cách khác, phòng trừng kiếm pháp này chỉ là mặt hàng thông thường bên trong tu chân giới mà thôi. Thế nhưng, khi diệp đường thi triển kiếm pháp này lại tạo ra kiếm thế đẻ ép như núi. Kiếm chưa tới mà đã khiến cho người ta cảm giác được có một ngọn núi nhỏ đang ập đến. Bắc Hà tán nhân ngồi bên dưới mỉm cười. Có chút tài năng, thằng nhóc kia thi triển chiêu kiếm thuật rất thuần thục, có lẽ đã tu luyện không dưới 10 vạn lần rồi nên mới tạo ra kiếm thế trầm trọng đến vậy. Tạo Hóa Pháp Vương nói. Tiểu Hữu khó đối phó rồi, dù sao thì hắn cũng chỉ có tu vi dược long môn nhất phẩm thôi. Tuyết Lang động chủ gật đầu đồng tình. Chênh lệch giữa nhất phẩm và nhị phẩm quá lớn, nếu như có thể sử dụng phù bảo trên đoạn tiên thai thì quá tốt rồi. Chỉ một thoáng thì đã có thể thay đổi tình hình cuộc chiến. Trong lúc nhóm tiền bối đang trao đổi với nhau, trên đoạn tiên thai, Tống thư hàng đã xúc khí xong, bắt đầu ra tay. Cổ tay hắn xoay nhẹ, thanh trường đao nghênh đón thanh kiếm của Diệp Đường đang càn quét tới với góc độ khá quái dị. Phùng, một ngọn lửa yếu ớt bốc lên trên thanh trường đao, tuy rằng nó khá yếu ớt nhưng khiến cho người ta cảm giác được sức nóng của nó. Thanh hỏa diễm đao này cũng không phải được kích hoạt từ cổ đồng giới chỉ. Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy hơi dị trong chớp mắt khi cổ tay hắn xoay thân đao, hắn cảm nhận được mình có thể thi triển hỏa diễm đao. Không cần mượn sức cổ đồng giới chỉ, hắn có thể dựa vào sức mạnh của mình thi triển hỏa diễm đao. Tiếp đó, thật sự là hắn có thể chém ra được. Âm, ừ, hỏa miêu đao. Bởi vì ngọn lửa trên đao quá kém cỏi, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy. Nhưng giờ này phút này, Tống Thư Hàng hắn không thể suy nghĩ nhiều nữa. Ken hỏa diễm đao đánh thẳng vào cự thạch kiếm pháp của Diệp Đường. Một khắc sau, cuối cùng thì cự thạch kiếm pháp của Diệp Đường mang theo kiếm thế trầm nặng cũng bị phá vỡ sạch sẽ. Đúng là quá rõ ràng, dù rằng ngọn lửa trên trường đao cực kỳ yếu ớt, chỉ có một lớp mỏng dính, dường như chỉ cần một cơn gió hơi lớn một chút thì đã bị tắt ngay. Nhưng ngọn lửa này lại ẩn chứa khí thế của Phạm Thiên Sao, hủy diệt hết thảy vạn vật thế gian. Bầu trời, mặt đất, biển rộng bao la cũng bị ngọn lửa này đốt cháy không còn một mống. Sao, Phạm Thiên, Phen Tiên một bực tu đã sạch hết tình dục, siêu thăng cõi sắc. Vị chúa tể này gọi là Phạm Vương, Phen Oang, làm thị giả Phật. Đây chính là một đao của Phạm Thiên. Đao ý thật đáng sợ. Kiếm thế như tòa núi nhỏ kia của Diệp Đường lại trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt một đao của Phạm Thiên, không chịu nổi một lần công kích. Thậm chí, sau khi đao kiếm va chạm vào nhau, lớp lửa mỏng đó chạy dọc theo thân kiếm của diệp đường có xu hướng trực tiếp thiêu đốt cả kiếm lẫn diệp đường diệp đường hét lớn rót chân khí trong cơ thể vào trường kiếm khiến nó chấn động mạnh mẽ mới có thể đánh vỡ ngọn lửa trên thân kiếm còn sắc mặt của sở sở đứng trước mặt đã trở nên hơi tái nhợt tuy rằng kiếm thế cự thạch kiếm pháp bị phá nhưng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi vẫn chém thẳng vào đao của cô cánh tay cầm đao của sở sở đang run nhẹ diệp đường phun ra một ngụm khí bẩn một cách chậm rãi hỏi không định rút kiếm à cô nương sở sở cô nương sở sở không trả lời chỉ mỉm cười lắc đầu mới vừa rồi không dùng cổ đồng giới chỉ trợ giúp kích hoạt hỏa diễm đao thế mà uy lực của nó lại mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều lần nhưng mà nếu chỉ dựa vào hỏa diễm đao thì không thể mang đến thắng lợi cho hắn nếu thế thử dùng cái đó xem mặc dù mình chỉ mới học được năng lực này thôi Tống Thư Hàng khẽ nói. Hắn bắt đầu vận chuyển khí huyết chi lực của năm khiếu huyệt lớn. Khí huyết chi lực sôi trào, chúng vận chuyển theo pháp môn đặc thù, cuối cùng bộc phát tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên. Ngũ khiếu của Tống Thư Hàng đã mở ra từ sớm, hơn nữa lại được vị tôn giả giàu kinh nghiệm chỉ dạy, đương nhiên học được phương pháp khí huyết bạo phát này cũng không quá khó. Tuy rằng hắn vẫn chưa quá thành thạo, cơ hội tốt đang nằm ngay trước mắt, mượn đối thủ chân sư nhị phẩm làm áp lực cho bản thân đi. Kích thích pháp môn cử kình thiên sẽ ngưng tụ ra một tiêu ngụy tiên thiên chân khí hình dạng ban đầu trong cơ thể. chương 380, đồng quái tiên sư, chính là cô. Ánh mắt tống thư hàng rất bình tĩnh, chỉ sau khi bản thân tấn thăng cảnh giới nhị phẩm thì mới chiến đấu với diệp đường ngư kiếm phái kia thoải mái hơn. Hơn nữa trùng hợp là đối phương cũng mới thăng cấp lên thành chân sư nhị phẩm, đây chính là đối tượng tôi luyện tốt nhất cho hắn mặc dù người kia mang lại áp lực rất lớn cho hắn, nhưng thực lực của đối phương không thể giết chết hắn chỉ bằng một chiêu kiếm, đúng là ứng cử viên thích hợp nhất. Dưới tình trạng áp lực nặng nề thế này, nhất định là hắn có thể ngưng tụ sơ sơ ngụy tiên thiên chân khí bằng cự kình thiên của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nhanh hơn. Tống Thư Hàng nghĩ như thế, cho nên lần này hắn bắt đầu phát động tấn công. Vận chuyển huyết khí theo pháp môn cự kình thiên, Bên trong mỗi một cử động của tống thư hàng đều ẩn ẩn có tiếng cá voi vang. Sau đó, trên bảo đao bá toái lại bắt đầu xuất hiện một tầng hỏa diễm thật mỏng. Diệp Đường thấy Sở Sở vẫn còn không rút kiếm, thì trong lòng cảm thấy giận dữ. Hắn hừ lạnh thành tiếng, hai tay cầm kiếm, ngưng tụ chân khí tại mũi kiếm. Nếu như cô không rút kiếm ra, vậy thì đừng hòng có cơ hội rút kiếm nữa. Vốn dĩ hắn muốn xem thử rốt cuộc kiếm quyết thần bí của thiên tài Sở 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 ra mạnh tới cỡ nào. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý định của mình, hắn muốn giải quyết luôn ả à thiên tài sở sở này, không để cô ta có bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa. Đánh bại thiên tài sở sở của sở ra là một quá trình khiến cho người ta cảm thấy sung sướng. Chỉ một thoáng, khí thế trên đoạn tiên đài đã bước vào hồi cao trào. Trên bầu trời, có một thân ảnh đầy lo lắng đang giáo giết sốc hết sức chạy về phía cơn, mưa sao băng kia, bay thẳng về phía đoạn tiên đài đạo thân ảnh này chính là Lưu Long Tu Sĩ người đang theo đuổi Đông Phương Tiên Tử. Bây giờ Lưu Long đang cực kỳ buồn bực, rõ ràng là hiếm khi nào Tiên Tử lại có tâm trạng tốt như hôm nay. Múa một khúc cho hắn xem. Thế nhưng đang múa ngon chớn thì Tiên Tử đã bay lên bầu trời theo đường xoắn ốc. Tiếp theo, Tiên Tử kêu lên sợ hãi rồi hóa thành một ngôi sao băng biến mất ở phía chân trời. Cảnh tượng này quỷ dị khỏi nói, trong một chốc cũng làm cho Lưu Long Tu Sĩ ngay đơ ra không phản ứng kịp. Ngay sau đó, hắn lập lức dốc sức liều mạng đuổi theo phương hướng của tiên tử, vượt qua trăm sông nghìn núi, tìm kiếm đông phương tiên tử. Tiện thể phải nhắc thêm, dọc trên con đường hắn đuổi theo tung tích của tiên tử, thỉnh thoảng lại có vài ngôi sao băng lóe lên bên cạnh hắn. Mà những ngôi sao băng này lại có vài điểm giống hệt nhau tốc độ bay vừa nhanh, quỹ đạo bay thì kỳ lạ, bên trong đó còn có tiếng kêu thảm thiết đủ từ giọng nam cao, nữ cao vang lên loáng thoáng. Tình cảnh chẳng khác gì lúc đông phương tiên tử bay lên, xem ra có không ít người chịu cảnh giống đông phương tiên tử nhỉ. Chẳng lẽ cái tình trạng bay xoắn ốc lên trời kỳ lạ này cũng xuất hiện theo nhóm à? Hay có vị tiền bối nào đang đùa với bọn hắn? Cho dù là chuyện gì đi nữa cũng không quan trọng, đầu tiên là phải bắt kịp đông phương tiên tử rồi nói tiếp. Lưu Long nghĩ thầm trong lòng, phi kiếm dưới chân bộc phát tốc độ cao nhất. Sau đó, lúc Lưu Long cố xác bay nữa bay mãi, đột nhiên trông thấy cách đó không xa, có một thân ảnh khác cũng đang cắn răng đuổi theo một ngôi sao băng vừa biến mất giống hệt hắn. Thế nhưng, mặc dù vị tu sĩ này đang dốc sức đuổi theo với bộ dạng liều mạng, nhưng tốc độ bay cũng không được nhanh lắm. Không phải bởi vì tu vi của tu sĩ này không cao, mà là nguyên nhân là vì thanh phi kiếm dưới chân hắn. Đó là một thanh phi kiếm có tạo hình rất kỳ lạ. Làm sao để hình dung được nó bây giờ nhỉ? Đó là một thanh phi kiếm hình người mặc bộ quần áo màu lam bó sát, áo choàng màu đỏ hơn nữa còn có quần lót tam giác màu đỏ kinh điển ở ngoài. Đương nhiên, phi kiếm này cũng không phải người thật, chẳng qua nó là một thanh phi kiếm khá đặc biệt được tạo hình người mà thôi. Thông thường, ngoại trừ vũ khí bản mệnh của mình ra thì đám kiếm tu cũng chuẩn bị sẵn một thanh phi kiếm khác để sử dụng. Mấy năm trước, trong giới tu sĩ đột nhiên giấy lên phong trào thay đổi ngoại hình phi kiếm dự bị của bản thân cuối cùng phong trào này còn trở thành cuộc thi đấu khá quái dị. Có tu sĩ thay đổi ngoại hình phi kiếm của mình thành hình cái máy tính, người thì đổi thành tủ lạnh đồ điện gia dụng có người thay đổi nó thành dạng bàn phím máy tính nói tóm lại là có rất nhiều thứ nom khá là hay ho chỉ có thứ mà ngươi không nghĩ ra không có ngoại hình nào mà các tu sĩ không thể làm ra được cải tiến ngoại hình phi kiếm chỉ là một thú vui tiêu khiển mà thôi nhưng để có những ngoại hình hiếm thấy thế này thông thường tu sĩ phải trả giá bằng tốc độ của nó có lẽ sở thích của vị tu sĩ trước mắt hắn có hơi đặc biệt Người này dám cải tiến ngoại hình phi kiếm của mình thành bộ dạng của Superman luôn. Lúc vị đạo hữu này ngửa kiếm phi kiếm mà không chịu che giấu bản thân phi kiếm thì nói không chừng người ta trông thấy sẽ cho rằng Superman đang bay trên trời thật luôn chứ chẳng đùa. Đúng là một vị tu sĩ thú vị. Lưu Long nghĩ thầm trong lòng. Nhưng, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc không hiểu nếu đối phương đang cố sức đuổi theo ngôi sao băng kia thì tại sao lại không dùng bản mệnh phi kiếm của mình mà lại dùng loại phi kiếm dự bị có ngoại hình quái dị này làm chi? Chẳng lẽ vị tu sĩ thú vị này lại phát rồ đến mức cải tạo luôn cả bản mệnh phi kiếm của mình à? Trong lúc suy nghĩ, chỉ vèo vèo hai cái thì Lưu Long đã đuổi kịp vị tu sĩ này. Đạo Hiếu, người đang đuổi theo ngôi sao băng ở phía trước à? Lưu Long lên tiếng hỏi dò, có lẽ vị đạo Hiếu này cũng gặp phải tình cảnh giống hắn cũng nên, đang phải vượt qua trăm sông nghìn núi để tìm kiếm một vị tiên tử xinh đẹp, Nghe thấy thanh âm của Lưu Long xong, vị đạo hữu kia mới ngẩng đầu lên, gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, người cũng đuổi theo ngôi sao băng kia à. Vị đạo hữu kia có quả đầu như gai nhím, gương mặt trẻ con, dáng người nhỏ thấp, không biết có phải bởi vì gương mặt giống trẻ con hay không mà khí chất trên người vị đạo hữu này làm người ta cảm thấy gần gũi thân thiết hơn hẳn. Tại hạ là Lưu Long, đệ tử Thiên Sơn Tông. Lưu Long mỉm cười, hỏi tiếp chẳng hay có phải một người quan trọng với đạo hữu cũng bị biến thành sao bằng rồi không? Thì ra là đạo hữu lưu long của thiên sơn tông đấy à, nghe danh từ lâu. Vị tu sĩ có gương mặt trẻ con này nhìn Lưu Long với vẻ khá là bất ngờ vị này chính là quý ngài giới tiên sĩ, Lưu Long kia đây sao? Nghe đồn người này là bậc đại thiện nhân trong tu chân giới, không ngờ bản thân lại gặp hắn ở đây. Sau đó, tu sĩ có gương mặt trẻ con kia hỏi. Tại hạ là Đặng Y Ma, đệ tử Hàn Tuyết Kiếm Trang, quả thực là có một người quan trọng của ta đang bay ở phía trước. Vất vả lắm ta mới tìm được cô ta, lần này tuyệt đối không thể để cô ta chạy mất. Nói xong lời này, tu sĩ mặt trẻ con kia có vẻ trở kích động hẳn lên, trông như thể kiên quyết thể sống thể chết không thể bỏ qua. Lưu Long nghe thấy vậy, trong lòng thầm gật gù, quả nhiên cũng giống với hắn, cũng là một vị đạo hữu si tình hà. Dù sao thì hai người cũng cùng cảnh ngộ lận đận như nhau, nếu có thể giúp được gì thì nên ra tay giúp đỡ chứ nhỉ. Vì thế, Lưu Long mở miệng hỏi. À này, Đặng Đạo Hiếu, có phải bản mệnh phi kiếm của ngươi xảy ra vấn đề gì rồi không? Dù sao, phi kiếm Superman của Đặng Y Ma thật sự có phần khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nghe thấy Lưu Long đề cập đến chuyện này, Đặng Y Ma hít hít mũi, trên gương mặt trẻ con của hắn tràn đầy vẻ sầu khổ. Đúng vậy, phi kiếm của ta xảy ra vấn đề rồi bây giờ ta chỉ có thể dùng thanh phi kiếm này thay cho phương tiện đi lại thôi. Giọng nói của hắn khiến cho người ta thấy chua xót thay. Dường như đạo hữu đặng y ma đã phải trải qua chuyện nào đó rất đau thương thì phải. Nếu đã thế thì, chỉ bằng ta đi cùng đặng đạo hữu một đoạn đường vậy. Lưu Long lên tiếng đề nghị, hắn nói tiếp. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, đều phải đuổi theo sao băng mà. Đặng y ma nghe vậy thì thấy hơi ngượng ngùng, hỏi lại làm thế liệu có kéo chậm tốc độ của lưu đạo hữu không yên tâm đi trở thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của ta đâu lưu long cười ha ha đặng y ma cắn răng lúc này quả thực hắn đang rất vội nhất định phải đuổi kịp cô ta khó khăn lắm hắn mới tìm thấy cô lần này không thể để cho cô ta thoát được nữa vì vậy hắn không thể nào từ chối ý tốt của lưu long được nếu đã thế thì đặng mỗ sẽ khác ghi ân tình này của lưu đạo hữu vào tận tim sau này, chỉ cần lưu đạo huynh cần đến đặng mỗ, thì cứ thoải mái một câu, đặng mỗ cam đoan tuyệt đối không chối từ. Sọng điệu đặng y ma rất đối chân thành, sau đó hắn thu phi kiếm Superman của bản thân lại, rồi đáp xuống độn quang phi kiếm của Lưu Long. Ha ha, chỉ tiện đường mà thôi, đặng đạo hữu không cần phải để bụng đâu. Lưu Long mỉm cười, nói thật, với tính cách của hắn, thì chắc sau khi giúp đỡ đặng y ma xong, hắn sẽ quên bén chuyện này luôn ấy chứ. Dù sao, cả đời Lưu Long đã từng tiện tay giúp đỡ vô số tu sĩ rồi. Nếu hắn muốn nhớ kỹ từng người một thì hắn phải mệt mỏi tới cỡ nào chứ? Hơn nữa, phong cách của hắn không phải dạng giúp người khác rồi đòi hỏi đền ơn đáp nghĩa. Trên đoạn tiên đài, cuộc chiến giữa Tống thư Hàng và Diệp Đường của Hư Kiếm phái đã bước đến giai đoạn cao trào. Lúc này, Lưu Long tu sĩ dẫn đặng y ma với gương mặt trẻ con đáp xuống chính giữa trận doanh của sở gia và trận doanh của hư kiếm phái. Các đạo hữu của nhóm cửu châu số một ngẩng đầu lên nhìn Lưu Long tu sĩ. Trong đó có mấy người Bắc Hà Tán Nhân, Cổ Hà Quan Trân Quân và Tạo Hóa Pháp Phương đều gật đầu chào hỏi Lưu Long bởi vì bọn họ có quen biết với nhau. Lưu Long mỉm cười đáp lại các đạo hữu sau đó ánh mắt hắn nhìn lướt qua trong số các đạo hữu của nhóm cửu châu số 1, hai mắt mở thật to hóa ra có nhiều đạo hữu hóa thành sao băng bay tới đây như thế cơ á chỉ một chốc hắn đã nhìn thấy đông phương tiên tử ở trong đám người đông phương tiên tử lưu long hô to đầy vẻ vui mừng chạy lên chỗ cô đông phương tiên tử cười khan vì xấu hổ vẫy vẫy tay với lưu long trước đó cô có hiểu lầm lưu long nghĩ rằng sự kiện bay lên trời theo hình xoắn ốc kia là do lưu long làm ra nên cô vẫn còn hơi ngượng ngùng đây lúc Lưu Long gặp được Đông Phương Tiên Tử thì nhất thời mừng rỡ quá trớn, thậm chí quên luôn đạo hiếu Đặng Y Ma có gương mặt trẻ con đang đứng ở một bên. Nhưng Đặng Y Ma đạo hiếu cũng hoàn toàn không để ý tới, ánh mắt của hắn cũng lướt qua nhóm đạo hữu cửu châu số một một vòng. Vòng quen biết của Đặng Y Ma không liên quan nhiều đến nhóm cửu châu số một, vậy nên hắn không quen với các đạo hữu ở đây nhiều lắm. Có lẽ nếu các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 mà giới thiệu tên tuổi ra thì chắc Đặng Y Ma sẽ nhận ra chỉ một chốc đặng y ma đã phát hiện ra mục tiêu của mình ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lệ chi tiên tử chính là cô ta không thể sai đi đâu được đôi mắt to xinh đẹp quyến rũ khí chất hào sảng thoải mái vừa nở nụ cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu này tuyệt đối không thể sai được rốt cuộc thì hắn cũng tìm được cô ta chính là cô ta cho dù cô có hóa thành cho thì mình cũng nhận ra được cô ta ở phía đối diện lệ chi tiên tử đang khoác áo khoác của Hoàng Sơn chân Quân, cô ngẩng đầu lên rồi đưa mắt nhìn sang đặng y ma với vẻ đầy tò mò sen lẫn ngờ vực. Cô có thể thấy được trong đôi mắt của đối phương có một ngọn lửa nóng ngực bừng lên dữ dội, giống như muốn thiêu cháy cô vậy. Lệ chi tiên tử chớp chớp mắt, cô cố nhớ kỹ lại xem tu sĩ có gương mặt trẻ con đứng đối diện mình này là ai, thế nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với hắn cả. Tìm được cô rồi. Đặng y ma đè thấp thanh âm nói, hắn chỉ thẳng vào lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử chỉ vào bản thân, hỏi lại. Tìm ta à? Đừng có mà giả ngu nữa, cô cho rằng chỉ cần giả ngu thì ta sẽ bỏ qua cho cô à? Đăng y ma nghiến răng nghiến lợi, gần mạnh từng tiếng. Đồng, quái, tiên, sư, đáng chết kia. Lệ chi tiên tử. Không gạch dưới không? mươi 381, ăn nhầm hút mần kích thích hà Đạo Hữu Ngươi nhận lầm người rồi. Lệ chi tiên tử đáp lại trong vô thức. Ta là lệ chi tiên tử. Mặc dù mỗi khi có người gọi đạo hiệu do sư phụ đặt cho cô đều làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng gọi mãi, gọi mãi, cô cũng đã quen, quả vải thì quả vải. Cái tên này vẫn còn tốt chán khi mang ra so sánh với đạo hiệu mật đào tiên tử của sư muội Lệ chi tiên tử, ha ha, ha ha. Đặng y ma cười thảm, Ta không ngờ ngay cả đạo hiệu của mình mà cô còn không dám nhận ư? Lệ Chi tiên tử, sao cô không tự nhận mình là anh Đào tiên tử đi? Ta chính là Ba La đạo trưởng đây. Anh Đào tiên tử là sư muội ta, Ba La đạo trưởng là sư huynh ta." Lệ Chi tiên tử trả lời đầy bình tĩnh. "Đặng Y Ma." Sau đó, hắn nổi giận. "Đến nước này rồi, cô còn muốn đùa giỡn ta à? Đồng Quái tiên tử, cô là con người vô sỉ hèn hạ." "Ừ." hắn gọi cô là đồng quái tiên tử, bởi vì người trước mắt hắn đẹp như tiên tử. Nói rất đúng, tên đồng quái kia chính là thứ vô sỉ hèn hạ, hết sức độc ác khốn nạn. Bác Hà Tán Nhân ngồi một bên lớn tiếng phụ họa, sau đó hắn nói tiếp. Nhưng mà nè đạo hiếu, người nhận lầm người rồi, người đang ngồi trước mắt ngươi không phải là thứ cặn bã đồng quái tiên sư kia đâu. Vị này đúng là lệ chi tiên tử, còn chuyện vì sao ngươi lại nhận nhầm lệ chi tiên tử thành tên cặn bã đồng quái tiên sư kia, nhất định là bởi vì lúc đó đồng quái tiên sư đã cải trang thành bộ dáng của lệ chi tiên tử tính quẻ giúp ngươi, đúng chứ? Lúc đặng y ma chỉ thẳng lệ chi tiên tử rồi hô lên, đồng quái tiên sư, thì bác hà tán nhân đã đoán được sự thật đằng sau rõ ràng là thằng khốn đồng quái kia đã dịch dung thành lệ chi tiên tử, lại còn gieo quẻ ngược gây thù oán ở bên ngoài. Kết quả thật bất ngờ, thiên hạ to lớn lại khiến cho vị khách bị gieo quẻ xấu gặp được lệ chi tiên tử luôn rồi. Dịch dung à, đôi mắt đặng y ma mở lớn. Đúng vậy, thằng khốn đồng quái kia am hiểu dịch dung thuật, thiên hạ vô song. Ngay cả ta cũng khó có thể phân biệt được khi hắn dịch dung thành bộ dáng của người khác. Bác Hà Tán Nhân giải thích. Nói đi cũng phải nói lại, tên đồng quái tiên sư này dám dịch dung thành đạo hữu trong nhóm, vậy hắn ta đã từng dịch dung thành bộ dáng của Bắc Hà hắn rồi xem bói cho người khác chưa? Bởi vì trong nhóm đạo hữu cửu châu số 1, mối quan hệ giữa hắn và đồng quái gay gắt nhất, phỏng chừng tên đó đã dịch dung thành bộ dáng của hắn rồi tính ra vô số quẻ ngược rồi cũng nên. Mẹ kiếp, chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi mà đã cảm thấy quá đáng sợ. Ha ha, ha ha. Đặng y ma cười thảm, sau đó hắn lẩm bẩm Bởi vì lúc đó đồng quái tiên sư thế thốt đủ điều bảo tính toán cho ta một quẻ, ta dồn toàn bộ gia sản hết vào đó, dốc hết sức mình xông vào hắc hổ bí cảnh, thậm chí bản mệnh phi kiếm cũng bị gãy trong bí cảnh đó cứ tưởng rằng bản thân sẽ tìm được vật phẩm giúp ta đột phá cảnh giới, không ngờ rằng cuối cùng ta lại lấy được sáu thứ rác rưởi gân gà không giá trị, bỏ thì thương vương thì tội. Hiện tại, ta đi ra ngoài mà lại không có được một thanh phi kiếm chính thức. Đúng là một trải nghiệm đầy đau thương. Nhóm đạo hữu cửu châu số một nghe câu chuyện của đặng Y Ma mà cảm thấy đỏ mặt vì lúng túng đối với loại người tính quẻ ngược thế này. Nếu có một ngày tên kia bị khách hàng bắt được rồi đánh đập giày vò thì toàn bộ nhóm cửu châu số một sẽ ra sức gieo hò hoan hô từ xưa đến nay loại quẻ quá ngược thế này đã lừa biết bao nhiêu người rồi. Vậy mà bây giờ, các ngươi lại nói cho ta biết, đây chính là dịch dung thuật của đồng quái tiên sư. Đặng y ma cười ha ha hết sức quái dị, giống như sắp điên đến nơi. Đạo hiếu, đừng quá đau thương. Bác hà tán nhân vỗ vỗ ngực, bảo đảm. Bằng không thì ngươi chờ thêm một tháng nữa nhé. Sau một tháng, ta bắt tên đồng quái kia đến trước mặt ngươi, để ngươi quất hắn một trận, sau đó buộc hắn đền bù tổn thất cho ngươi chịu không việc mà bắc hà tán nhân hắn muốn làm nhất hiện giờ chính là đập thằng đồng quái tiên sư gì gì đó đây ha ha đừng quá đau thương hả đặng y ma nhe răng dịch sung thuật lệ chi tiên tử các ngươi thấy ta đọc ít sách nên nghĩ rằng ta rất dễ lừa xem đây ăn một phát đạn hắc hổ bí cảnh của ta a a a a đương lúc gầm rú đặng y ma lấy ra một viên đạn nhỏ năm màu dùng sức ném về phía lệ chi tiên tử. Bắc Hà Tán Nhân đánh giá. Bị ngu người rồi kìa. Đối mặt với cả đám linh hoàng ngũ phẩm, chân quân lục phẩm mà thằng nhóc này dám chủ động công kích. Đúng là giận đến nóng đầu, trong lúc nhất thời mà não đình chỉ hoạt động luôn rồi. Cuồng đao tam lãng tiếp lời. Đúng là bị đùa giỡn đến mức ngu người luôn, nhưng những điều chúng ta nói đều là thật mà. Lạc trần chân quân than thở. Đôi khi sự việc diễn ra trên đời này lại chéo ngoe thế đấy, chỉ có một số ít người nắm giữ chân lý trong tay, chả ai tin tưởng lời nói thật lòng cả. Trong lúc nói chuyện, viên đạn nhỏ năm màu kia đã bắn tới trước mặt lệ chi tiên tử rồi. Nổ tung cho ta! Đặng y ma gào thét! Giảm hoãn pháp thuật sao? Sao phép làm chậm lại, giống như slow trong lon? Viên đạn này chính là thu hoạch khi hắn xông vào hắc hổ bí cảnh, tổng cộng có 6 viên hắn đã từng sử dụng một viên, trong phạm vi 10 mét vuông chung quanh viên đan đó khiến cho sinh vật đều bị ảnh hưởng bởi trì hoãn thuật. Dưới tác dụng đáng sợ của trì hoãn thuật, tốc độ của mọi vật chậm đến mức đáng sợ. Khi thí nghiệm với mãnh thú, nếu nó muốn nâng móng vuốt thì phải sử dụng đến tận 5 phút đồng hồ. Cộng với việc trì hoãn thuật này có thể duy trì trong vòng 10 phút. Trong 10 phút đó, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Lại nói, đây đúng là một câu chuyện rất khổ sở. Tuy rằng hiệu quả của 6 viên đạn này rất mạnh, nhưng mà nó rất vô dụng với hắn. Toàn bộ gia sản chỉ để đổi lấy 6 thứ đồ chơi thế này, hơn nữa để có thể đổi được một thanh bản mệnh phi kiếm khác thì hắn phải liều mạng nhận nhiệm vụ môn phái, tích góp từng viên linh thạch một. Hơn nữa, sau khi thí nghiệm với một viên đạn xong, hắn định bán hết 5 viên còn lại đổi lấy linh thạch, nhưng giao dịch vẫn chưa bao giờ thành công bởi vì giá hắn giao bán quá cao, không ai chịu mua cả. Nhưng hắn lại không chịu bán giá thấp đây chính là năm viên đạn mà hắn dùng toàn bộ tài sản để đổi đó, đúng là bịp người mà. Vì vậy hắn đành cắn răng, ông nội đây không bán nữa, ông nội đây giữ lại để bản thân thưởng thức. Hiện tại, rốt cuộc viên đạn này cũng phát huy tác dụng của mình. Nhưng, viên đạn của Đảng Y Ma không nổ. Vị lệ chi tiên tử xinh đẹp đã vươn tay phẩy nhẹ. Trên người nàng bộc phát ra khí thể của một chân quân lục phẩm, sau đó một lớp tường lóng lánh vô hình xuất hiện trước mặt lệ chi tiên tử. Phản xạ tinh bích, chân quân lục phẩm, viên đạn nhỏ đụng vào vách tường vô hình, dường như đụng phải luồng lực đàn hồi kinh người nên đã bị bắn ngược trở về. Thân thể đặng y ma né theo phản xạ, tránh được viên đạn nhỏ kia. Nếu lỡ chúng phải viên đạn đó, chỉ hoãn thuật kia mà bùng nổ thì hắn game over ngay lập tức. Vèo, viên đạn nhỏ lướt qua sát người đặng y ma, cuối cùng nhắm thẳng vào đoạn tiên thai. Cũng may, trên đoạn tiên thai có tầng phòng ngự do hai người bảo vệ tiên thai bố trí. Sau khi viên đạn đâm vào lớp phòng ngự, nó nổ đùng đùng rồi nát ra giống như trứng gà. Chỉ trong một thoáng, một lớp xương mù kỳ dị trào ra khỏi viên đạn, bao phủ toàn bộ đoạn tiên thai. Cùng lúc đó, thân hình Hoàng Sơn chân quân biến mất khỏi vị trí cũ. Lúc hắn xuất hiện thì đã đứng ở sau lưng đặng Y Ma, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên gáy đối phương. Đặng y ma mở mắt trừng trừng, cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình bị hút sạch, cả người ngã ập xuống đất. Chỉ một chiêu đã đánh bại hắn, người này cũng là một vị chân quân à. Đạo Hữu người quá xúc động rồi, bây giờ ngươi cần một liều thuốc mạnh. Hoàng Sơn chân nhân buông lời thản nhiên. Trong mắt đặng ma y mở lớn, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Xúc động chính là ma quỷ trong lòng, đừng để bản thân nhất thời xúc động mà làm ra việc phải hối hận. Hoàng Sơn chân quân dùng giọng điệu chậm rãi khuyên nhủ hắn. Vẻ mặt đặng y ma vẫn bất khuất như cũ. Hoàng Sơn tiền bối, người nói nhảm cùng tên đó nhiều làm chi. Lệ chi tiên tử bước ra khỏi nhóm người, vươn tay nắm lấy chân đặng y ma, kéo hắn vào trận doanh nhóm cửu châu số 1. Sau đó lệ chi tiên tử bắt đầu đánh đặng y ma đến ngu người. Đặng y ma liên tục rên lên đầy thảm thiết. Sau khi đánh xong, lệ chi tiên tử hỏi lại, Bây giờ ngươi cảm nhận cẩn thận lại lần nữa, ta có giống với tên đồng quái tiên sư trong suy nghĩ của ngươi không? Đặng y ma. Để đối phó với đám trẻ trâu nóng máu như ngươi, biện pháp tốt nhất chính là đánh một trận. Đánh xong rồi thì tự động tỉnh táo lại thôi. Giọng điệu lệ chi tiên tử rất thản nhiên, gương mặt trưng ra vẻ tràn đầy kinh nghiệm. Nhóm đạo hữu cửu châu số một không thể không cười gượng tuy rằng bình thường lệ chi tiên tử rất đáng yêu, nhưng nếu như cô ấy nổi báo, Quả thực là không ai có thể ngăn cản được. Thậm chí cô còn có can đảm chạy ra ngoài hoa hạ, một thân một mình đánh tên thần linh thổ dân cặn bã kia đến chết luôn. Trước tiên cứ ở lại chỗ này ngoan ngoãn đi, nếu biểu hiện của ngươi tốt, nói không chừng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm đồng quái tiên sư. Giọng lệ chi tiên tử trở nên lạnh lẽo. Dám giả mạo cô tính quẻ ngược cho người khác à, dám bôi nhọ danh dự của cô. Đồng quái tiên sư, lần này không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu giả mạo người khác, lại còn bôi nhọ danh dự của họ, vậy thì đi chết đi. Ở một bên, cuồng đao tam lãng vẫn còn giữ bộ dạng khỉ lớn, hắn cảm giác cả người không được tự nhiên, đừng nói là có giận trên người khỉ nhé. Khoan đã, trên đoạn tiên thai có hơi kỳ lạ. Lúc này, bác hà tán nhân bỗng lên tiếng. Nhiều đạo hữu quay đầu lại, nhìn một màn hiếm thấy trên đoạn tiên thai. Sương mù bao phủ đoạn tiên thai đã biến mất. Nhưng vào lúc này, tình cảnh trên đoạn tiên thai giống như vừa được ấn nút tua nhanh. Cuộc chiến giữa thư hàng đang hóa thân sở sở và diệp đường hư kiếm phái trở nên thú vị hẳn lên. Chỉ trong nháy mắt, tống thư hàng và diệp đường đã chiến đấu với nhau hơn 200 chiêu, thân ảnh của hai người tạo thành tàn ảnh, nhanh như chim bay. Nếu đám đạo hữu nhóm cửu châu số 1 không có thực lực cực cao, phỏng chừng bọn họ cũng bị hoa mắt. Trên đoạn tiên thai, đao kiếm va chạm với nhau không ngừng, phát ra từng tiếng len ken bọn họ di chuyển qua lại, thi triển công pháp khinh thân, đao pháp, kiếm pháp đến cực hạn. Thỉnh thoảng, hào quang hỏa diễm đao lóe lên lập lè. Cảm giác này cực kỳ giống với hai ba chiến vương đang chiến đấu với nhau vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Mắt tuyết lang động chủ mở to, chẳng lẽ Tống Thư Hàng và Diệp Đường ăn phải hút mần kích thích? Sao tự dựng lại mạnh đến vậy? Thật kỳ lạ, vì sao lúc hai người đó bộc phát ra tốc độ mạnh mẽ tới mức đó mà hai người bảo vệ tiên thai lại thờ ơ đến vậy? Xung quanh đoạn tiên thai đang chịu ảnh hưởng bởi pháp thuật kỳ lạ. Lúc này, Hoàng Sơn chân quân sờ sờ cầm, đưa ra suy đoán. Chẳng lẽ bởi vì viên đạn kỳ lạ kia? Thế nhưng, trước khi phóng ra viên đạn đó, chẳng phải đặng y ma đã hô lớn rằng đó chính là trì hoãn thuật ư? mươi 382, thăng cấp chân sư nhị phẩm, Chẳng lẽ vốn dĩ Đặng Y Ma muốn ném viên đạn trì hoãn thuật, nhưng lại ném nhầm viên đạn có hiệu quả tăng tốc rồi. Cũng không phải, nếu như đó chỉ pháp thuật ra tốc đơn giản, chắc hẳn hai người bảo vệ tiên thai chắc chắn phát hiện được chỗ kỳ lạ mới đúng, sau đó bọn họ nhất định sẽ ra tay gián đoạn cuộc chiến đoạn tiên thai ngay lập tức. Nhưng hiện tại, ánh mắt của hai người bảo vệ vẫn sáng trong có thần, không hề có ý định dò xét cuộc chiến giữa hai bên, lại chẳng có ý muốn ngăn cản. Dường như bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi tác dụng gia tốc vậy. Trên đoạn tiên thai, cuộc chiến giữa Sở Sở và Diệp Đường ngày càng kịch liệt. Mỗi một giây, đao kiếm của hai người va chạm vào nhau đến hơn 40 lần. Trong lúc vô tình, cả hai giao chiến dữ dội trong khoảng hơn 6 phút, nhưng trong lúc chiến đấu, thoạt nhìn cả hai đều không cảm thấy mỏi mệt, tựa như đây chỉ là một cuộc chiến hết sức bình thường. Nếu như đây là trận pháp gia tốc Nhất định sẽ xảy ra tình trạng tiêu hao thể lực và năng lượng của cả hai bên mới đúng." Hoàng Sơn Chân Quân nghĩ thầm trong đầu. Tình huống trước mắt thực sự rất kỳ lạ. Hoàng Sơn Chân Nhân xoa cằm suy nghĩ, muốn pháp thuật được hiệu quả giống như những gì đang diễn ra trên đoạn tiên thai nhất định phải khiến cho những người nằm trong phạm vị chịu ảnh hưởng gia tăng nhiều phương diện, như tốc độ tư duy, năng lực phản xạ, tốc độ di chuyển, vân vân mới được. Trong cảm giác của hắn, mọi thứ giống như chịu ảnh hưởng của thời gian gia tốc vậy mà khoan, thời gian gia tốc. Không thể nào, pháp thuật ẩn chứa bên trong một viên đạn bình thường như thế lại có liên quan đến loại pháp thuật đáng sợ vậy ư. Trên đoạn tiên thai, cồn thạch trọng kiếm, diệp đường gào thét, kiếm đè ép về phía sở sở như đá lăn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, hắn đã vận dụng ba loại kiếm pháp, loại sau lại càng mạnh hơn loại trước. Thế nhưng sở sở ở phía đối diện lại chỉ dùng một chiêu hỏa diễm đao cô ta cứ lặp đi lặp lại một chiêu đao pháp thông thường như thế nhưng nó lại khiến cho diệp đường muốn ói máu rõ ràng đó chỉ là một chiêu hỏa diễm đao mà thôi nhưng hắn lại không thể đánh bại sở sở được trái lại hắn cảm giác sở sở càng đánh càng hăng chẳng phải cô ta đã bị trọng thương phải sử dụng biện pháp kích phát tiềm lực để tham gia chiến đấu sao vì sao sở sở này lại mang đến cho hắn suy nghĩ rằng căn bản là cô ta không hề bị thương lại còn càng đánh càng hăng nữa chứ âm um, cồn thạch trọng kiếm lại bị cản bước lần nữa bởi chiêu hỏa diễm đao của đối phương diệp đường phát hiện năng lượng trong cơ thể đối phương càng ngày càng mạnh mỗi một đợt tấn công của cô ta ẩn chứa sức mạnh ngày càng lớn hơn nữa mỗi lần sở sở ra sức vung đao dường như trên người cô ta phát ra tiếng cá voi kêu lớn chẳng lẽ sở sở đang càng ngày càng mạnh hay là thực lực của cô ta đang khôi phục dần dần diệp đường cắn răng nghĩ thầm bây giờ bản thân hắn là chân sư nhị phẩm, vậy mà lại không đối phó nổi một sở sở dược long môn nhất phẩm. Đáng chết, nếu để cô ta tiếp tục khôi phục, nói không chừng có thể khôi phục đến cảnh giới nhị phẩm. Đến lúc đó ta sẽ phải thua ư. Hơn nữa, cả hai đã chiến đấu với nhau gần một giờ rồi phải không? Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, phải giải quyết cô ta thật nhanh. Một kiếm cuối cùng. Diệp đường quà to, thân ảnh bật nhảy cao lên không chung. Hắn mượn nhờ lần nhảy cao này để ngưng tụ chân khí toàn thân một cách cao độ. Tiếp đó, hắn muốn thi triển chiêu kiếm mạnh nhất của mình, Khai Sơn kiếm. Kiếm pháp này có thể bộc phát chân khí ngưng tụ, tạo ra uy lực gấp 2 trở lên. Hơn nữa, bên trong chiêu kiếm pháp này còn có hiệu quả cách sơn đả ngưu, sao? Cho dù chiêu kiếm này bị ngăn cản nhưng chân khí sẽ xuyên thẳng vào cơ thể đối phương, tạo thành nội thương từ bên trong. Sao cách sơn đả ngưu, phát lực gián tiếp làm vỡ đồ vật nếu không có tù vi chân sư nhị phẩm thì không thể nào ngăn cản việc chân khí xâm nhập vào cơ thể, cho dù khí huyết chi lực có tràn đầy mạnh mẽ cỡ nào cũng vô dụng thôi. Một kiếm này, quyết định thắng thua. Cùng lúc đó, khóe mắt Diệp Đường nhìn quét sang Sở Sở, cô ta sẽ dùng cách nào để đối phó với chiêu kiếm mạnh nhất của hắn. Thậm chí ngay cả trong thời điểm này mà cô ta cũng không rút kiếm ư? Vẫn không rút kiếm, giống y như lúc nãy. Hai tay Sở Sở nắm bảo đao trong tay, ngọn lửa lại bốc lên thân đao. Thế nhưng, có lẽ bởi vì thực lực của cô đã từ từ khôi phục, ngọn lửa trên đao đã không còn chỉ là một lớp mỏng như trước, mà lại thiêu đốt hừng hực, đây mới là hỏa diễm đao thực sự. Thế nhưng, hỏa diễm đao tầm thường kia chắc chắn không thể ngăn được chiêu kiếm tiếp theo của hắn, hắn đã nắm chắc thắng lợi của ván đầu tiên đoạn tiên thai trong tay rồi. Khai Sơn kiếm. Diệp Đường gào lên, hắn gọi tên chiêu kiếm của mình với vẻ đầy oai vệ thân thể hắn mang theo khí thế phá vỡ núi cao, chém một kiếm về phía, sở sở. Sở sở không hề sợ hãi, vẫn dùng một chiêu đao minh đón. K, E, N, G. Tiếng va đập lần này càng nặng nề hơn trước, tựa như tiếng chuông lớn trong những chùa miếu, thanh âm truyền xa rằng rạc. Hay, diệp đường bộc phát toàn lực, thừa dịp đao kiếm chạm nhau, đánh thẳng chân khí đã hóa thành kiếm khí của mình vào cơ thể sở sở những kiếm khí này sẽ phá vỡ hoàn toàn kinh mạch của sở sở, khiến cô không còn sức chống cự nữa. Khí huyết chi lực của một tu sĩ nhất phẩm không thể ngăn cản chân khí được. Quả nhiên, sở sở, vừa tiếp chiêu khai sơn kiếm này thì toàn thân đã cứng lại. Cô cau mày, hai tay run lên, sau đó bảo đao trong tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng len keng. Kết thúc, diệp đường phun ra một ngụm chọc khí, giọng điệu khẳng định. Người thắng cuối cùng là hắn. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Đường thở phào nhẹ nhóm, sở sở, đứng đối diện bỗng dưng đập mặt lên mặt đất. Sau một chốc, thân thể nhỏ nhắn linh hoạt của sở sở đã xuất hiện trước mặt hắn. Quả đấm của nàng nện xuống giống như sao chổi, mỗi một quyền đều mang theo tiếng kêu của cá voi. Chiều thứ hai quyền như lưu tinh trong kim cương cơ sở quyền pháp phối hợp với cự kình thiên tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Sở sở bộc phát bất thình lình. Diệp đường không hề phòng ngự, dùng thân thể rắn chắc của mình thừa nhận cả một trận quyền như sao băng. Từng nắm đấm đấm vào da thịt, mỗi một quyền như chùy sắt nện vào mặt hắn. A a a a. Diệp Đường liên tục kêu lên thảm thiết, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, gương mặt hắn in toàn là dấu quyền. Còn lực nắm tay lại chui thẳng vào cơ thể hắn, khiến nội tạng bị tổn thương. Không thể nào như thế được, vì sao cô còn cử động được chứ? Chắc chắn kiếm khí của ta đã cắn nát kinh mạch của cô mới đúng." Diệp Đường nhìn chằm chằm, sở sở, nghiến răng, vì sao cô ta không bị thương chút nào? Chính hắn đã tự mình đánh chân khí kiếm khí vào cơ thể cô ta mà. Trừ khi, đôi mắt Diệp Đường trợn to. Lúc này, khí huyết trị lực trên người sở sở đã rút dần đi. Thay vào đó chính là chân khí khổng lồ tinh khiết. Hóa ra cô ta đã khôi phục cảnh giới nhị phẩm. Sở sở nhìn hắn mỉm cười điềm tĩnh trong lúc hắn đang đối chiến cùng Diệp Đường, phong ấn xúc khí khoách chân pháp do Bạch Tiền bối thiết lập đã bị cởi bỏ trong âm thầm lặng lẽ rồi. Trong suốt quá trình chiến đấu, toàn bộ khí huyết chi lực trong năm khiếu huyệt lớn của hắn đều rót vào đan điền lần nữa. Lần trước khi thăng cấp được một nửa tạo thành hình thức ban đầu của đan điền thì tạm dừng, giờ đây nó lại được đợt khí huyết chi lực lần thứ hai khuếch đại lớn thêm một vòng. Chương 383: Sở gia lão thái gia Chân khí hóa thành một luồng khí xoay chuyển liên tục ở đan điền, khiến cho người ta có cảm giác ngứa ngáy. Luồng chân khí này xoáy trong đan điền một vòng rồi lại tiếp tục di chuyển, chất lượng chân khí được đề thăng, số lượng chân khí cũng được tăng theo. Trừ cái này ra, bên trong ngũ đại khiếu huyết không ngừng xuất hiện khí huyết chi lực rót vào đan điền, chuyển hóa nó thành chân khí chi lực. Khác với khí huyết chi lực, chân khí giống như một loại thực chất tồn tại ở bên trong đan điền, khiến tu sĩ có thể nhận thấy được sự tồn tại của nó. Đặt tay tại vị trí đan điền của chính mình từ từ cảm nhận thật kỹ thì có thể lập tức cảm ứng được sự chấn động do luồng chân khí đang di chuyển gây nên. Ngoài trừ lúc đan điền mở ra, xuất hiện một luồng chân khí xoáy tụ lại ở đan điền. Trong lúc đại chiến với Diệp Đường, Tống thư hàng lại sử dụng Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bản sửa đổi do Bạch Tôn giả sáng tạo ra là cự kình thiên, trong nháy mắt hình thành một đạo chân khí khá kỳ lạ, ngưng tụ thành dạng như một cây kim ở đan điền, nằm giữa luồng khí xoáy ở bên trong đan điền đây cũng là hình thức ban đầu của ngụy thiên tiên chân khí tiếp theo chỉ cần tống thư hàng hoàn thiện nó ở cảnh giới nhị phẩm thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện ngày sau của hắn cùng với việc tấn thăng lên tiên thiên tứ phẩm có được đạo ngụy thiên tiên chân khí này tống thư hàng có thể đuổi kịp bước chân của những đệ tử tinh anh trong các môn phái khác ngươi đã khôi phục cảnh giới nhị phẩm rồi sao diệp đường nằm trên mặt đất siết chặt thanh kiếm của mình trong ta hỏi với vẻ không cam lòng sở sở, nhìn hắn khẽ mỉm cười, hình như tâm trạng rất tốt. Diệp đường vùng vẫy một hồi muốn đứng dậy, nhưng bây giờ ngay cả sức để đứng lên hắn cũng không có. Một kiếm cuối cùng đã tiêu hao hết phần lớn thể lực và chân khí của hắn. Sau đó còn bị, sở sở, đánh cho một trận tối tăm mặt mày, khiến toàn thân hắn dã rời. Diệp đường nhắm mắt lại không cam lòng, thua rồi, rõ ràng là ở trong tình huống chiếm ưu thế, vậy mà hắn lại thua thảm ở ngay trong trận đấu thắng chắc này trận đấu đoạn tiên đài đầu tiên thế ra họ sở chiến thắng. Người hộ đài đè hai tay lên trên kiếm, trầm giọng tuyên bố. Sở sở, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm xong, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bởi vì mặc váy, nên lúc chiến đấu kiếm khí kình phong quét tới phía dưới cứ có cảm giác lành lạnh. Thậm chí ngay cả dùng sức nhấc chân lên đạp một cú cho thật mạnh cũng không thể được, sẽ lộ hàng ra mất. Nhưng bây giờ, cái váy chết tiệt này, cảm giác chết tiệt này, lộ hàng chết tiệt này, Chào các nghi nhé. Chấm. Phía dưới đoạn tiên đài, Bắc Hà tán nhân lên tiếng nói. Cảm giác quái dị trên đoạn tiên đài đã biến mất, hiệu quả của viên đạn pháp thuật kia đã kết thúc rồi. Thời gian từ đầu chí cuối khoảng chừng 10 phút, lệ chi tiên tử bổ sung. Thời gian hiệu quả của pháp thuật bên trong viên đạn đó cũng không ngắn đâu. Cái này không phải là pháp thuật tăng tốc bình thường đâu nhỉ? Bạch Hạc chân quân chen vào. Cổ Hà quan chân quân nói chắc nịch. Đúng vậy, hiệu quả toàn diện quá mức luôn, muốn đạt tới hiệu quả vừa rồi trên đoạn tiên đài thì phải có hơn mấy loại pháp thuật kết hợp lại với nhau mới được. Hoàng Sơn Tiền Bối có ý kiến gì không? Trong tất cả thành viên nhóm Cửu Châu số 1, trừ Bạch Tôn giả mang tống thư hàng rời đi đến nay vẫn chưa trở về thì Hoàng Sơn Chân Quân là người có lực thực mạnh nhất, nhãn giới cao nhất ở đây. Hoàng Sơn Chân Quân sờ cằm, nói: Trong lòng ta có một suy đoán thế này, nhưng không chắc chắn lắm. Hoàng Sơn Đại Ngốc lại ra vẻ thần bí nữa rồi, gâu. Đậu đậu không chịu được bèn chen miệng nói một câu, đồng thời cũng để thể hiện cảm giác tồn tại của nó. Hoàng Sơn chân quân liếc mắt nhìn đậu đậu. Ha ha! Đậu đậu lập tức cứng nở cả người, bị nụ cười của Hoàng Sơn chân quân dọa sợ xém dựng đứng gai óc. Mặc dù toàn thân nó chỉ toàn là lông, đáng ghét, ta mà lại bị Hoàng Sơn nắm đuôi. Hoàng Sơn chân quân không thèm vòng vo nữa, đáp ta nghi ngờ hiệu quả pháp thuật này có liên quan đến thời gian. Nhưng cụ thể là như thế nào thì cần phải nghiên cứu thêm. Một lát nữa khi tiểu hữu xuống đài chúng ta có thể hỏi thăm cảm giác hắn đã trải qua rồi lại đoán thêm. Thời gian, các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một đều lộ vẻ kinh ngạc, nếu quả thật có liên quan đến thời gian, như vậy thì giá trị của viên đạn kia quả thật không phải dạng vừa đâu. Lại nói, trận chiến của tiểu hữu cuối cùng cũng kết thúc rồi lấy cảnh giới dược phàm nhất phẩm mà lại có thể chiến đấu với chân sư nhị phẩm lâu như vậy, thậm chí còn chuyển bại thành thắng, tiểu hữu này quả thực cũng có chút thủ đoạn đấy. Ủa, cuồng đao tam lãng thở dài cảm thán. Nhưng chỉ nói được một nửa, tam lãng lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào, sở sở ở trên đoạn tiên đài. Là ta hoa mắt sao, chân sư nhị phẩm á, tam lãng nói với vẻ không dám tin. Từ dược phàm nhất phẩm trùng kích lên chân sư nhị phẩm không phải là cần phải trải qua bình cảnh dược long môn à. Nhưng trên đoạn tiên đài rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đánh một hồi thì đột nhiên biến thành chân sư nhị phẩm luôn là sao? Bởi vì không ngờ tới Tống thư hàng tiểu hữu lại đột nhiên tấn cấp cho nên khi nãy hắn cũng không chú ý đến cảnh giới của Tống thư hàng. Mãi đến khi đoạn tiên đài kết thúc, lúc hai bên đều tách ra thì hắn mới chú ý tới sự biến hóa của khí tức trên người Tống thư hàng. Bắc Hà Tán Nhân đang cúi đầu uống trà cũng ngẩng mặt lên nhìn Tống Thư Hàng, sau đó lập tức phun hết trà trong miệng ra, phụt. Đúng thật là nhị phẩm, Tuyết Lang chủ động nói. Hả, đến bây giờ mấy người mới phát hiện sao, ta nghĩ mấy người đều chú ý đến rồi nên mới không nói ra đấy. Lúc này, cổ Hà Quan Trân Quân lên tiếng. Ta vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Tiểu Hữu sau đó khi Tiểu Hữu đang chiến đấu thì khí huyết chi lực ở ngũ đại khiếu huyệt đồng loạt chút vào trong đan điền tiếp theo thuận lợi tạo thành luồng khí xoáy ở bên trong đan điền, tấn cấp thành nhị phẩm. Không có dược long môn sao? bắc Hà Tán Nhân hỏi. Cổ Hà Quan chân Quân lắc đầu. Không có dược long môn, cứ thế mà tấn cấp thôi. Gạch nối chấm chấm, đây là mở hách ngay trước mặt chúng ta đấy à? bắc Hà Tán Nhân nói. Chẳng lẽ bạch tiền bối nghiên cứu ra cách tấn cấp lên nhị phẩm mà không cần, dược long môn, sao? Sao lại có loại phương pháp đáng sợ như thế được chứ? Nếu quả thật là như vậy thì ta muốn chuyển sang làm môn hạ của bạch tôn giả, làm một tiểu đạo đồng đáng yêu. Tim của ta đau quá, năm đó vì, dược long môn, mà lão phu đã phải ăn bao nhiêu đau khổ đấy. Các ngươi đừng làm ồn nữa, khẳng định sẽ không khoa trương như các ngươi nghĩ đâu. Hoàng Sơn Trân Quân nói, ta nghĩ đó chính là, xúc khí khoách chân pháp đấy. Audio điện tử võ tấn bền Thật không hổ là Hoàng Sơn Trân Quân, không những kiến thức sâu rộng mà tư duy cũng nhạy bén nữa. Hai mắt của các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một sáng lên, quả thật thiếu chút nữa là quên bén luôn cái xúc khí khoách chân pháp rồi. Xúc khí khoách chân pháp, nếu là như vậy, há chẳng phải tiểu hữu có thể tấn cấp lên nhị phẩm sớm hơn nữa sao? Bắc Hà Tán Nhân ầm bầm nói, quả nhiên là bật hách mà, quả nhiên ta vẫn nên hỏi bạch tiền bối xem ngài ấy có thiếu người ôm đùi không? thuận tiện hỏi xem bạch tiền bối có cần đệ tử không nữa nhé. Quả nhiên nên đi hỏi xem bạch tôn giả có thiếu người làm ấm giường không nhỉ. Lúc này, bạch hạc chân quân bổ sung. Tất cả mọi người lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm bạch hạc chân quân. Mà chung quanh, đệ tử sở ra nhìn thấy sở sở sư tỷ trên đoạn tiên đài đột nhiên thi triển thần uy đá bay diệp đường thì tức khắc hoan hô dần dần. Ngược lại, người bên hư kiếm phái thì mặt mày ai nấy đều trông cực kỳ khó coi. Đời người thay đổi quá nhanh chóng, một khắc trước cảnh giới của Diệp Đường khiến bọn họ nắm chắc phần thắng nhưng một khắc sau tình thế nghịch chuyển, Diệp Đường thua thảm thương luôn. Đùa à, đừng làm người ta thoát tim kiểu đó được không? Trưởng môn hư kiếm pháp hư tranh âm thầm siết chắc nắm đấm, ván này nếu như thất bại thì phải tiến hành đấu trận đoạn tiên đài thứ ba rồi. Cần phải mời thái thượng trưởng lão hư kiếm phái ra tay thôi. Bên trong sở ra, trước khi bắt đầu, trận thứ hai, sở ra thua. Sau đó, ở trận đầu tiên, Sở Sở cố gắng xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến bản tộc Sở gia. Khi biết được tin Sở Sở chiến thắng, những người người trong Sở gia bản tộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ vẫn không vui mừng nổi. Một thắng, một thua. Nói cách khác, giữa Hư Kiếm phái và Sở gia vẫn còn có trận chiến thứ ba. Song phương đều phải cử tu sĩ mạnh nhất ra để tiến hành trận chiến so thắng bại. Người mạnh nhất của Sở gia chính là tộc lão Sở gia với cảnh giới tam phẩm. Mà người mạnh nhất hư kiếm phái là một vị có khả năng ngự kiếm phi hành, tứ phẩm thái thượng trưởng lão. Trừ phi vị thái thượng trưởng lão tứ phẩm kia đột nhiên hao hết thọ nguyên rồi bỏ mình ra đi, còn nếu không thì tộc lão Sở gia cơ hồ không có chút phần thắng nào. Người trong Sở gia nghị luận ẩm ý Trên giường bệnh, đệ tử nộ mục kim cương môn, Sở Hùng, bị cắn trọng thương tức giận nắm chặt quả đấm không cam lòng nếu không tại hắn thua thì sở gia đã có hai trận thắng liên tiếp căn bản sẽ không cần tham gia trận đoạn tiên đài cuối cùng này rồi đều là do hắn quá yếu nên mới khiến sở gia rơi vào tuyệt vọng bây giờ sở gia có còn hy vọng chiến thắng nào không trước đoạn tiên đài sở sở nhặt bảo đao về chậm rãi bước xuống đoạn tiên đài làm tốt lắm đúng là bé ngoan mau dưỡng thương cho tốt đi trận kế tiếp cứ để ta tộc lão sở ra bước lên nghinh đón, trầm giọng nói. Sở sở, gật đầu, mỉm cười với tộc lão. Cách gọi bé ngoan như sấm sét bổ xuống làm hắn cứng đơ người. Sau khi, sở sở, xuống đài, trong hư kiếm phái có người đi đến đỡ diệp đường xuống. Hai vị hộ đài lại điều chỉnh cấp bậc phòng ngự của đoạn tiên đài một lần nữa, chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến cuối cùng. Trận cuối sẽ có tu sĩ tứ phẩm ra sân nên phải tăng cường phòng ngự. Trước đoạn tiên đài, tộc lão sở ra nắm chặt quả đấm, trận chiến cuối cùng này bất luận thắng hay thua thì về khí thế cũng không thể thua trước hư kiếm phái được. Đúng lúc này, điện thoại của tộc lão reo lên. Tộc lão cầm điện thoại di động, nhìn đến tên người gọi thì tay đột nhiên cứng đờ. Ra ra tộc lão nghe điện thoại, hạ thấp giọng nói. Hơn 20 năm trước. Gia Gia của tộc lão vẫn luôn đi du lịch bên ngoài đột nhiên trở về sở ra, sau khi trở thì lại lập tức bế quan, sống chết cũng không rõ không ngờ rằng ngay lúc này lại gọi điện tới cho hắn đừng lo lắng trận chiến cuối cùng trên đoạn tiên đài này cứ giao lại cho lão phu đi một giọng nói uy nghiêm truyền ra nhưng thương thế của gia gia ngài tộc lão không vội nói thương thế đã khôi phục rất nhiều rồi đây cũng là lúc ta nên ra ngoài một chút giọng nói uy nghiêm ấy tiếp tục vang lên gửi tọa độ của đoạn tiên đài cho ta ta lập tức tới ngay gia gia người nhất định đừng nên miễn cưỡng tộc lão thở dài một hơi, sau đó gửi tỏa độ đoạn tiên đài qua. Chấm. Một lát sau, tại địa bàn sở ra có một đạo kiếm quang, vèo, một cái bay tới. Trên kiếm quang có một người tướng mạo uy nghiêm, đầu đội mũ tứ phương bình định, trên người mặc bộ quần áo sĩ tử, đạp độn quang đi về hướng đoạn tiên đài. Sau khi người có tướng mạo uy nghiêm rời khỏi sở ra không lâu. Trong tộc nhân sở ra có người lặng lẽ gọi điện thoại. Tiên sinh, lão già đó đã rời khỏi bản tộc sở ra rồi. chương 384, Bạch Tiền bối lại đi đâu mất rồi. Sau khi xuống khỏi đoạn tiên đài, Tống Thư Hàng phi như bay khỏi trận doanh của sở ra. Trong khi đó, mấy vị tiền bối của nhóm cửu châu số một nháy mắt với Tống Thư Hàng lúc này đang hóa trang thành sở sở, trong mắt toàn là ý cười. Tống Thư Hàng cười gượng với các tiền bối. Hình tượng, các tiền bối xin hãy giữ hình tượng. Rất lâu về trước, khi hắn tiếp xúc với các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã cảm thấy những vị tiền bối này hoàn toàn không giống với những tiên nhân trong tưởng tượng của mọi người. Hắn trước đây thường hoài nghi có phải cách tiếp cận của mình bị sai không, tu chân giả sao lại có bộ dạng như thế này được. Về sau, khi hắn quen biết lâu với các tiền bối trong nhóm Cửu Châu nhất số 1 thì càng nhận thức sâu xa. Hoàn toàn tuyệt vọng đối với người tu tiên trong tiểu thuyết Hình tượng các tiên nhân tiêu sái phi dương không vướng bụi trần đều là do con người tự tưởng tượng ra thôi. Nhìn bộ dạng liếc mắt của các tiền bối, lại nghĩ đến bề ngoài đang hóa trang thành nữ của mình, cộng với tính cách của mấy vị tiền bối, trong lòng Tống thư hàng có dự cảm không tốt. Trước đây không lâu tiểu Hữu thư hàng còn mặc váy đen rất xinh đẹp a, à, mấy nội dung nói chuyện phiếm như thế có khi nào một ngày nào đó lại xuất hiện trong bản ghi chép trò chuyện của nhóm Cửu Châu số một không nhỉ? Tống Thư Hàng căn bản không dám tưởng tượng ra tương lai của mình nữa. Sau khi cười xong, sở sở lại vẫy chào tạm biệt các đệ tử sở gia đang hoan hô đi thật nhanh về phía trướng lều sau trận doanh của sở gia. Ở đó, Bạch Tôn giả và sở sở chính hiệu vẫn ở bên trong đợi hắn về đổi lại đây. Vừa đi đến lều, Tống Thư Hàng phát hiện ra Vũ Nhu Tử đang đờ ra đứng canh giữ trước cửa lều. Vũ Nhu Tử, cô đang làm gì thế? Tống thư hàng theo thói quen giơ tay lên chào hỏi. Nhưng vừa phát ra tiếng, thứ trong miệng hắn lại là âm thanh yểu điệu mềm mại của con gái. Đúng như vậy, đây chính là nguyên nhân khiến Tống thư hàng từ đầu đến cuối không dám mở miệng nói chuyện. Bạch Tôn giả chuẩn bị chu đáo quá đi, đến cả giọng nói của hắn cũng đổi luôn. Thế nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới bản thân vừa mở miệng là phát ra giọng nói của con gái, cả người đều thấy không được ổn. Nếu nói thuật dịch dung của Đồng Quái tiên sư rất giỏi, Tống Thư Hàng cảm thấy thuật dịch dung của bạch tôn giả dường như cũng không kém đấy chứ. Đồng quái tiên sư là bởi vì bình thường hay xem quẻ đen bị người ta truy sát nên luyện được thuật dung dịch rất mạnh. Còn bạch tôn giả thì sao? Kỹ năng dịch dung của ngài ấy đã thuần thục đến đâu rồi? Hay là do trời sinh đã giỏi như vậy? Vũ Nhu Tử quay người lại, nghi ngờ nhìn, sở sở trước mắt mình. Cô là ô, chính là cô nương sở sở của sở gia. Tống Thư Hàng, thở ra một tiếng, Tống Thư Hàng đè nén giọng nói chỉ đủ cho Vũ Nhu Tử nghe thấy. Là ta, Tống Thư Hàng đây. Vũ Nhu Tử, ơ, ơ ơ, ơ ơ ơ. Vào trong rồi nói, Tống Thư Hàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vũ Nhu Tử sau đó kéo vào trong lều. Vừa vén lều lên, Tống Thư Hàng đã thấy trong lều là một vùng toàn cắt vàng, nền đất trong lều cũng biến thành một hố cát. Nhưng lại không thấy bạch tôn giả và sở sở xịn đâu cả. Ơ, ờ bạch tiền bối đâu rồi tống thư hàng nghi hoặc nhìn vũ nhu tử lại nói chân vũ nhu tử dài thật đấy hắn bây giờ đang hóa trang thành sở sở với tỷ lệ một một chiều cao của sở sở tương đương với vũ nhu tử thế nhưng khi đứng trước vũ nhu tử lại phát hiện ra chân của vũ nhu tử dài đến eo của mình sao đến lúc này rồi mình còn nghĩ mấy thứ linh tinh vậy a à, không thấy bạch tiền bối nữa rồi vũ nhu tử sợ hãi kêu lên Vừa rồi cô còn ở ngoài đợi bạch tiền bối đi ra nữa nhưng nhìn qua lều cô chỉ thấy một vùng toàn cắt cứ ngỡ bên trong đang bị ảo ảnh chân thực bao phủ nên mãi mà vẫn không đi vào. Bạch tiền bối không ra khỏi lều sao? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi. Không, ta vừa rồi cứ đợi bạch tiền bối và tống tiền bối đi ra nhưng sau chỉ có, sở sở cô nương đi ra thôi. À, sao tống tiền bối lại biến thành sở sở cô nương vậy? Vũ nhu tử chớp chớp mắt, đột nhiên mắt lóe lên. À, hiểu rồi tống tiền bối chắc ngài nghĩ giống ta rồi ngài cũng muốn thay cô nương sở sở tham gia đoạn tiên đài phải không đúng vậy tống thư hàng thở nặng nề hắn đã tìm rất lâu trong lều vẫn không thấy quần áo trước kia của mình nếu như không có quần áo làm sao hắn có thể trở lại nguyên hình chẳng lẽ lại biến trở lại thành tống thư hàng mặc váy hắn có phải mấy tên biến thái đâu tống tống tiền bối ngài đang tìm gì vậy vũ nhu tử hỏi Quần áo, bạch tiền bối và sở sở cô nương chính hiệu đã biến mất và mang theo quần áo của ta đi rồi." Tống thư hàng thở một hơi nặng nề. Vũ Nhu tử trầm mặc gật gật đầu, sau đó nhìn Tống thư hàng từ đầu tới chân trong bộ dạng của sở sở, tiếp đó, Vũ Nhu tử hiểu ý tạm thời từ bỏ ý muốn dùng biến huyễn hung châm, trước tiên cứ để Tống tiền bối tiếp tục sử dụng biến huyễn hung châm một lúc đi đã. Tống thư hàng nói: "Chúng ta phải đi tìm Bạch Tôn giả." Đi đâu mà tìm? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ một lúc, đáp. Sở ra, nghĩ tới nghĩ lui, nơi bạch tôn giả bây giờ sẽ đi dường như chỉ có tầng hầm thần bí của sở ra mà thôi. Quanh đây cũng chỉ có nơi đó mới thu hút sự tò mò của bạch tôn giả. Được, ta dẫn đường, ta biết sở ra ở đâu. Vũ Nhu Tử Anh Dũng tự nói. Chúng ta đi, Tống Thư Hàng đáp. Sau đó, hai người ra khỏi lều, đi thật nhanh đến sở ra, còn các tiền bối của nhóm cửu châu số 1 thì mặc kệ họ ở đoạn tiên đài vậy. Trước đoạn tiên đài, hai vị bảo vệ đài vừa nâng cấp lại phòng ngự của đoạn tiên đài, lại nâng cấp lại kết giới phòng ngự của nó. Trận chiến cuối cùng của đoạn tiên đài, chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, bên trên trận doanh của hư kiếm phái có một đạo kiếm phi đến rất nhanh, đậu xuống bên cạnh ngư tranh. Đó là lão giả có mái tóc bạc hoa dâm, trên mặt đã nhiều nếp nhăn chính là tu sĩ tứ phẩm của phái Hư Kiếm, Thái thượng trưởng lão Kiếm Nguyên Hải. Kiếm Nguyên Hải là tu sĩ tứ phẩm, về mặt lý thuyết, thọ nguyên của ông ta ít nhất cũng phải từ 550 tuổi đến trên dưới 600 tuổi. Chỉ là Kiếm Nguyên Hải thời trẻ mạo hiểm khắp nơi, nhiều lần sử dụng một loại thuật kích hoạt tiềm lực, tiêu hao thọ nguyên đổi lấy mật pháp siêu mạnh. Cho nên, rõ ràng mới có hơn 300 tuổi, thọ nguyên cạn kiệt, mặt đã lộ tuổi già. Kiếm trưởng lão, cuối cùng ngài đã đến rồi. Trưởng môn hư tranh nhìn thấy thái thượng trưởng lão của môn phái đến bèn thở phào một hơi, yên tâm trở lại. Kiếm Nguyên Hải gật đầu với hư tranh, sau đó đầu tiên ông ta ngắm nhìn hai vị kim đan linh hoàng của hư kiếm phái, hình hợp và thần ly, âm thầm thở dài. Chi viện thì chi viện, cũng không thể chỉ nhìn bọn họ liều mình vì hư kiếm phái. Tiếp theo, ánh mắt ông ta rời đến trận doanh của sở gia. Hư, Kiếm Nguyên Hải hít một hơi lạnh gần 50 kim đan linh hoàng ngồi thành hàng lối chỉnh tề thật là làm kích thích người nhìn. Từ khi nào kim đan linh hoàng lại thành hàng loạt không đáng tiền thế này? Ngay cả sở ra nhỏ bé, cũng có thể mời hơn 50 kim đan linh hoàng trợ trận. Thậm chí, trong số đó có vài vị rất thâm hậu, thậm chí thực lực còn mạnh hơn cả linh hoàng. Kiếm Nguyên Hải cảm thấy ra đầu tê liệt sao sở ra lại mời được nhiều kẻ mạnh như vậy. Nếu như sớm biết sở ra có thể mời được nhiều kẻ mạnh như thế, cho dù những kim đan tu sĩ này đến chẳng để làm gì, phái hư kiếm cũng không thể đấu lại được sở ra. Những kim đan linh hoàng này từ ngàn dặm tới đây không làm gì chỉ xem một trận đấu đoạn tiên đài, điều đó ai cũng có thể bảo đảm, bọn họ sẽ không tự nhiên tốt bụng giúp đỡ sở ra, tiêu diệt một hư kiếm phái bé nhỏ đâu nhỉ. Nhưng, bây giờ cũng không có cơ hội để hối hận nữa rồi. Con đường mình đã chọn, vắt cạn mồ hôi cũng phải đi cho hết đã đắc tội trực diện với sở gia, đành phải một hơi giành được cuộc diện thứ ba của đoạn tiên đài. Sau đó, trở thành người thắng cuộc ở đoạn tiên đài, bọn họ có thể yêu cầu sở gia giao từng phần của kiếm quyết cho mình. Lúc này bọn họ cũng không dám đòi bản chính của kiếm quyết có bản sao là được rồi. Sau đó nữa, hư kiếm phái nhỏ bé sẽ tổ chức rời đi. Chỉ cần có kiếm quyết, ông ta sẽ có cơ hội xông vào cảnh giới ngũ phẩm. Dám liều mạng mới có thể thắng lợi nghĩ đến đây, ánh mắt Kiếm Nguyên Hải trở nên kiên định. Phải thắng trận cuối cùng của đoạn Tiên Đài, ông ta đã quyết rồi. Trong lúc Kiếm Nguyên Hải đang suy nghĩ, bên trên trận doanh của Sở Gia cũng có một đạo kiếm phi tới. Đạo kiếm quang đó rơi xuống bên cạnh tộc lão của Sở Gia. Sau khi kiếm quang hạ xuống, có một nam tử tướng mạo uy nghiêm quấn khăn vuông mặc bộ quần áo sĩ tử đạp xuống, chỉ là sắc mặt nam tử có chút tái nhợt, dường như đã lâu không thấy ánh mặt trời. Trọng người như có bệnh nặng. Ngự kiếm phi hành, rất nhiều đệ tử sở gia tò mò nhìn nam tử mặc đồ sĩ tử kia trong số đệ tử của sở gia không ai quen biết nam tử uy nghiêm này. Nhưng, nhìn nam tử này có vẻ giống sáu phần tộc lão của sở gia. Lẽ nào vị này là người của sở gia? Nếu như quả thật là người của sở gia, có thể ngự kiếm phi hành như vậy, chắc phải là tu sĩ từ tứ phẩm trở lên. Ra ra, lúc này tộc lão sở ra kích động chạy lên trước gọi to, đã 20 năm từ lúc ra ra bị trọng thương bế quan cho đến giờ, đây là lần đầu tiên ngài từ nơi bế quan ra bên ngoài. Ra ra, đây là ra ra của tộc lão. Quả nhiên là người nhà thế gia họ sở, ngay lập tức, trong trận doanh của sở ra lại bắt đầu rộ lên hy vọng. Trận cuối của đoạn tiên đài, vẫn là có thêm một cơ hội. Đồng thời, mấy vị tiền bối cao nhân sở ra nghĩ đến một chuyện, kiếm quyết của sở gia chính là do một vị tiền bối của sở gia mang đến từ trăm năm trước. Kiếm quyết này bao hàm tiềm lực của kim đan ngũ phẩm, điều này cũng do vị tiền bối kia nói. Nếu như xem xét cẩn thận lại, người mang, kiếm quyết, về dường như chính là gia gia của tộc lão. Thế nhưng gia gia của tộc lão sau khi mang, kiếm quyết, về từ trăm năm trước lại phiêu du khắp nơi đến nay hoàn toàn bật vô âm tín. Không ngờ, ông ấy còn sống. Vậy thì quá tốt rồi. Gia Gia của tộc lão mỉm cười gật đầu với tộc lão, sau đó trước hết ông thăm dò trận doanh của hư kiếm phái, sau đó lại xem xét trận doanh của sở gia mình. Một khắc sau, ông nhìn thấy mấy lão nhân của nhóm cửu châu số một ngồi thành hàng chỉnh tề. Vừa rồi lúc ông ngự kiếm phi hành bay qua, có chút nhanh vội, chưa kịp nhìn đến trận doanh nhà mình. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy vẻ ngoài hào hoa của trận doanh nhà mình. mươi 385, Tống Thư Hàng chạy đi đâu rồi? đội hình thật sang trọng lấy tu vi của gia gia của tộc lão nhìn qua một lúc thậm chí có thể thấy trên đỉnh đầu nhóm tu sĩ này linh lực cường đại mạnh mẽ tạo thành luồng khí xoáy linh lực to lớn linh lực trong phạm vi trăm dặm đều bị luồng xoáy linh lực này cưỡng ép hút tới cuối cùng quán nhập vào trong cơ thể của đám tu sĩ cường đại này đây quả là đội hình làm người khác trói mắt mà hầu như có thể đánh bại một số môn phái lớn rồi nhỉ văn ngạn những tiền bối này là "Gia gia của tộc lão nhỏ giọng hỏi, Văn Ngạn chính là tên tộc lão của Sở gia. Gia gia, những người này có thể tính là bằng hữu của tiểu Sở Sở mang tới đấy." Tộc lão Sở Văn Ngạn cũng không dám khẳng định lại nói tiểu Sở Sở vừa thi đấu xong lại chạy đi đâu rồi. Thời gian vừa qua tiểu Sở Sở ở bên ngoài mạo hiểm rốt cuộc đã trải qua những gì mà có thể lôi kéo được quan hệ với nhiều đại tiền bối như thế. Gia gia của tộc lão gật đầu phi kiếm của hắn rơi vào vỏ kiếm đeo ở thắt lưng sau đó hắn sửa sang lại dáng vẻ tiến tới phía trước các tu sĩ của nhóm cửu châu số 1. Sở ra sở khang bá, bái kiến các đạo hữu và các vị tiền bối. Gia gia của tộc lão hành lễ nói, từ cách ăn mặc của hắn có thể thấy được tộc lão của sở ra trước kia là một văn nhân, cực kỳ chuẩn mực về phương diện lễ nghĩa. Xin chào sở đạo hữu đa số tu sĩ của nhóm cửu châu số một cười đáp lễ tu vi của sở khang bá quả thực khiến đạo hữu của nhóm cửu châu số một kinh ngạc ngũ phẩm tuy nhìn bề ngoài thì phẩm chất kim đan không cao phẩm giai nhiều nhất cũng chỉ là phẩm cấp ba đạo long văn nhưng đây chính là ngũ phẩm kim đan linh hoàng hàng thật giá thật tu sĩ của sở gia vốn thuộc tiểu gia tộc vậy mà xuất hiện một vị kim đan linh hoàng chắc chắn hắn đã gặp kỳ ngộ rất lớn có kim đan linh hoàng ở đây trận cuối cùng của đoạn tiên đài đã không còn hồi hộp nữa. Giữa tứ phẩm và ngũ phẩm thế nhưng lại là một lần biến hóa về chất. Tạm chờ sau trận chiến đoạn tiên đài này, Sở Mỗ sẽ dọn dẹp giường chiếu nghênh đón các vị đạo hữu tới hàn xá nâng chén chung vui. Sở Khang Bá không chỉ chu đáo về lễ tiết mà trong lời nói của ông còn mang theo vị hơi men của văn nhân. Đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đều cười lại đồng ý. Đa số bọn họ đều sống lâu hơn Sở Khang Bá nếu thật sự sống lâu đến mức lên men thì e là sở khang bá cũng không chua bằng bọn họ. Ở bên kia, thái thượng trưởng lão kiếm Uyên hải của hư kiếm phái bị chấn kinh rồi. Tộc nhân mới tới đang bay trên không của sở Gia là linh hoàng ngũ phẩm. Mình đang mơ sao? Hoàn toàn không giống tình báo về sở Gia chút nào. Trong lúc các đạo hữu của nhóm cửu châu số 1 và sở khang bá đang trao đổi thì ở phía xa có hai bóng người đang đi về phía đoạn tiên đài một đạo thân ảnh đứng chắp tay đạo thân ảnh khác bị phi kiếm đỡ đi đó chính là bạch tôn giả và sở sở bạch tiền bối tất cả các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một khi nhìn thấy bạch tôn giả lập tức đứng dậy mỗi người đều to giọng hành lễ sợ mình hành lễ chậm sẽ bị bạch tiền bối ghim thì xong đời bạch tôn giả gật đầu cười ánh mắt lướt qua mọi người một vòng hỏi thư hàng đi đâu rồi lại nói lúc nãy khi ở trong lều cô nương sở sở muốn giải quyết vấn đề sinh lý sở sở dù sao vẫn chỉ là tu sĩ nhị phẩm vẫn chưa đạt tới cảnh giới ích cốc tại một số phương diện vẫn giống như người phàm nhưng bên ngoài tống thư hàng đang biến thành bộ dáng của cô tham gia đoạn tiên đài vì thế cô không thể đi ra từ trong lều một cách quang minh chính đại để giải quyết vấn đề sinh lý mà hiển nhiên cô cũng không thể giải quyết vấn đề này ở trong lều cho nên cuối cùng bạch tôn giả làm một phép che mắt mang Sở Sở đi ra ngoài để cô giải quyết vấn đề sinh lý. Nữ nhân có lúc còn phiền phức hơn cả nam nhân, mà lúc Bạch Tôn giả đưa Sở Sở quay lại, từ xa đã phát hiện Đoạn Tiên Đài kết thúc rồi mà lại không thấy bóng dáng của Tống Thư Hàng đâu. Đảo mắt một vòng, Tống Thư Hàng lại chạy đi đâu rồi? Lúc này, Bắc Hà tán nhân đáp, "Bạch tiền bối, tiểu hữu Thư Hàng đã đi về phía sau tìm ngài ngay khi ván thứ hai của Đoạn Tiên Đài kết thúc rồi." Sau đó, tôi thấy hắn và cô nương Vũ Nhu Tử cùng lặng lẽ rời đi. Cũng không biết bọn họ đi đâu mà thần bí như vậy. Cuồng đao tam lãng bỗng tiếp lời. Thanh niên đúng là giỏi. Xoát, 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 ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía tam lãng. Câu này nếu rơi vào tai linh điệp tôn giả thì hay rồi. Ừ, bạch tôn giả gật gật đầu. Nếu như đã rời đi với Vũ Nhu Tử, vậy thì không cần phải lo lắng tống thư hàng sẽ chạy mất. Đợi đoạn tiên đài kết thúc, lại để Tống Thư Hàng đi mật thất xem xem, chấm dứt nhân quả với tán tu lý thiên tố, tiếp đó cũng nên kết thúc chuyện của sở ra rồi. Tiếp theo, tôn giả biểu thị mình muốn tham gia thi đấu xe kéo. Vừa suy nghĩ, tôn giả liền duỗi tay chỉ điểm, phi kiếm hạ xuống, đưa sở sở đang trọng thương xuống đất. Lúc này, sở khang bá nhìn chằm chằm bạch tôn giả, vị tiền bối này thật đẹp khiến ánh mắt mọi người không thế rời đi. Hai, nói sai rồi, khí thức trên người vị tiền bối quả thật cuồn cuộn như sao trên trời, với cảnh giới tu vi linh hoàng mũ phẩm của hắn mà cũng không thể nhìn ra cảnh giới của vị tiền bối này. Sở khang bá bái kiến tiền bối, gia tộc hậu bối được tiền bối chiếu cố, sở mỗ cảm tạ không dứt. Sở khang bá hành đại lễ với bạch tiền bối. Sở sở cũng thật may mắn, có thể lôi kéo quan hệ với vị tiền bối thế này, tương lai nhất định tốt hơn so với mình. Bạch tiền bối cười nói với sở khang bá tiện tay mà thôi, đừng khách khí. Nói xong, Bạch Tôn giả đi tới giữa trận doanh của Sở gia và Hư Kiếm phái, một tay đẩy chiếc tên lửa đạn đạo to lớn trầm trọng đi. Sau đó, Bạch Tôn giả một tay cầm nó về trận doanh Sở gia, đoạn tiên đài vẫn còn một ván cuối cùng, nhân lúc rảnh rỗi, Tôn giả muốn mở chiếc tên lửa này ra xem cấu tạo bên trong của nó. Nói không chừng có thể cho hắn linh cảm để cải tiến phi kiếm dùng một lần của mình đệ tử sở ra thấy vị tiền bối cường đại này khiêng tên lửa đi tới nuốt nước miếng mỗi người đều không tự chủ được mà lui ra sau vài bước các đạo hữu trong nhóm cũng toát cả mồ hôi lạnh sở khang bá thứ mà vị tiền bối đang cầm là cái đồ quỷ này ư hắn ta muốn làm gì vậy trong lúc sở khang bá suy tư thì âm thanh triệu hoán của người bảo hộ đoạn tiên đài vang lên ván cuối cùng của đoạn tiên đài bắt đầu thái thượng trưởng lão kiếm nguyên hải của hư kiếm phái lên đài nhân vật cấp bậc lão tổ của sở gia tộc lão sở khang bá lên đài đây là trận chiến quyết định vận mệnh của một môn phái và một gia tộc mà lúc này trong tộc địa của sở gia đột nhiên có một làn khói lờ mờ bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm trong trước mắt tại trung tâm lãnh địa tất cả những đệ tử hít phải làn khói này đều lần lượt ngã xuống hôn mê qua một khắc có hai đệ tử sở ra trong miệng ngậm một viên minh châu cẩn thận xuất hiện tại trung tâm tộc địa ở phía sau bọn họ có 10 bóng dáng lần lượt xuất hiện. Đứng đầu tiên là một nam tử ăn mặc kiểu tiên sinh dạy học thời xưa, trong tay khua một chiếc quạt, dáng cười tự tin. Sau lưng hắn là bốn tên gia phó cầm hỏa quyển, lưng đeo bút vẽ. Cuối cùng là năm gã to con quái dị, năm người này có thân thể mập mạp, nhưng cũng không phải loại mập do thịt mỡ. Năm gã này mặc y phục màu đen, đầu đeo mặt nạ chỉ lộ đôi mắt. Nhưng đây vẫn không phải chỗ quái dị, Quái dị ở chỗ trên đỉnh đầu của họ có từng cây gai nhọn màu đen một nhô ra từ bên trong. Không chỉ có đỉnh đầu mà ngay cả trên cả thân thể của bọn họ cũng nhô ra đầy gai nhọn. Ở trên người bọn họ còn tản ra yêu khí mờ nhạt. Tiên sinh, phía trước là cửa vào mật thất, nhưng chìa khóa mở cửa lại ở trong tay tộc lão, chúng tôi không có cách nào lấy được. Hơn nữa, cửa vào còn bố trí trận pháp phong ấn, cho dù có chìa khóa thì hai chúng ta cũng không vào được. Hai đệ tử sở ra nói không sao, các ngươi đã làm rất tốt. đợi sau khi xong việc, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần các ngươi. nguyện vọng muốn gia nhập vào môn phái mạnh của các ngươi ta cũng có thể thay các người đạt được. vị tiên sinh đó vừa phe phẩy quạt vừa nói. thời gian không nhiều, khó lắm mới dụ được lão gia hỏa kia rời khỏi tộc địa sở ra. chúng ta cần nắm chắc thời gian. nói xong, vị tiên sinh này tiến lên phía trước đặt chiếc quạt vào chỗ cắm chìa khóa mở cửa mật thất cũng không thấy vị tiên sinh này có động tác gì, ổ cắm chìa khóa của mật thất bóng chuyển động. Cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra. Sau đó, vị tiên sinh này mở quạt nhẹ nhàng đánh liên tục về khoảng không ở trước mặt. Trận pháp phòng ngự của mật thất liền vô thanh vô tức bị mở ra. Loại thủ pháp phá giải cấm chế này đã không kém cạnh gì với thủ pháp không không đạo môn nổi danh tu chân giới. Sau khi thực hiện bí pháp, tiên sinh nói với hai đệ tử sở ra hai người các ngươi có muốn đi xuống cùng ta không? Hai đệ tử sở ra liều mạng gật đầu. Phải biết rằng bên trong có kiếm quyết thần bí, bọn hắn sau khi đi xuống, chỉ cần dùng trí nhớ mạnh mẽ của tu sĩ, là có thể nhớ kỹ kiếm quyết, sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tương lại của bọn hắn. Hai vị kia theo ta cùng nhau đi xuống, tiên sinh cười và nói với năm gã quái dị đằng sau. Các ngươi ở đây canh chừng xung quanh, nếu có người của sở ra tiếp cận nơi này thì tranh thủ nhanh chóng giải quyết. Vâng, năm gã kia trả lời, giọng nói của bọn họ rất kỳ quái, giống như vừa uống nước vừa nói chuyện với người khác. Tiên sinh gật đầu, mang theo bốn tên gia phó và hai đệ tử sở ra ở sau, tiến vào mật thất. Khi tiến vào, tiên sinh khóe miệng khẽ nhếch, Kiếm quyết thần bí, ha ha. Đây không đơn giản là một phần kiếm quyết thần bí, trong kiếm quyết này còn hàm chứa một bí mật cực lớn. Phía trước chính là tộc địa của sở gia. Vũ Nhu Tử nhếch miệng cười, Cất điện thoại đi. Cô lưu địa chỉ tộc địa của Sở gia vào bản đồ trên điện thoại, chỉ cần đi qua một lần là sẽ không sai đường nữa. Chương 386, đừng mà, đừng mà. Ở cửa vào tộc địa của Sở gia, có hai tộc nhân Sở gia đang đứng canh gác. Mấy ngày nay Vũ nhu Tử đều ở lại Sở gia, tộc nhân của Sở gia cũng biết rõ cô là bạn tốt của tiểu thư Sở Xuân Huỳnh. nên khi tiến vào tộc địa của Sở gia cô không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Lúc này Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đúng rồi, hai vị đạo hiếu, xin hỏi lúc trước các ngươi có nhìn thấy một vị tiền bối mặc đồ trắng cùng trở về với sở sở cô nương, thiên tài của sở ra các ngươi không? Hai người canh gác gãi đầu một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng nói. Sở sở sư tỷ, ngươi làm sao thế? Mặc dù sư tỷ ngươi đúng là một thiên tài, nhưng dù sao thì tự khen mình là thiên tài khiến người khác cảm thấy xấu hổ lắm đấy. Tống Thư Hàng Đậu xanh, lại quên mất bây giờ mình đang mang dáng vẻ của sở sở rồi. Hai, có điều dựa vào lời nói của hai người canh gác, có thể thấy được bạch tôn giả không hề trở về tộc địa của sở gia với sở sở. Chẳng lẽ, bạch tiền bối trực tiếp tàng hình, mang sở sở bay vào bên trong sở gia rồi ư? Với tính cách dứt khoát của bạch tiền bối thì có khả năng đấy lắm. Thế là Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử cùng nhau tiến vào tộc địa của sở gia, đến căn phòng mà sở Xuân Huỳnh đã an bài cho Vũ Nhu Tử trước đó dọc đường đi tống thư hàng cùng vũ nhu tử nói đến một vài chuyện mà này vũ nhu tử cách đây không lâu cô không nhận được món quà bạch tiền bối tặng sao tống thư hàng tò mò chết đi được dù sao thì hắn cũng từng nhìn thấy bạch tôn giả đích thân chắp bút viết linh điệp đảo vũ nhu tử lên hộp quà mà không nhận được vũ nhu tử lắc đầu kỳ lạ rõ ràng bạch tiền bối có gửi một phần chuyển phát nhanh đến cho cô mà tống thư hàng lẩm bẩm nói sau đó hắn lại bật cười ha ha nhưng mà không nhận được là tốt nhất, nếu không hôm nay cô cũng phải trở thành một trong những thành viên của mưa sao băng, giống như các tiền bối trong nhóm cửu châu số một rồi. Hở, Vũ Nhu Tử bất ngờ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tống thư hàng. Tống tiền bối, ý ngài là đáng lẽ ra ta cũng là một ngôi sao băng trong trận mưa sao băng đó sao? Ừ, đúng vậy, đó thật sự là một thể nghiệm đầy thảm họa đấy. Xoắn ốc thăng thiên là các loại trạng thái phi hành vượt quy luật trong không trung, cùng với hiệu ứng ánh sáng sao băng còn cả phương thức hạ cánh cái mà cô đã thấy rồi đấy khoảng đất trên đoạn tiên đài bị các tiền bối của nhóm cửu châu số một tạo ra bao nhiêu cái hố ấy ta còn tận mắt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tô thị a thất tiền bối và đồng quái tiên sư tiền bối lúc bay lên trời nữa tống thư hằng nói trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi xoắn ốc thăng thiên kiểu phi hành siêu kích thích hiệu ứng ánh sáng sao băng phương thức hạ cánh gây oanh động vũ nhu tử lẩm bẩm sau đó cô nắm chặt nắm tay của mình. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã cảm thấy kích thích chết đi được rồi. Gì cơ, Tống Thư Hàng nghi ngờ lỗ tai mình đã nghe lầm. Đáng ghét, tại sao những tiền bối khác đều nhận được quà mà ta lại không nhận được. Ta cũng muốn xoắn ốc thăng thiên, cũng muốn bay trên không trung với kiểu bay kích thích đó, ta cũng muốn trở thành sao băng. Ta còn muốn lên vũ trụ nữa mà, mặt mày vũ nhu tử tràn đầy ấm ức, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau. Tống Thư Hàng Vốn Tống Thư Hàng còn cho rằng Vũ Nhu Tử cô nương là người tạm bình thường nhất trong nhóm cửu châu số 1, lối tư duy cũng có thể coi là nằm cùng một góc độ với hắn, nhưng thật không ngờ người không bình thường nhất trong nhóm cửu châu số 1 lại chính là cô ấy. Hai người vừa nói, vừa đi vào bên trong tộc địa của sở gia. Thật ra căn phòng dành cho khách mà Vũ Nhu Tử ở tạm chính là nhà chính của sở Xuân Huỳnh, vị trí nằm sâu bên trong tộc địa của gia tộc. Quay trở lại phía trước đoạn tiên đài. Thái thượng trưởng lão kiếm nguyên hải của hư kiếm phái và sở khang bá của sở gia đang đứng đối diện nhau, kiếm nguyên hải nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào sở khang bá. Dường như đối phương đã bị thương nặng, có lẽ đây là cơ hội dành cho hắn. Phía dưới đoạn tiên đài, các tiền bối của nhóm cửu châu số một khó khăn lắm mới khuyên được bạch tôn giả, đồng thời cũng đưa ra rất nhiều lời hứa, ví dụ như sẽ mời bạch tôn giả đến tham quan các công ty chế tạo hỏa lực quân sự ở nước ngoài của bọn họ gì đó. Khó khăn lắm mới khiến bạch tôn giả từ bỏ suy nghĩ tháo rỡ đầu đạn ra. Thế là bạch tôn giả rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn quay sang mượn máy vi tính sách tay của Bắc Hà Tán Nhân. Thân là thánh đấu sĩ luôn luôn ở trong trạng thái online, khi bị xoắn ốc thăng tiến hóa thành sao băng bay đến, trong tay Bắc Hà Tán Nhân vẫn còn cầm máy vi tính sách tay. Sau khi mượn được máy vi tính, Bạch Tôn giả sờ thấy một vật bằng gỗ, nhìn qua trông khá giống USB, đang cắm ở máy tính. Sau đó, ngón tay của Bạch Tôn giả khẽ động, bắt đầu thao tác trên máy tính. Hoàng Sơn Trân Quân, Lệ Chi Tiên Tử, đậu đậu cùng với bác Hà Tán Nhân ở bên cạnh Bạch Tôn giả mặt đầy tò mò nhìn vào màn hình một cái. Họ muốn xem xem rốt cuộc Bạch Tôn giả đang làm gì trong máy vi tính. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, đậu đậu liền phun ra. Phụt, phụt 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 chỉ thấy trên màn hình máy vi tính, thỉnh thoảng lại có vài cái thư mục bị bạch tôn giả mở ra. Có dáng vẻ há hốc miệng hét lớn của cổ hà quan chân quân lúc bị xoắn ốc thăng thiên. Có vẻ mặt mông lung buồn ngủ, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ của lệ chi tiên tử. Có biểu cảm tức giận, kinh hoàng của đông phương tiên tử khi đang nhảy múa thì đột nhiên bị bay lên trời. Có bộ dáng đang cầm bát cơm, dù bị bay lên nhưng vẫn vô cùng chấn định của hoàng sơn chân quân có khuôn mặt tràn đầy nước mắt của tuyết lang động chủ khi đang tắm cho tiểu tuyết lang thì bị xoay tròn trên không trung. Có hình ảnh nước mũi, nước miếng bay tứ tung của Bắc Hà Tán Nhân, có cả hình ảnh bạch hạc chân quân bị lộ thân phận thật sự do ngẹo cổ khi phi hành xoay tròn. Sau đó, còn có cả hình ảnh cuồng đao ba lãng lộ bờ mông săn chắc đang ôm chặt lấy túy sao cư sĩ, xin lỗi. Đột nhiên các thành viên không nhớ ra nổi tên của cư sĩ, hai người ôm chặt lấy nhau, đỉnh đầu đang khoan trần nhà của động phủ ra sau đó còn có cả ảnh động cuồng đao ba lãng xé nát quần áo của cư sĩ hai người cùng nhau xoay vần trên không trung đẹp đến mức khiến người khác đôi mù nữa bạch tôn giả bình tĩnh cắt hết những biểu tình của từng người này bết vào trong một phần mềm tạo nghiêm sau đó bình tĩnh ấn nút xác nhận đồng thời từ trong cơ số những bức ảnh của từng người đó tôn giả lại chọn ra một tấm ảnh mà hắn cho là hoảng sợ nhất lệ tuôn dòng dã nhất thả vào trong phần mềm tạo ảnh động sau đó lại bình tĩnh ấn nút xác nhận một lần nữa đừng mà bạch tiền bối cuồng đao ba lãng đột nhiên hét ầm lên bạch tiền bối đừng mà túy sao cư sĩ cũng đột nhiên hét lên đừng mà bạch tiền bối lệ chi tiên tử lao về phía bạch tiền bối đừng mà bạch tiền bối mau dừng lại đi đừng mà dừng lại đi no stop bạch tiền bối à đây là tiếng kêu thảm thiết của bạch hạc chân quân hình ảnh cổ bị trẹo đến tê dại kia xấu hổ chết đi được trận doanh của nhóm cửu châu số một đột nhiên loạn hết cả lên tất cả các đạo hữu đều lao về phía bạch tôn giả muốn ngăn cản bạch tiền bối lại cướp đi máy vi tính hờ 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 bạch tôn giả quay đầu lại nhìn về phía các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một cười lạnh một tiếng muốn cướp máy vi tính từ trong tay hắn đi ư đùa cái gì vậy hắn là tôn giả thất phẩm đấy nhé có tin là nếu chọc hắn điên lên hắn sẽ kích hoạt hào quang mị lực khiến tất cả mọi người đều ngây ngốc ngay lập tức không hả Thế là mấy giây sau, tất cả đạo hữu của nhóm cửu châu số 1 đều vô ích. Bạch tôn giả vô cùng hài lòng, ấn nút, xác nhận, sau đó gửi bộ mim tổng hợp các mim của 50 vị đạo hữu vào nhóm chat nhóm cửu châu số 1. Ít em, bộ mim này vẫn chưa được hoàn hảo lắm, chờ sau này ta sẽ tìm một cao thủ diễn đàn, mời họ tạo ra một bộ mim đẹp hơn. Bạch tôn giả lầm bẩm Gì cơ, lên diễn đàn mời người đến tạo một bộ mim hoàn hảo. Thế há chẳng phải là không chỉ lưu truyền bộ mim này trong nhóm, mà còn muốn truyền lên mạng xã hội, cho tất cả mọi người cùng biết sao? Không được, tuyệt đối không thể được, như thế quá xấu hổ, nếu truyền đến giới tu chân thì sao bọn họ có thể tiếp tục lăn lộn trong giới tu sĩ được nữa. Bạch Tiền Bối, ta đề nghị là nên mời Vũ Nhu tử đến chỉnh sửa bộ mim này. Những bộ mim mà cô ấy tạo ra đều rất tuyệt vời. Hoàng Sơn chân quân run rẩy đưa tay ra sau đó giơ ngón cái lên lúc này phải dốc sức khen ngợi người trong nhóm không thể hàm hồ qua loa được bạch tôn giả sờ cầm một cái rồi nói được rồi để đến khi đó rồi tính sau cánh tay của hoàng sơn chân quân buông thõng xuống đầy vô lực các anh em ta đã cố gắng hết sức rồi phía bên kia tống thư hàng và vũ nhu tử đang đến gần vị trí trung tâm của tộc địa của sở gia đột nhiên vũ nhu tử đột ngột vươn tay ra che mũi và miệng của tống thư hàng lại sau đó cô nhanh chóng kéo tống thư hàng lại liên tục lùi về phía sau sau khi lùi lại khoảng gần một mét mới dừng lại thần lực của vũ nhu tử cô nương vẫn thế nhỉ tống thư hàng cảm thấy rõ ràng mình đã tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm rồi nhưng khi ở trong tay vũ nhu tử cô nương vẫn không có chút sức lực chống cự nào mà bị cô kéo lùi về phía sau một cách dễ dàng đã xảy ra chuyện bất ngờ gì sao tống thư hàng bị vũ nhu tử che mũi và miệng lại hỏi một cách khó khăn có sương mù là loại sương mù mà cho dù có mở căng lỗ mũi của mình tu sĩ cũng không dễ dàng phát hiện ra cho dù là tu sĩ tam phẩm khi hít vào quá nhiều cũng sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê cũng may ta từng được cha ta huấn luyện rồi nên mới phát hiện ra thứ này nhanh như vậy vũ nhu tử nhíu mày nói đúng vậy trước khi con gái muốn ra ngoài sông sáo giang hồ thân là một người ba tốt thì nhất định phải nâng cao sức đề kháng với các loại thuốc mê của con gái đây là chuyện vô cùng quan trọng cũng giống như những người cha tốt bây giờ, sau khi con gái mình trưởng thành thì sẽ dẫn ra ngoài, cùng con gái uống rượu, chuốc con gái say để đo xem tử lượng của con gái mình đến đâu. Sau đó ngày hôm sau, người cha sẽ dịu dàng mà cảnh báo con gái mình rằng, "Con gái à, tử lượng như thế chính là giới hạn của con. Sau này ba không thể ở bên con mãi được, con nhất định phải nhớ rõ cực hạn của mình, đừng để bị người xấu chuốc say." Dù là thế nhưng có rất nhiều người ba giống như thường lệ khi mới uống ba lượt rượu đã mơ mơ hồ hồ, trong lúc mơ hồ dường như còn nghe thấy được giọng nói hào phóng của con gái mình, ý, ba à, tử lượng của ba như thế này là không được đâu. Ông chủ, mang hai bình nhị qua đầu nữa lên đây. Sương mù, Tống Thư Hàng chộp lấy bảo đao bá toái của mình, sau đó hỏi. Quy thức thuật có thể giúp chúng ta tránh hít loại sương mù này vào được không? Nếu đã là loại hít vào cơ thể thì không hô hấp nữa là được nhỉ? Ý, tiền bối cũng học quy tức thuật sao? Vũ Nhu tử thốt lên đầy kinh ngạc, chẳng lẽ tiền bối cũng lười hô hấp như sư huynh của cô, vì thế mới học quy tức thuật? Hả, à đúng thế, đó quả thật là một kỷ niệm vừa gian khổ vừa thú vị. Tống Thư Hàng nhớ đến hành trình vào vũ trụ nói đi là đi lần trước của mình. Sau đó, hắn giơ tay ra, vẽ một phù văn quy tức vào lòng bàn tay. Đồng thời, Vũ Nhu Tử cũng thi triển quy tức thuật cho bản thân sau khi tiến vào chân sư nhị phẩm, hắn có thể dùng chân khí để trực tiếp vẽ bùa văn. So với việc dùng khí huyết để vẽ bùa văn thì hiệu quả khi dùng chân khí tốt hơn rất nhiều. Mà thời gian quy thức thuật có hiệu lực dường như cũng trở nên dài hơn. chương 387, Nữ Võ Thần Vũ Nhu Tử Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng ẩn đi khí tức của mình rồi âm thầm đi vào sâu bên trong đám sương mù. Có rất nhiều pháp môn để các tu sĩ ẩn đi khí tức của bản thân mình, nhưng Tống Thư Hàng vừa mới tấn thăng lên nhị phẩm mà thôi, nên vẫn chưa kịp học những bí pháp như thế. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng chân ngã minh tưởng kinh, cố gắng tập trung tinh thần lực của mình lại, sau đó dồn chân khí của mình vào trong luồng xoáy khí của đan điền, mới có thể miễn cưỡng đạt được hiệu quả che giấu khí tức của bản thân. Sau đó, Vũ Nhu Tử dẫn đường ở phía trước, Tống Thư Hàng đi theo đằng sau, kho mình đi như một con mèo, thỉnh thoảng lại nhảy vào trốn đằng sau một số thứ để nấp, nhanh chóng tiến tới khi đi qua một hòn núi giả, Vũ Nhu Tử đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói. Đợi chút đã, phía trước có một luồng khí thức kỳ lạ. Phía trước, truyền tới một luồng yêu khí nhàn nhạt. Tống Thư Hàng cẩn thận nhìn về phía trước, nhưng do bị các tòa nhà cản trở tầm nhìn nên hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hết. Lúc này, chỉ thấy Vũ Nhu Tử lôi một cặp kính ẩn hình từ trong người ra, sau đó đưa một cái cho Tống Thư Hàng. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hạ thấp giọng xuống hỏi. Vũ Nhu Tử đeo cái kính ẩn hình đó vào mắt phải, quay sang giải thích với Tống Thư Hàng, đây là pháp khí, muốn nhìn xa ngàn dặm, thì leo lên một tầng. Sau khi đeo nó vào có thể nhìn rõ các sự vật trong khoảng cách từ trên trời xuống dưới đất. Nếu thực lực không tới cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm trở lên thì không thể cảm ứng được chúng ta. Tống Thư Hàng gật đầu, đeo mắt kính ẩn hình vào mắt trái. Lúc vừa đeo lên, Tống Thư Hàng phát hiện trước mắt mình xuất hiện hai mặt tiếp xúc thị giác hoàn toàn khác nhau, mặt tiếp xúc thị giác bên trái biến thành thị giác của Thượng Đế, còn mắt bên phải vẫn trong trạng thái bình thường. Tống Thư Hàng vội vàng nhắm mắt phải lại, chỉ xem bằng mắt trái. Đây chính là Pháp Bảo à, nghe nói nếu hắn thông qua linh quỷ trong tâm khiếu, cũng có thể tạo ra được loại thị giác tương tự như thị giác của Thượng Đế này. Có điều vừa rồi trong lúc nhất thời hắn lại không nhớ ra nổi chức năng này của linh quỷ. Ngoài ra, sau khi vừa mới hoàn thành việc tấn thăng, linh quỷ của hắn cũng có chút biến hóa, nó chui sâu vào trong đầu của Tống Thư Hàng, nằm im không nhúc nhích. Thông qua con mắt của Thượng Đế, Tống Thư Hàng nhìn thấy có 5 người đàn ông to cao nhìn có vẻ quái dị đang đứng phía trước một tòa từ đường lớn rộng khoảng 200 mét. Năm gã đàn ông cao to đó mặc bộ đồ màu đen, trên đầu đội lớp mặt nạ chỉ để lộ ra hai con mắt. Trên đỉnh đầu bọn chúng có rất nhiều gai nhọn màu đen nhô ra khỏi mũ. Trên người bọn chúng cũng mọc đầy gai nhọn màu đen, nhìn qua trông không khác gì con nhím năm gã đàn ông này đứng trong sương mù nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi nó nhìn dáng vẻ bọn họ căng thẳng cẩn thận như thế lẽ nào họ là kẻ địch yêu tộc vũ nhu tử lầm bầm trong miệng lúc trước cô cảm nhận được loáng thoáng yêu khí của bọn chúng nhưng cô không nhìn ra được rốt cuộc bọn chúng là chủng loại nào của yêu tộc nhìn qua thì tu vi cũng chỉ tầm tam phẩm cùng lắm là tứ phẩm thôi tống tiền bối ta sẽ giải quyết bọn chúng thật nhanh sau đó kéo về nghiên cứu xem rốt cuộc bọn chúng thuộc chủng tộc nào nhé. Vũ Nhu Tử siết chặt nắm đấm, đồng thời đưa tay vào cái túi nhỏ chỉ tầm một inch lôi ra một thứ. Sau đó cô lấy một thanh bảo kiếm từ trong túi thu nhỏ ra, mà chuôi kiếm là một chuỗi bươm bướm rực rỡ sắc màu đang vỗ cánh lay động, vô cùng tinh xảo. Trên thanh bảo kiếm này có chứa linh khí mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, vừa nhìn đã biết thanh bảo kiếm này tốt hơn thanh bảo đao bá toái rất nhiều. Tống Thư Hàng hạ thấp giọng xuống hỏi, có cần xác nhận xem bọn họ là địch hay là bạn trước không? Người tu chân nuôi linh thú, yêu quái là chuyện thường. Hoàng Sơn Trân Quân cũng nuôi tiểu đậu đậu đó thôi. Mặc dù những người này trông không có vẻ hữu hảo lắm, nhưng lỡ như đây là yêu thú mà sở ra hoặc là những thân phận tương tự khác nuôi thì sao? Vậy thì đánh ngất bọn chúng trước đi, nếu là kẻ địch chúng ta lại nghiên cứu về chủng tộc của bọn chúng sau. Vũ Nhu Tử siết chặt nắm đấm trong lúc hai người đang thì thầm nói chuyện đột nhiên phía trước từ đường này sinh biến hóa một gã đàn ông cao to trong đó đột nhiên bỏ chạy một cách quái dị sau đó hai giây cơ thể to lớn của hắn bay vào bên trong một tòa nhà ở cách đó không xa đại khái tầm ba giây sau gã đàn ông quái dị này lại từ trong nhà đi ra trong tay hắn là một tên đệ tử của sở ra tên đệ tử đó bị hắn ném sang một bên như ném rác không rõ sông chết mới vừa rồi có lẽ tên đệ tử của sở gia này sở hữu thể chất đặc thù, sau khi hít vào khí sương mù chỉ ngất đi một khoảng thời gian ngắn rồi lại tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn lập tức cảm thấy có điều không ổn, thế là tên đệ tử của sở gia này cố gắng bỏ dậy, chuẩn bị chạy về báo tin cho toàn bộ sở gia. Nhưng khi hắn vừa bước được hai bước, gã đàn ông quái dị kia đã phát hiện ra hắn. Sau đó gã đàn ông cao to đó lập tức xông vào chỗ của tên đệ tử kia, đánh hắn bị trọng thương chỉ trong vòng hai giây, Đập tan cơ hội chạy đi báo tin của hắn. Xem ra, những kẻ này chính là kẻ địch của sở ra rồi. Đây chắc chắn là kẻ địch rồi, Vũ Nhu Tử nói. Chúng ta xông lên đi, Tống tiền bối. Phía đối phương tổng cộng có 5 người, nhìn qua giường như bọn chúng chỉ là những kẻ tôm tép đứng canh gác ở cửa. Vũ Nhu Tử, cô nắm chắc mấy phần thắng khi đối phó với bọn họ. Tống thư hàng rè giật hỏi lại. Đối phương đứng canh giữ ở từ đường nghiêm túc như vậy, rõ ràng là muốn lấy đi thứ gì đó trong sở gia. Nếu nói đến bảo vật của sở gia, thứ đầu tiên mà Tống thư hàng nghĩ đến chính là kiếm quyết thần bí. Trên 80% những gã đàn ông quái dị này và đồng bọn của bọn chúng đến vì kiếm quyết thần bí kia. Nếu là như thế, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát được. Ta chắc chắn có thể xử lý được năm gã đàn ông đang canh gác trước cửa kia. Vũ Nhu Tử nói đầy vẻ tự tin. Được, vậy Vũ Nhu Tử cô xông lên bắt năm gã đàn ông quái dị kia đi. Nếu có thể, cố gắng xử lý trong im lặng nhé. Ta sẽ đi thông báo cho người của sở ra, bảo họ âm thầm bao vây xung quanh từ đường, tuyệt đối không thể để đám người này chạy ra khỏi sở ra được. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nhất định phải xử lý trong im lặng, không thể bứt dây động dừng được. Nếu không mấy gã to con quái dị này nhất định sẽ đề cao cảnh giác, như thế nếu muốn bắt bọn chúng lại sẽ không còn dễ dàng nữa. Được, ta hiểu rồi, cẩn thận, tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói được một nửa thì đột nhiên giơ tay tung một trường về phía tống thư hàng. Cả người tống thư hàng bất ngờ bị một cỗ nhu kình đẩy tới, bay lùi về phía sau và đâm sầm vào ngọn núi giả. Oanh! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cũng may lúc này tống thư hàng đã tấn thăng lên chân sư nhị phẩm, cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn nên mới không bị thương. Mà ở vị trí hắn đứng trước khi bị Vũ Nhu Tử đẩy ra, có thêm một cái gai nhọn màu đen, dài khoảng 50 cm. Cái gai nhọn đó không phải là vàng cũng không phải là sắt, bên trên còn quấn quanh chân khí của tu sĩ, còn có cả yêu khí nhàn nhạt, nhạt nữa. Là gai nhọn trên người của mấy gã to con quái gì kia. Bị phát hiện rồi ư. Nhưng, rõ ràng năm gã đàn ông quái gì kia vẫn còn đứng ở trước cửa từ đường, không hề nhúc nhích mà. Chật, thế cũng có nghĩa là phía đối phương không chỉ có 5 gã đàn ông quái dị này mà còn có đồng bọn đang ẩn núp trong bóng tối nữa sao. Tống Thư Hàng đưa tay tháo pháp khí, muốn nhìn xa ngàn dặm, thì leo lên một tầng, xuống. Đeo thứ này vào chẳng tiện chiến đấu chút nào. Sau đó, Tống Thư Hàng ngước mắt nhìn về phía cái gai nhọn bắn ra. Có một thân ảnh đang đứng trên đỉnh của cái đình nằm trên ngọn núi giả ở phía xa. Nhìn dáng người của hắn thì nhỏ bé hơn so với năm gã đàn ông to lớn kia nhiều, hi hi, thế mà lại thoát được kia à, giọng nói của người đó rất kỳ lạ, giống như đang nói chuyện với người ta qua một tầng nước thật dày vậy. Nhưng lần này ta sẽ không cho các người tránh thoát nữa đâu. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh quái dị nhỏ con đó giơ hai tay chỉa về phía Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng. Có 10 cây gai nhọn đen xì lòi ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Khi nhìn thấy đám gai nhọn này mọc lên từ lòng bàn tay của gã kia, Tống Thư Hàng cảm thấy ra đầu mình tê dần cả lên. Chết đi, bóng người quái dị nhỏ con kia cười lạnh lùng. Một khắc sau, hơn 20 cây gai đen nhọn chia thành hai hướng lao về phía tống thư hàng và vũ như tử. Tốc độ của những cái gai này còn nhanh hơn tốc độ bắn của viên đạn gấp mấy lần. Với nhãn lực của chân sư nhị phẩm như tống thư hàng bây giờ, trong trạng thái không khởi động nhãn khiếu thiên phú là không thể nào thấy rõ được quỹ đạo của đám gai nhọn đó, mà chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 cái bóng đen lé lên phi đến đến nhìn còn không rõ thì đừng nói đến phòng ngự nữa nhãn khiếu thiên phú mở tống thư hàng khởi động nhãn khiếu thiên phú không chút trần trừ trong phút chốc trong mắt hắn tất cả mọi vật trên thế giới này dường như đều trở nên chậm chạp hơn sau khi tấn thăng lên nhị phẩm dường như hiệu quả của nhãn khiếu thiên phú cũng trở nên mạnh hơn trước thiên phú khiếu huyệt vốn chính là loại thiên phú thăng cấp theo sự cường đại của chủ nhân ta nhìn thấy quỹ đạo của đám gai đen đó rồi Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt thanh bảo đao bá toái trong tay. Phạm vi tấn công của đám gai đen nhọn đó rất rộng, 7 cây bao vây xung quanh người Tống Thư Hàng, ba cây còn lại thì phong tỏa những khu vực mà Tống Thư Hàng có thể tránh né, khiến hắn chỉ còn nước đối mặt với sự tấn công của đám gai nhọn này. Đầu óc của Tống Thư Hàng xoay chuyển một cách điên cuồng để tính toán đường tắt ra chiêu, cần phải chém toàn bộ đám gai đen nhọn này xuống đất. Chính là như thế, một lát sau Tống Thư Hàng đã tính toán ra được đường tắt, sau đó hắn nhảy một bước nhỏ về phía bên phải, né tránh sự uy hiếp của mấy cây gai lớn trong số 10 cây gai đó. Đồng thời hắn dốc hết sức lực nâng bảo đao bá toái lên, thân đao bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo đã được tính toán từ trước. Có thể làm được, ta có thể chặn được hết đám gai nhọn này. Hơn nữa, hắn còn có tấm lá chắn nhỏ màu vàng của linh quỷ bảo vệ tính mạng. Khi tấm lá chắn nhỏ màu vàng đó ngưng tụ lại với mật độ cao, chắc hẳn có thể giúp tống thư hàng chặn lại một đợt tấn công của đám gai nhọn nhưng mà trong lúc tống thư hàng múa đao đột nhiên mắt hắn chợt hoa lên một bóng dáng đột ngột xuất hiện trước mặt hắn giống như là sử dụng thuấn gì mà đến vậy cho dù có ở trong trạng thái nhãn khiếu thiên phú tống thư hàng vẫn cảm thấy tốc độ của bóng người này nhanh đến kinh hồn nhanh đến mức chỉ có thể nhìn được một chuỗi tàn ảnh là vũ nhu tử vào thời điểm quan trọng Cô ấy lại thuấn di đến trước mặt Tống Thư Hàng chỉ bằng một bước, sau đó giang hai cánh tay ra, không hề sợ hãi mà che chở cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, đinh 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 đinh, một chuỗi âm thanh va chạm vang lên. Hơn 10 cây gai nhọn đâm vào người Vũ Nhu Tử, nhưng chưa kịp chạm đến một cọng lông nào của cô ấy thì đã bị một tầng ánh sáng màu vàng nhạt chặn lại toàn bộ. Không thể nào, thân ảnh quái dị đang đứng trên đỉnh đỉnh kia mở to hai mắt hắn rất có niềm tin vào lực tấn công của đám gai nhọn này. chân nguyên cộng thêm yêu lực khiến cho lực công kích của đám gai nhọn của hắn vượt xa cấp bậc. thực lực của hắn là tam phẩm đỉnh phong, công kích chính diện của đám gai nhọn này đã đạt tới tứ phẩm rồi. nhưng tiểu cô nương này lại có thể ngăn được toàn bộ đòn tấn công toàn lực của hắn sao? hừ, mái tóc đen dài của vũ nhu tử tung bay trong gió, cô đưa tay phủ nhẹ người mình một cái, thắt lưng trên người cô tản ra. Để lộ hình dạng thật sự của nó đó chính là một bộ khôi giáp kim loại tinh xảo, hoa lệ và xinh đẹp. Nhìn qua giống như mấy trang bị cực phẩm trong các trò chơi vậy, cộng thêm thanh bảo kiếm hồ điệp mà cô đang cầm trong tay nữa, trông cô lúc này không khác gì một nữ võ thần. Chương 388, tự tìm đường chết và nụ cười quỷ dị. Báo tin à, đã muộn rồi, thân ảnh nhỏ nhắn quái dị nọ cắn răng nói, hắn đã liên hệ với đồng bọn rồi. Ở phía xa trong số 5 tên đại hán thủ vệ quái dị kia, có 4 tên đứng dậy đi về phía bên này. Tống Tiền Bối, đừng lo lắng cho ta, hãy đi báo tin đi." Vũ Nhu Tử hất bảo kiếm hồ điệp trong tay lên, trầm giọng nói với Tống thư hàng. Tống thư hàng lắc đầu một cái, nếu như đối phương đã phát hiện ra chúng ta thì chúng ta cũng chẳng cần phải lén lén lút lút chạy đi báo tin làm gì. Nói xong, thư hàng há miệng gầm lên một tiếng. Sư tử hống. Tiếng vang dội như sấm rền sóng âm lan ra khắp bốn phương tám hướng, kẻ địch tập kích. ở giữa địa bàn gia tộc, cẩn thận có khói độc. muốn giống thì giống, giống cho thật vang dội. âm vang dội lại liên tục. sau một tiếng giống lớn này, chắc chắn toàn bộ tu sĩ ở bên trong sở gia đều sẽ nghe thấy những lời này. tiếp theo, thì phải xem khả năng phản ứng của tu sĩ trong địa bàn sở gia ra sao. thật ra thì Tống thư hàng cũng không ôm hy vọng quá nhiều đối với tu sĩ sở gia thực lực trung bình của bọn họ khá yếu. Từ khi bước vào từ ngoài cửa tộc đến nay, phần lớn tu sĩ mà Tống Thư Hàng nhìn thấy đều là nhất phẩm, số lượng nhị phẩm chẳng có bao nhiêu người. Cho dù tất cả đệ tử ở bên trong địa bàn sở ra ùa ra một loạt thì cũng khó mà đối phó được với năm gã đại hán gai nhọn quái dị này. Hơn nữa, ở gần địa bàn gia tộc còn có sương mù, trong tình huống không biết quy tắc thuật thì chẳng biết đệ tử của sở ra phải đối phó với khói độc này kiểu gì đây. Lẽ nào lại đeo mặt nạ phòng độc à? Mục tiêu thật sự của một chiêu sư tử hống này của Tống Thư Hàng chính là các vị tiền bối của nhóm cửu châu số 1 đang ở chỗ đoạn tiên đài. Cũng không biết một tiếng giống to của mình khi nãy có khiến các tiền bối chú ý được không nữa. Dù sao thì khoảng cách giữa địa bàn sở ra và đoạn tiên đài cũng khá xa. Con đĩ này, mày muốn chết à? Rõ ràng thân ảnh nhỏ nhắn quái dị kia không ngờ Tống Thư Hàng còn có chiêu sư tử hống này. Hắn tức giận nhào tới, trong tay đồng thời mọc ra hai cây gai nhọn màu đen, trên cây gai nhọn kia còn có yêu khí và chân khí lượn quanh, sát khí đằng đằng. Vũ Nhu Tử hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, chặn trước mặt thân ảnh lùn nhỏ kia. Ăn của ta một kiếm đây, Vũ Nhu Tử kêu lên một tiếng, bảo kiếm hồ điệp trong tay cô đánh ra, kiếm quang lóe ra làm mười phần, bao phủ toàn bộ thân ảnh kia ở trong ánh kiếm. Vừa ra tay đã dùng tới kiếm thuật cao minh vô cùng, kiếm quang như một cái lưới, bao phủ thân ảnh lùn nhỏ kia ở bên trong, khiến cho hắn không có chỗ nào thoát ra nhưng đạo thân ảnh lùn nhỏ kia cũng không có ý chạy trốn hắn trực tiếp tông mạnh lên lưới kiếm quang của vũ nhu tử viên vũ trảm ngay sau đó thân ảnh quái dị nọ xoay tròn trên người hắn đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn bao phủ toàn bộ thân thể ở bên trong khi hắn xoay tròn toàn thân thì thân thể tựa như biến thành một quả cầu gai nhọn hoắc sau khi trả giá bằng việc gãy mất vài cây gai hắn nhanh chóng đâm thủng lưới kiếm quang của vũ nhu tử mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu khôi giáp phòng ngự luôn có chỗ ngươi không thể phòng ngự được ta sẽ đè chết ngươi thân ảnh nhỏ lùn quái dị kia cười lạnh một tiếng thân hình xoay càng lúc càng nhanh quả cầu gai nhọn hoác bắt đầu lăn đè về phía vũ nhu tử bởi vì hắn đang đắc ý xoay tròn cho nên không phát hiện ra vũ nhu tử đang kẹp một lá bảo phù trong tay ngay lúc hắn lăn tới trước mặt vũ nhu tử thì cô vẫn bình tĩnh giơ tay lên dán lá bảo phù này lên người của đối phương về phần lực sát thương do quả cầu gai xoay tròn của đối phương mang tới. Vũ nhu tử ngó lơ luôn. Quả cầu gai nhọn hoắc cứ lăn mãi không ngừng, đụng phải cánh tay của vũ nhu tử, nhưng lại bị một tầng kim quang nhàn nhạt cản lại toàn bộ. Đòn tấn công của hắn còn không phá nổi phòng ngự của vũ nhu tử nữa là. Bảo phù kia vẫn dán chặt trên người quả cầu gai. Bùm, vũ nhu tử mở miệng kêu khẽ một tiếng. Bùm, một ngọn lửa hừng hực bốc thẳng lên trời, khiến cho quả cầu gai màu đen kia phát nổ biến thân thể của hắn thành một quả cầu lửa luôn a a a a tương đương thân ảnh nhỏ lùn quỷ dị kia kêu la thảm thiết vô cùng sau đó tiếng kêu la ngày càng yếu dần rồi tắt lịm chỉ không tới thời gian một giây mà trên mặt đất chỉ còn thừa lại một thân ảnh nhỏ lùn bị vụ nổ ban nãy thiêu khét lẹt bán sống bán chết hắn chừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào vũ nhu tử và tống thư hàng trong mắt đầy vẻ không cam lòng chết tiệt thân ảnh quỷ dị nọ dốc hết chút hơi sức sau cùng để nói một câu. Hắn chỉ là một game mơ bình thường, vất vả chém quái thăng cấp, khó khăn lắm mới thăng cấp lên được tới tam phẩm. Sau đó có một ngày, hắn PK với một game mơ khác có thực lực xem xem với hắn. Điều duy nhất khác với hắn là người ta là đại gia, đập tiền chơi game. Vậy nên chỉ sau hai lượt tấn công bình thường, cộng thêm một đạo cụ cao cấp, hắn đã được cho về thành dưỡng sức. Ta hận, ta hận nện tiền chơi game thì giỏi lắm à trang bị ngon thì giỏi lắm hả à? có nhìn ra hắn thuộc chủng tộc gì không tống thư hàng bước lên một bước thử hỏi vũ nhu tử đồng thời ánh mắt của hắn lại nhìn về phía cách đó không xa sau khi bốn gã to con còn lại trông thấy đồng bọn bị đánh bại thì gầm lên liên hồi tăng tốc chạy về phía này không xem ra chủng tộc của hắn là gì có lẽ không phải là yêu thú bình thường có khi nào là con lai giữa nhân loại và yêu thú không nhỉ Vũ Nhu Tử đoán thử. Nói xong, cô lại quay đầu nhìn sang bốn gã to con đang lớn tiếng giống vang và nhào tới kia, tống tiền bối, người tự chú ý an toàn cho bản thân nhé. Sau đó Vũ Nhu Tử trong trạng thái nữ võ thần hưng phấn nhào lên đối mặt với bốn gã to cao quái dị nọ. Chấm. Giết ta đi, thân ảnh nhỏ lùn quái dị nằm bẹp trên mặt đất xên gì, đau đớn nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lắc đầu cực kỳ quyết đoán, hắn cảm giác chắc là Dược Sư Tiền Bối sẽ có hứng thú với cái gã nhỏ lùn này lắm đây. Nghe nói bây giờ Dược Sư Tiền Bối đang cần rất nhiều vật thí nghiệm. à, à, à thân ảnh quỷ dị nọ đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó, có một cây gai nhỏ đâm xuyên qua lồng ngực của hắn bắn về phía Tống Thư Hàng. Nhưng có lẽ là do hắn đã kiệt sức rồi, nên tốc độ của cây gai nhỏ này không được nhanh lắm. Tống Thư Hàng vô thức giơ bảo đao bá toái trong tay lên chém gãy cây gai nhọn đó. Cây gai nhọn bị chém gãy ở giữa, có một đoạn rơi ở bên chân Tống Thư Hàng. Một đoạn khác lại bay ngược lại, găm đúng vào cổ họng của thân ảnh quỷ dị nọ. Ọc ọc ọc, thân ảnh quỷ dị kia phát ra tiếng kêu đau đớn, máu tươi bắn ra, có vài giọt bắn lên người Tống Thư Hàng. Sau đó, thân ảnh quỷ dị kia nhìn Tống Thư Hàng với vẻ đắc ý, nhếch môi cười một cái méo mó trông cực kỳ khó coi tiếp sau đó, hắn đã tắt thở, thần hình câu diệt. Tự sát rồi à, Tống Thư Hàng nhíu mày. Nhưng cái nụ cười đắc ý của hắn trước lúc tắt thở hơi quỷ dị, trông như thể đã thực hiện được âm mưu vậy. Chẳng lẽ lại là thứ giống như lời nguyền rủa trước lúc chết nữa à? Tống Thư Hàng vô tức sờ về phía lồng ngực của mình, ở bên trong tâm khiếu, linh quỷ vẫn bình tĩnh như cũ. Nếu như là lời nguyền thì hình như linh quỷ nó luôn phản ứng đầu tiên kia mà lẽ nào không phải là nguyền rùa? Hay có khi nào là do linh quỷ sắp thăng cấp không nhỉ? Thôi bỏ đi, đợi lát nữa quay lại nhờ các tiền bối trong nhóm cửu châu số một giám định một phen là biết ngay nó có phải nguyền rủa hay không ấy mà. Tống Thư Hàng nghĩ thầm như thế. Còn ở phía trước, Vũ Nhu Tử và bốn gã to con quỷ gì kia đã lao vào đánh sấp lá cả với nhau. Bốn gã to con quỷ gì kia cũng có tu vi tam phẩm đỉnh phong, nhưng bọn chúng mạnh hơn so với cái thân ảnh nhỏ lùn quỷ dị bị một lá bảo phù của Vũ Nhu Tử giết chết. Bởi vì bọn chúng tận mắt nhìn thấy đồng bọn của mình bị Vũ Nhu Tử dùng một lá bảo phù xử lý, cho nên trong lúc bốn gã to con kia giao thủ với Vũ Nhu Tử thì đều vô cùng cẩn thận. Cũng không biết là bọn chúng thuộc chủng tộc gì nữa, đám gai nhọn hoắc kia mọc ra liên tục từ các bộ phận trên người chúng, tựa như không bao giờ hết. Điều này khiến cho bọn chúng có thể tấn công bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, bất kỳ bộ phận nào cũng có thể trở thành điểm tấn công. Nhưng lực phòng ngự của bộ khôi giáp hoa lệ trên người Vũ Nhu Tử lại cực kỳ khoa trương, bốn gã to con kia liều mạng tấn công tới tấp, mà đến bây giờ vẫn không thể thương tổn Vũ Nhu Tử được chút nào. Ngược lại là kiếm thuật cao minh, cộng thêm bảo kiếm hồ điệp trong tay của Vũ Nhu Tử chém gãy mớ gai nhọn trên người chúng dễ dàng như chém che chúc vậy, chỉ mới đánh có mấy hiệp thôi mà trên người của bốn gã to con kia đã xuất hiện rất nhiều vết thương rồi loại cảm giác này đúng thật là đậu má. Đột nhiên, một gã to con đang chiến đấu với Vũ Nhu Tử lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy Tống Thư Hàng đang đứng ở bên cạnh thi thể của đồng bọn chúng, trên người còn dính máu của tên đồng đội kia. Bốn gã to con gầm lên một tiếng tựa như tiếng giã thú, rào rào. Hai mắt của chúng long lên sòng sọc, thế tấn công đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Xiết đồng bọn, báo thù, báo thù trong đó lại có một gã to con lặng lẽ nhích sang bên cạnh muốn né qua vũ nhu tử để tấn công tống thư hàng trạng thái tức giận có thể tăng cường lực công kích có hơi giống với hiệu quả thị huyết vũ nhu tử nói khẽ nhưng ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội tấn công tống tiền bối đâu nói xong kiếm quang của vũ nhu tử xẹt qua gã to con muốn lướt qua cô lại bị cuốn vào trong kiếm quang lần nữa bốn gã to con nọ chỉ có thể tức giận gầm to một tiếng sau đó lại bị vũ nhu tử cuốn lấy cứng ngắc tích xúc đủ rồi, đỡ một chiêu của ta đây. Vũ Nhu Tử quát lên, sau đó cô nắm chặt chuôi kiếm, đâm thật mạnh xuống mặt đất. Dù không có bảo phù đi nữa, cô cũng là tu sĩ tam phẩm đỉnh phong, đã gần tới lúc độ lôi kiếp tấn cấp. Nên thực lực của cô cực kỳ mạnh. Bảo, Vũ Nhu Tử cũng không hét lên tên chiêu thức kiếm thuật hổ báo hầm hố nào hết, chỉ nói khẽ một tiếng mà thôi. Ngay sau đó, có hơn một ngàn đạo kiếm quang bắn ra từ trên mặt đất, những đạo kiếm quang kia bắn từ dưới lên, vô cùng dày đặc, dày đặc tới mức khiến cho người ta căn bản không thể nào tránh né được. Bốn gã to con quỷ dị kia gầm lên một tiếng, trên người liên tục mọc ra gai nhọn, bao vây kín kẽ thân thể của bọn chúng lại. Viên vũ trảm, bốn gã to con quỷ dị này lại dùng chiêu thức y hệt như của thân ảnh nhỏ lùn ban nãy đã dùng. Thân thể của bọn chúng xoay tròn liên tục, biến thành một quả cầu gai nhọn màu đen bọn chúng mượn cách này để ngăn cản vô số kiếm quang đang liên tục bắn lên dữ dội từ bên dưới gai nhọn và kiếm quang va chạm với nhau mớ gai bị chặt đứt rơi xuống liên tục nhưng bốn gã to con quỷ dị này có thể mọc gai nhọn ra liên tục để bổ sung cho phần đã bị chặt đứt vũ nhu tử xòe tay ra có bốn tờ bảo phù xuất hiện trong tay cô đúng lúc cô chuẩn bị dán cho mỗi gã to con một tờ bảo phù thì đột nhiên trong lòng cô cảm thấy căng thẳng không chút nghĩ ngợi vũ nhu tử nhanh chóng rút hồ điệp kiếm lên khỏi mặt đất chặn lại ở trước người keng tiếng vang va chạm nặng nề vang lên toàn thân của vũ nhu tử bị đánh cho lùi lại liên tục ở mặt bên của hồ điệp kiếm trên tay cô có một cây gai nhọn màu bạc đang đánh lên thân kiếm xoay tròn liên tục ánh mắt của vũ nhu tử nhìn về phía xa cũng chính là chỗ của gã to con quái dị cuối cùng cây gai màu bạc này đúng là của gã to con quỷ dị cuối cùng bắn ra cũng không phải bắn kiểu bình thường, mà là pháp môn ngự kiếm. chương 389, Linh Điệp Tôn giả đi ngang qua. Của nhiên là có tu vi tứ phẩm, Vũ Nhu Tử cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cô đã đoán được năm gã to con quái dị kia có tu vi cảnh giới từ tam phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm ngay từ đầu rồi. Cho nên ngay từ khi mới bắt đầu, cô vẫn luôn cảnh giác để phòng cái gã to con quỷ dị cuối cùng vẫn chưa chịu ra tay kia. Đối phương vừa ra tay thì đã dùng tới ngự kiếm thuật, quả nhiên đúng như cô đoán hắn có cấp bậc tứ phẩm hay kiếm khí trên thân hồ điệp kiếm trong tay vũ nhu tử bộc phát ra dữ dội cô chém mạnh một kiếm gạt cây gai nhọn màu bạc này qua một bên mà nhân cơ hội này bốn gã to con quái dị đang thi triển tuyệt chiêu viên vũ chảm kia lập tức ngừng kỹ năng của mình lại thoát khỏi kiếm khí bộc phát của vũ nhu tử nếu như là lúc trước bọn chúng chắc chắn phải nắm chắc thời cơ thi triển tuyệt kỹ quả cầu gai đè chết đối phủ rồi nhưng bây giờ có cho ba người bọn chúng thêm một cái lá gan nữa thì bọn chúng cũng không dám dùng kỹ năng viên vũ trảm để đè vũ nhu tử nữa tấm gương đi trước của đồng bọn vẫn còn đó, dạy cho bọn chúng biết rằng, dám xông tới chỗ vũ nhu tử thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bốn gã to con quái dị thở hồng hộc nhìn chằm chằm vũ nhu tử, đồng thời ánh mắt mang theo vẻ oán hận quét về phía tống thư hàng đang đứng kẻ thù ác tay nhuộm máu tươi đồng bọn của bọn họ. Lúc này, gã to con tứ phẩm đứng ở phía xa mới lên tiếng nói, giao con nhóc này lại cho ta đối phó. Mấy người các ngươi đi giết chết con đàn bà ở phía sau đi. Phàm là những kẻ tay dính máu tươi của đồng tộc chúng ta, cho dù chúng có trốn đến chân trời góc biển thì chúng ta cũng phải liều mạng trả giá tất cả giết chết chúng. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng ngự kiếm thuật, khống chế cây gai nhọn màu bạc kia tấn công tới tấp về phía vũ nhu tử. Bốn gã to con khác thì liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ bừng, cố gắng vượt qua vũ nhu tử lần nữa, chạy về phía sau lưng cô tấn công Tống thư hàng đang mang hình dạng SS. Dính máu tươi thì dù phải trả cái giá đắt cỡ nào cũng phải giết chết mình cho bằng được sao? Tống thư hàng yên lặng nhìn quần áo trên người mình, chẳng lẽ cái máu tươi này là thứ cùng loại với ấn ký hay dấu hiệu gì đó sao? Kiểu tương tự như đồ long ấn ký, gì đó ở trong tiểu thuyết hay có ấy, một khi kẻ đồ long giết chết cự long thì sẽ tạo thành ấn ký ở trên linh hồn. Sau đó toàn bộ cự long trên thế giới đều sẽ hành động Hợp tác thành nhóm với nhau đi xử lý kẻ đồ long kia. Nếu như thứ này giống thế thì phiền rồi đây, hắn cũng không muốn đi tới bất kỳ nơi đâu cũng bị người ta định vị ra tí nào. Chấm. Phía trước, mặt mày Vũ Nhu Tử vô cùng hớn hở, xem bộ đang chơi khá vui vẻ. Ta đã nói rồi, không có sự cho phép của ta thì không cho bất kỳ kẻ nào trong các ngươi đi đối phó với tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói cực kỳ khí phách, bảo kiếm trong tay của cô lại chém xuống thật mạnh đánh bay cây gai nhọn màu bạc kia sau đó cô vói tay túm một cái ở bên hông rút ra một cây roi dài thật dài đi vũ nhu tử quát khẽ một tiếng cây roi tựa như có linh tính một đầu quấn chặt ở bên hông của vũ nhu tử một đầu khác thì bắn ra tựa như vô hạn chủ động quất mạnh về phía bốn gã to con quái dị kia sợi roi giống như không cần vũ nhu tử khống chế gì nhiều tựa như có thể hành động theo suy nghĩ của cô hơn nữa cây roi dài này rất lợi hại Lúc nó đánh lên bốn gã to con quái dị kia, một roi đánh xuống là có thể đánh gãy một mảnh gai xương trên người của mấy gã đó, thậm chí còn kéo theo một mảnh máu thịt trên người của bọn chúng xuống. Lực đạo cực lớn trên đầu roi thì lại vừa đánh vừa cuốn bốn gã to con quái dị kia về phía của Vũ Nhu Tử. Bốn gã to con bị đánh kêu la oai oái, nhất thời lại không thoát ra khỏi đầu roi được, mà sau khi bọn họ bị kéo về phía của Vũ Nhu Tử xong, thì lại nhanh chóng bị kiếm quang cuốn lấy, bị ép phải tiếp tục đánh với Vũ Nhu Tử. Ha 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 ha, vũ nhu tử càng đánh lại càng hăng, lấy một chống năm, thế mà vẫn có vẻ như chiếm được thế thượng phong. Ở phía xa, gã to con quái dị tứ phẩm kia nhíu chặt mày, tại sao trên người của con nhóc nhân loại này lại có nhiều bảo vật như thế chứ? Đáng chết, thời gian không nhiều lắm, không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Hắn vươn tay ra, rút một cây gai đen ở sau lưng của mình. Sau khi cây gai kia bị rút ra khỏi thân thể của hắn thì nhanh chóng biến thành màu bạc. Cây gai nhọn màu bạc này rõ ràng không phải gai nhọn tầm thường, mà là một loại phi kiếm khác đã được gã to con tứ phẩm này tế luyện qua. Đi, gã đại hán tứ phẩm lại thi triển ngự kiếm thuật thêm lần nữa, một mình hắn điều khiển hai cây gai nhọn màu bạc, cây thứ hai bắn về phía roi của Vũ Nhu Tử, ghim đầu roi lại, muốn tạo cơ hội cho đồng bọn đi giết chết Tống thư hàng. Nhất tâm nhị dụng, song khống ngự kiếm, thú vị lắm vũ nhu tử cười lớn nếu như ngươi dùng chiêu này sớm một chút thì nói không chừng còn có chút hiệu quả nhưng bây giờ thì muộn rồi trong lúc nói chuyện thân thể của vũ nhu tử đột nhiên nhảy lên thật cao sợi roi bên hông cuốn lại thành một đoàn nhập vào phía sau khôi giáp của cô với cảnh giới của ta bây giờ mà muốn dùng chiêu này thì mỗi lần đều phải chuẩn bị một quãng thời gian khá dài nào ngờ trong lúc chiến đấu thật sự thế này mà vẫn có cơ hội dùng tới nó được vũ nhu tử lẩm bẩm ở trên khôi giáp của cô, có bảy phù văn thần bí lục tục sáng lên. Bảy phù văn này kéo dài ra, hóa thành kiếm khí có bảy loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Ngay sau đó, bảy đạo kiếm khí này hóa thành bảy hư ảnh của Vũ Nhu Tử. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, bảy đạo hư ảnh kia cùng với bản thể của Vũ Nhu Tử giống như xuyên qua sự hạn chế của không gian, xuất hiện ở bên cạnh của bốn gã to con quái dị nọ chia đều ra thì bên cạnh mỗi gã to con quái dị đều có hai vũ nhu tử. Bảy đạo kiếm khí kia, cộng thêm hồ điệp kiếm trong tay vũ nhu tử, đâm vào lồng ngực của bốn gã to con quái dị từ cả đằng trước lẫn phía sau. Bốn gã to con kia căn bản không có thời gian để phản ứng lại. Trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể, thân thể của bọn họ cứng ngắc, sau đó máu tươi phun ra ảo ạt. À. Tiếp theo, bọn họ ngã ầm ầm xuống đất, sống chết chưa rõ. Chỉ một chiêu thôi là có thể giết chết bốn gã to con có cảnh giới ngang ngửa với Vũ Nhu Tử, phòng thủ cực dày, máu cực kỳ trâu cùng một lúc. Không hổ là đại chiêu khiến Vũ Nhu Tử phải chuẩn bị lâu đến thế. Máu tươi bắn ướt người bảy bóng phân thân của Vũ Nhu Tử, nhưng sau khi tấn công xong thì mấy cái hư ảnh phân thân kia đều biến mất. Về phần bản thể của Vũ Nhu Tử thì có phòng ngự màu vàng kia bảo vệ, máu của mấy gã kia bắn ra căn bản không thể dính lên người của cô được. Chấm Đáng chết, lúc này, gã to con tứ phẩm đứng ở phía xa tức giận gầm lên. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, phóng thẳng về phía Vũ Nhu tử. Hai cây gai nhọn màu bạc bị hắn điều khiển, điên cuồng tấn công bản thể của Vũ Nhu tử. Ha ha, cây roi bên hông của Vũ Nhu tử lại run lên lần nữa, phối hợp với hồ điệp kiếm trong tay, không ngừng đỡ đòn, ngăn cản toàn bộ đòn tấn công như vũ bão của gã to con tứ phẩm kia. âm um, dưới sự khống chế của gã to con tứ phẩm kia, cây gai nhọn màu bạc đâm mạnh lên vũ nhu tử đột nhiên một cây gai màu bạc lại vỡ ra tuy rằng cây gai màu bạc này đã bị gã to con tứ phẩm kia tôi luyện qua biến thành phi kiếm nhưng phẩm chất của bản thân nó hoàn toàn không thể nào sánh được với bảo kiếm hồ điệp trong tay của vũ nhu tử được đáng mạnh quá thì đương nhiên sẽ phải vỡ thôi vũ nhu tử cũng bị cây gai nhọn kia đánh một cái thật mạnh phải lùi lại đằng sau vài bước lúc này gã to con tứ phẩm đã chạy tới trước mặt vũ nhu tử hắn đanh mặt lại giơ tay cầm lấy cây gai bạc còn lại của mình hai người các ngươi chết chắc rồi gã to con tứ phẩm nghiến răng nghiến lợi nói bốc phét ghê thế nhưng mà muốn giết được ta ấy thì không thể dựa vào cái miệng thôi đâu vũ nhu tử lắc lắc cánh tay bị run nhẹ của mình cho dù có trang bị hoàn mỹ nhưng đối kháng với tu sĩ tứ phẩm vẫn có phần vất vả hai người các ngươi dám ra tay giết chết đồng bọn của ta thì không thể sống được nữa, chỉ có một con đường chết mà thôi. Gã to con tứ phẩm kia lạnh lùng nói. Vũ Nhu Tử nhìn gã to con này, ngươi có bệnh à? Trong lúc đánh nhau ngươi chết ta sống thế này, không giết đồng bọn của ngươi thì giữ lại đem lộng kiếng ngắm à? Chẳng lẽ trùng tộc của các ngươi quý báu tới mức vào hàng được giới tu sĩ bảo vệ như gấu trúc hả? Gã to con tứ phẩm giơ tay ra, chộp lấy cái mũ tre trên đầu mình, để lộ ra một cái đầu mọc toàn gai nhọn. Ngoại trừ ở gần mắt ra thì trên đầu hắn mọc đủ thứ gai nhọn dài ngắn. Phàm là những kẻ dính máu của chiến sĩ nhím biển bọn ta thì chính là kẻ thù chung của toàn bộ chiến sĩ nhím biển trên đời này. Các ngươi trốn không thoát được, mặc kệ các ngươi chạy tới nơi nào, đều sẽ bị bọn ta giết chết. Chiến sĩ nhím biển cường đại sẽ lấy mạng của các ngươi. Gã to con tứ phẩm này dùng tiếng trung sứt sẹo của mình để nói ra nói chung là hắn cũng nói rõ ràng mấy ý tứ mà mình muốn biểu đạt rồi. Của nhiên thứ này cùng loại với, đồ long ấn ký, à. Nhưng, chiến sĩ nhím biển Á, chẳng lẽ sau khi mình giết chiến sĩ nhím biển thì sẽ mang cái danh, kẻ giết nhím biển, à. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cái tên này nghe cùi bắp quá, Tống Thư Hàng đứng ở phía sau cầm bảo đao bá toái, nói thầm trong miệng. Mà phải nói, nếu thật sự có loại ấn ký như thế thì cũng phiền lắm đấy đợi lát nữa xong xuôi thì phải hỏi mấy vị tiền bối trong nhóm cửu châu số một mới được. Không chỉ có các ngươi, mà ngay cả người thân, và tất cả những kẻ có quan hệ với các ngươi, đều sẽ chết trong tay của chiến sĩ nhím biển bọn ta. Gã to con tứ phẩm kia lại gần giọng nói tiếp. Tống Thư Hàng nghe tới đây thì nhíu mày, lại cái trò kéo theo cả người nhà này à. Vũ Nhu Tử, ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống trước mặt thi thể của đồng bọn ta, để ta chặt đầu của các ngươi xuống, như thế chiến sĩ nhím biển bọn ta sẽ tha cho người nhà của các ngươi một mạng mặt mày của cái gã to con tứ phẩm này càng lúc càng dữ tợn hơn thật ra mấy lời này là hắn nói để kéo sự chú ý mà thôi trong lúc nói chuyện hắn đã lặng lẽ liên hệ với đồng bọn của mình ở gần đây vẫn còn bốn gã chiến sĩ nhím biển đang mai phục trong bóng tối thực lực của bọn chúng đều là tứ phẩm cả chỉ cần năm người bọn hắn xông lên cùng một lúc thì dù trang bị của cô ả này có tốt tới đâu đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của năm người bọn họ. Đến lúc đó, hắn nhất định phải dùng cách tàn nhẫn nhất để xé xác con ả này ra. Vũ Nhu Tử. Sau đó, cô gái gãi chiếc cằm nhỏ đáng yêu của mình. Tiếp theo, Vũ Nhu Tử lại thu hồi hồ điệp kiếm, thở dài nói với gã to con tứ phẩm nọ, nếu như ngươi đã muốn giết cả nhà ta thì ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi cơ hội. Gã to con tứ phẩm. Ta quyết định rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội giết chết cả nhà ta. Vũ Nhu Tử giơ ngón tay ra, chỉ về phía sau lưng của gã to con tứ phẩm chật, quay đầu lại đi, có thấy người đàn ông đứng ở sau lưng ngươi không? Hắn chính là cha của ta đó, nếu như muốn giết cả nhà của ta thì làm đi, đừng có bảo là ta không cho ngươi cơ hội nhé. Gã to con tứ phẩm kia hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn xưa rồi nhé, ngươi cho rằng ta sẽ trúng chiêu chắc. Ngươi cho rằng nếu đằng sau lưng ta mà có thứ gì thì lẽ nào ta không thể cảm ứng được chắc. Hắn nghĩ mình mà quay đầu lại thật thì con nhóc này sẽ đánh lén mình, hoặc là nhân cơ hội chạy trốn mất dạng, thủ đoạn xưa như trái đất này, đời nào hắn lại chúng chiêu được. Chương 390, đứng ở góc độ khác để nhìn nhận sự việc. Thật ra thì, có một vài sự vật, chúng ta có thể đổi một góc độ khác để nhìn nhận nó, thể ngộ nó linh điệp tôn giả. Không thể nào, gã đàn ông quái dị tứ phẩm kia cảm thấy vô cùng kinh hãi thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tứ phẩm, hơn nữa huyết thống trong cơ thể hắn là yêu loại thuần trùng, tinh thần lực và các giác quan của hắn nhạy bén hơn tu sĩ nhân loại rất nhiều. Hơn nữa, theo sự cảm nhận của hắn thì phía sau lưng hắn căn bản trống không, chẳng có bất kỳ khí thức nào. Nhưng lúc này, giọng nói thâm trầm của đàn ông lại đột ngột vang lên phía sau lưng hắn chẳng lẽ thật sự có người có thể tránh được sự thăm dò của tinh thần lực và giác quan của hắn mà xuất hiện phía sau lưng hắn một cách vô thanh vô tức như thế sao thật đáng sợ thực lực của người này phải cường đại đến mức nào đây gã to con quái dị tứ phẩm này cơ hồ lăn nhanh sang bên cạnh theo bản năng bất luận như thế nào cứ kéo dài khoảng cách với kẻ kia trước đã rồi tính sau trong lúc lăn tròn né tránh hắn cũng đưa mắt nhìn về vị trí sau lưng mình một cái ở đó có một người đàn ông đang đứng chắp tay ra sau lưng. Trên người hắn mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, ngoại hình vô cùng anh Tuấn, là cái loại đẹp trai cướp hết ánh sáng đến mức không có nổi bạn bè ấy. Lúc này, người đàn ông này nhíu chặt mày, trông qua thôi cũng có thể biết được tâm trạng của hắn rất tệ. Trong lúc gã to con quái dị tứ phẩm kia đang điên cuồng lăn mình tránh né, người đàn ông này lại trầm giọng xuống nói. Ta cho ngươi lăn đi lúc nào vậy hả? Chỉ là một câu chất vấn như thế thôi, Người đàn ông đó thậm chí còn cử động một ngón tay, nhưng dường như trong những lời hắn nói ra lại mang theo năng lực như kiểu, ngôn xuất pháp tùy, vậy. Gã to con tứ phẩm đang lăn đi giống như bị chúng phải định thân thuật vậy. Cả người hắn cứ duy trì cái tư thế kỳ quái cứng ngắc đó tại chỗ, lăn về phía trước cũng không được mà lui về phía sau cũng không xong. Gã to con tứ phẩm đó vô cùng sợ hãi. Chuyện gì thế này, tại sao thân thể của mình lại không nhúc nhích được thế này? chuyện gì đang xảy ra thế này mau động đậy đi đáng chết cái cơ thể này mau động đậy cho ta gã to con tứ phẩm kia thét lớn trong lòng nhưng dường như từng bắp thịt từng đường kinh mạch của hắn đều đang run rẩy đang sợ hãi trong trạng thái như vậy cơ thể của hắn căn bản không thể nào phối hợp với ý thức của hắn được tại sao lại như vậy rốt cuộc thực lực của người đàn ông này đã đạt đến cảnh giới nào rồi một câu chỉ là một câu nói thôi cũng khiến hắn không còn chút sức lực kháng cự nào chỉ bằng tên phế vật nhà ngươi cũng dám to mồm đòi giết sạch cả nhà ta sao linh điệp tôn giả nói một cách lạnh lùng trong lúc linh điệp tôn giả lên tiếng có một con linh điệp âm thầm xuất hiện trên bả vai của hắn con linh điệp đó bay lên phía trước đôi cánh xinh đẹp mềm mại của nó giống như một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã cắt qua cổ họng của gã to con tứ phẩm kia máu tươi lập tức bắn ra tung tóe máu của gã to con tứ phẩm đó nhuộm đỏ cả con linh điệp khiến nó trông càng trở nên kiều diễm và xinh đẹp hơn sau đó nó nhẹ nhàng vỗ đôi cánh xinh đẹp của mình chỗ máu tươi trên người nó lập tức bị hấp thu màu đỏ kiều diễm dung nhập với những màu sắc rực rỡ trên người nó khiến nó càng trở nên sặc sỡ hơn ánh mắt của gã to con tứ phẩm kia dần dần mất đi tiêu cự cho đến lúc chết hắn vẫn duy trì tư thế lăn đi của mình sau đó con linh điệp kia lại bay trở về đậu xuống trên bả vai của tôn giả, vỗ cánh một cách nhẹ nhàng. Mặt mày tôn giả ra vẻ hài lòng, gật đầu một cái rồi nói, nhớ kỹ khí tức của loại huyết mạch này. Từ nay về sau không cho phép sinh vật có khí tức huyết mạch này đến gần linh điệp đảo trong phạm vi một nghìn dặm. Hay nói cách khác, một khi có loài sinh vật nào mang huyết mạch chiến sĩ nhím biển đến gần linh điệp đảo trong phạm vi một nghìn dặm, cho dù là kẻ không biết chuyện đi ngang qua, linh điệp đảo cũng sẽ giết ngay lập tức. Đối với cái tên gọi là chiến sĩ nhím biển này, Linh Điệp Tôn giả không có chút hứng thú nào, cũng không có ham muốn đi nghiên cứu bọn chúng. Sau đó, Linh Điệp Tôn giả không buồn nhìn gã to con tứ phẩm kia nữa, mà quay đầu lại, nhìn về phía con gái Vũ Nhu tử của mình. Chỉ trong khoảnh khắc quay đầu đó, sắc mặt của Tôn giả đã thay đổi ngay lập tức. Vốn là khuôn mặt đầy nặng nề, khó chịu, sau khi quay đầu thì đã trở nên dịu dàng thân thiện, giống như vừa được đắm mình trong gió xuân vậy hắn khẽ gọi một tiếng vũ nhu tử cha vũ nhu tử cười hắc hắc giơ tay vẫy vẫy tôn giả gặp được cha mình trong hoàn cảnh này dù ít dù nhiều cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng bởi vì lần này cô lại lén lút rời khỏi linh điệp đảo chắc mọi còn nhớ nhỉ cô ấy tự chui vào trong một cái thùng lớn rồi gửi chuyển phát nhanh bản thân ra ngoài đứa con gái bỏ nhà ra đi đối mặt với người cha lặn lội từ nơi xa xôi tìm đến trường hợp thế này thật sự là có phần lúng túng Lần này ra ngoài chơi đủ chưa?" Linh Điệp Tôn Giả khẽ nheo mắt lại, cười rộ lên. Nhìn thấy nụ cười này của hắn, lá gan của Vũ Nhu tử nhất thời to hơn rất nhiều, cô hiểu rất rõ cha mình, chỉ cần cha cô cười như thế, chắc chắn ông sẽ không tính toán chuyện cô bỏ nhà ra đi nữa. "Hi hi, cha, cha là tốt nhất." Giống như yến non về rừng, Vũ Nhu tử mặc khôi giáp, lao thật nhanh về phía cha mình, cho Tôn Giả một cái ôm nồng nhiệt nếu không phải thực lực của Linh Điệp Tôn Giả rất cao cường, thì sau khi bị một bộ giáp sắt to đùng như thế đâm sầm vào người chắc là sẽ hộc cả máu mất. Linh điệp tôn giả cũng giang tay ra ôm con gái mình vào lòng, sau đó lại gõ mạnh vào nón sắt trên đầu cô một cái rồi nói, người ấy. Tôn giả vốn đã nghĩ ra rất nhiều lời để trách mắng con gái mình, nhưng khi thấy con gái làm nũng thế này, ông lại không thể thốt ra nổi một lời. Sau đó, Linh Điệp Tôn Giả đưa mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng đang trong hình dạng của sở sở, mình dính đầy máu tươi đang đứng cách đó không xa. Kia là bạn mới của Vũ Nhu Tử à? Linh Điệp Tôn giả hỏi. Vũ Nhu Tử cười hì hì nói, không phải đâu cha, vị này chính là tống tiền bối mà ta đã từng nhắc đến với cha đó. Tống Thư Hàng tiểu hữu đấy sao? Linh Điệp Tôn giả quay sang nhìn Tống Thư Hàng một lần nữa. Tiểu cô nương mặc váy đen này chính là Thư Hàng tiểu hữu được thêm nhầm vào nhóm cửu châu số một đó sao? Kỳ lạ, hắn nhớ rõ ràng tống thư hàng trong miệng đám đạo hữu của nhóm cửu châu số một là trai mà tôn giả chắc chắn rằng mình không hề mắc chứng đáng trí tuổi già hắn nhớ rõ ràng tống thư hàng là một chàng trai vậy cô nương mặc váy đen trước mắt này là thế nào đây tôn giả lại đánh giá tống thư hàng từ trên xuống dưới một lần nữa ý khoan đã thứ kia không phải là ghim cải áo biến hình nằm trong danh sách đồ chơi của vũ nhu tử mà lần trước hắn đã chế tạo ra sao khi còn bé Vũ Nhu Tử rất thích nghịch cái ghim cải biến hình này. Nhưng bây giờ lại có một đạo hữu có kỹ thuật cao minh, dùng trận pháp làm gia tăng khả năng huyễn hình của cái ghim cải áo biến hình này, khiến cả tôn giả như hắn nhìn qua cũng không phát hiện ra được đây là ghim cải áo biến hình. Thật thú vị! Trong ánh mắt của Linh Điệp tôn giả có một tia sáng bất chợt lóe lên. Sau đó hắn dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Tống Thư Hàng xuyên qua ghim cải áo biến hình. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, cao tầm 1 m tám, ngũ quan đàng hoàng, quả đầu trụi lủi rất nổi bật. Xét tổng thể mà nói thì tướng mạo của chàng trai này trông có vẻ thanh tú hiền lành. Nhưng điều khiến khóe miệng tôn giả co giật là trên người tống thư hàng mặc một cái váy ngắn màu đen, một đôi tất lưới, bên chân còn gài một thanh đoản kiếm. Biến thái thích mặc đồ con gái. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của linh điệp tôn giả về tống thư hàng tiểu hữu, một ấn tượng khá là bắt mắt. Thật không ngờ Tống thư hàng tiểu hữu được các đạo hữu trong nhóm nhất trí ngợi khen lại là người thích mặc đồ con gái. Xin chào Linh Điệp tiền bối, Tống thư hàng dùng cách hành lễ học được từ các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, hành lễ với Linh Điệp tôn giả một cách tôn kính. Lúc trước, khi đọc đoạn chat của các tiền bối trong nhóm, hắn được biết rằng cha của Vũ Nhu tử Linh Điệp tôn giả là một lão tiền bối ra tay rất hào phóng, tính tình cũng rất hiền lành. Có điều, Linh Điệp tôn giả cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tật xấu là thích tính toán so đo. Chưa biết Trừng Linh Điệp Tôn Giả sẽ so đo với người cả nửa ngày chỉ vì một chuyện còn con nào đó. Vì thế, trong lúc nói chuyện với Linh Điệp tiền bối, nhất định phải chú ý từng hành vi cử chỉ của mình. Tuyệt đối đừng có giống như tam lãng tiền bối, không ngừng tìm đến cái chết ở trước mặt Linh Điệp tiền bối. Có điều sau khi vừa lên tiếng, Tống Thư Hàng lập tức cười khổ. Bởi vì giọng nói của hắn đã bị Bạch Tôn Giả tạm thời dùng pháp thuật cải tạo lại. Giọng nói hắn nói ra lúc này là giọng nói nũng nịu đáng yêu của sở sở cô nương. Khóe miệng của Linh Điệp Tôn giả co giật vài cái, rồi nói: "Tống thư hàng tiểu Hiếu xin chào. Thích mặc đồ con gái thì cũng thôi đi." Đến giọng nói cũng sửa thành giọng nói của con gái nữa. Mặc dù đánh giá của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một đối với vị Tống thư hàng tiểu Hiếu này là vô cùng tốt, những đạo hữu đã từng tiếp xúc với Tống tiểu hữu cũng hết sức khen ngợi hắn. Nhưng bây giờ linh điệp tôn giả lại cảm thấy vị tống thư hàng tiểu hữu này không được bình thường cho lắm con gái bảo bối của mình trở thành bạn tốt với người thích mặc đồ con gái như thế này có sao không đây linh điệp tôn giả không khỏi có chút bận lòng về cô con gái của mình ai cũng nói mối quan hệ bạn bè của một người rất quan trọng liệu con gái cưng của mình có bị dậy hư không đây mà khoan đã khoan đã khoan đã có một số việc không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài có một số việc ta cần phải thay đổi một góc độ khác để nhìn nhận, suy nghĩ về nó. Có lẽ, đứng từ một góc độ nào đó mà nói, Vũ Nhu Tử ở chung với cái tên thích mặc đồ con gái này còn khiến mình yên tâm hơn là khi nó ở cùng với một chàng tu sĩ đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng ấy chứ. Đúng vậy, so với tống tiền bối dịu dàng, thú vị mà trước đây con gái mình lúc nào cũng nhắc đến, thì phiên bản tống tiền bối thích mặc đồ con gái trước mặt mình bây giờ khiến mình an tâm hơn nhiều. Linh điệp tôn giả vuốt cầm một cái, âm thầm gật đầu. Không biết tại sao mà trong lòng Tống Thư Hàng lại cảm thấy có chút sợ hãi hắn cảm thấy ánh mắt mà Linh Điệp Tôn Giả nhìn hắn lạ lắm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện. Đợi đã, ghim cải áo biến hình là thứ do Linh Điệp Tôn Giả chế tạo ra. Hay nói cách khác, Tôn Giả chắc chắn có thể nhìn thấu được sự biến thân của hắn. Như thế, ánh mắt Tôn Giả nhìn hắn cổ quái cũng là thường. Tống Thư Hàng không hề muốn người khác hiểu lầm mình là kẻ biến thái thích mặc đồ con gái. Vì thế hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích với linh điệp tôn giả về nguyên nhân tại sao mình lại mang hình dáng của sở sở. Ít nhất thì như thế cũng sẽ khiến linh điệp tiền bối có một ấn tượng bình thường với hắn. Hắn tuyệt đối không muốn bị coi là kẻ biến thái đâu. Nhưng ngay lúc Tống Thư Hàng đang định mở miệng giải thích thì ánh mắt của linh điệp tôn giả lại đột nhiên thay đổi. Đầu tiên là tràn đầy vẻ vui mừng, sau đó ánh mắt của hắn trở nên vô cùng hiền hòa. Ha 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 ha, Linh Điệp Tôn giả cười to, nói, khoảng thời gian trước ta thường xuyên nghe thấy con gái ta nhắc đến thư hàng tiểu hữu. Hơn nữa trong khi trò chuyện với vài vị đạo hiếu, ta cũng thường xuyên nghe thấy bọn họ nhắc tới ngươi. Hôm nay thấy người thật mới hiểu, quả nhiên ánh mắt của mọi người không hề sai. Ta có thể cảm nhận được một loại khí tức dịu dàng, bình tĩnh từ trên người ngươi. Từ sau khi bước vào cảnh giới nhị phẩm, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tu luyện pháp môn, thu liếm khí tức, vì thế tinh thần lực mà, chân ngã minh tưởng kinh, tản phát ra cũng phát ra khí tức người tốt, một cách rất tự nhiên. Mặt mũi linh điệp tôn giả đầy vẻ cảm khái. Vũ nhu tử có một người bạn giống như ngươi, ta rất yên tâm. Tôn giả đánh giá hắn cao như vậy, thật sự khiến Tống Thư Hàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 390